Đây là một viên độc đan, chỉ cần hút thượng một ngụm độc khí tiến vào trong cơ thể là có thể tố loạn trong cơ thể tiên nguyên, thậm chí tê mỏi toàn thân, ở một canh giờ trong vòng đừng nghĩ thi triển ra bất luận cái gì lực lượng tới. Không thể không nói cái này lão bất tử rất âm lãnh. Nhưng là cố tình Dương Nghị Vân mở ra tới càn khôn chi mắt sau thấy được. Hắn tuy rằng không biết Đông Nhan cái này lão bất tử niết bạo chính là cái gì đan dược, nhưng nghĩ đến nhất định là dùng để đối phó hắn, không phải cái gì thứ tốt. Thấy được Đông Nhan niết bạo đan dược lúc sau cái loại này màu đỏ sương mù, Dương Nghị Vân không cần suy nghĩ phong bế tới toàn thân khiếu huyệt, phòng ngừa này trung khí thể tiến vào chính mình thân thể. Dù sao hắn hiện tại muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần tới, Đông Nhan tưởng cùng hắn chơi dưới đèn hắc âm hắn, kia hắn hiện tại liền trái lại còn cho hắn. Không đến tam tức thời gian Dương Nghị Vân cảm thụ trong không khí truyền đến hơi thở đã tới rồi hắn bốn phía. Dương Nghị Vân năm đó cùng Lục Yên Chi ở bên nhau đãi quá rất dài một đoạn thời gian, mà Lục Yên Chi lại là trời sinh độc thể hơn nữa vẫn là độc thể trung ách nạn thân thể, chuyên môn tu đạo, Dương Nghị Vân tuy rằng không có tu hành quá độc nói, nhưng lại thời gian dài cùng Lục Yên Chi ở bên nhau, mưa dầm thấm đất không ít, đối độc nói vẫn là hiểu biết một ít. Một chút liền phân biệt ra, đây là độc khí. Cũng liền nói Đông Nhan vừa mới niết bạo chính là một viên độc đan. Lão bất tử đủ âm a Dương Nghị Vân trong lòng mắng một tiếng. Bất quá tại hạ một khắc hắn lại là khóe miệng hơi hơi dơ lên, lúc sau sắc mặt bắt đầu đại biến, một khuôn mặt bắt đầu trở nên vô cùng đỏ bừng lên, bực này biểu tình vừa thấy chính là trúng độc. Ngay sau đó Dương Nghị Vân thân thể nếu là tả hữu lay động lên, trong miệng phát ra thống khổ tiếng động, một mông làm ngã trên mặt đất. Ngay sau đó miệng vỡ mắng nói, Đông Nhan lão tặc ngươi mẹ nó âm ta. Giờ phút này Dương Nghị Vân biến hiện ra tới trạng thái chính là trúng độc không cạn bộ dáng. Hắn nhìn đến Đông Nhan ở mười mấy mét ở ngoài, trên mặt hiện lên vui sướng chi sắc. Một lát sau lại thấy Đông Nhan đi tới. Dương Nghị Vân không nhúc nhích chờ Đông Nhan đi bước một mà đến, một khuôn mặt bắt đầu từ hồng biến hắc. Trên thực tế đây là hắn đem trong cơ thể lực lượng tất cả đều vận chuyển tới hội tụ tới rồi trên mặt kết quả. Ha ha ha, tiểu tử cùng bổn tọa đấu ngươi còn nộn điểm. Đông Nhan cười đi tới Dương Nghị Vân trước mặt, nồng đậm sương mù bao vây ở trên người hắn, làm thân thể hắn lớn một vòng, đến như là một tôn ma quỷ. Thấy được Dương Nghị Vân bộ dáng, Đông Nhan liền biết chính mình độc đan hiệu quả. Ngươi hảo đê tiện, có bản lĩnh cùng lão tử chính diện chém giết Dương Nghị Vân ngã trên mặt đất nhìn chính là thân thể nhũn ra rất khó động một chút suy yếu bộ dáng mắng Đông Nhan. Ha ha đê tiện, nếu không nói như thế nào tiểu tử ngươi trả vốn tỏa đấu còn nộn điểm đâu. Tiểu tử bổn tọa cho ngươi thượng một khóa, tu luyện chi đạo không phải xính anh hùng, là ai sống được lâu ai chính là cường giả, ha ha ha. Thế nào chúng độc tư vị không dễ chịu đi, có phải hay không toàn thân tiên nguyên lực vận chuyển không được? Có phải hay không toàn thân chết lặng vô lực? Hắc hắc, vì tiểu tử ngươi bổn tọa hôm nay dùng đến chính là đều vốn gốc đan dược, ngươi cũng biết đủ đi. Hiện tại tiểu tử ngươi là bản thượng thịt cá, lão phu cũng không có thời gian cùng ngươi háo đi xuống. Chờ bổn tọa đối với ngươi siêu hồn lúc sau, tiểu tử ngươi trên người hết thảy đều là bổn tọa, ha ha ha. Hảo hiện tại bổn tọa liền đưa ngươi lên đường. Dứt lời Đông Nhan bỗng nhiên đối với Dương Nghị Vân duỗi tay thành chảo, trực tiếp chụp vào Dương Nghị Vân đầu. Dương Nghị Vân biết cái này lão bất tử đây là phải đối chính mình siêu hồn. Bất quá. Há có thể làm hắn như nguyện. Ha ha, ai đưa ai lên đường còn không nhất định đâu. Dương Nghị Vân cười lạnh lên. Bỗng nhiên đối với Đông Nhan trở tay nắm chặt thủ đoạn lớn tiếng nói, hoa sen đen trợ ta. Cùng thời gian một cái tay khác thanh liên tiên hỏa đại tác phẩm, cũng thúc giục trong cơ thể 10 thành 10 lực lượng, ra quyền thẳng đánh ở Đông Nhan bụng nhỏ chỗ, nơi này là tiên phủ nơi, là nói nguyên nơi, chỉ cần một kích là có thể phá hắn nói nguyên. Bất tử cũng có thể phế nhân. Đối này thình lình xảy ra biến cố, Đông Nhan sắc mặt đại biến, hắn tại đây một khắc biết bị lừa. Dương Nghị Vân tiểu tử này căn bản là không trúng độc, hoặc là nói phía trước hắn nhìn đến Dương Nghị Vân nhìn hắn kia liếc mắt một cái là thật sự. Tiểu tử này đã sớm có thể nhìn đến hắn, chẳng qua hắn ở cố ý trang, cố ý làm chính mình thả lỏng cảnh giác. Lại cho hắn hạ bộ. Đã biết lại như thế nào. Lúc này hết thảy đều chậm. Hắn chụp vào Dương Nghị Vân đầu tay, ở khoảng cách Dương Nghị Vân đầu một lóng tay khoảng cách thu hoạch, Dương Nghị Vân bùng nổ dựng lên, trở tay liền cầm cổ tay hắn. Hơn nữa đồng thời một quyền đánh vào hắn bụng nhỏ vị trí. Hết thảy đều là không hề dấu hiệu, liền mạch lưu loát. Oanh! A! À. Đông Nhan kêu thảm thiết dựng lên,
giờ khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được hắn nói nguyên tan vỡ. Nguyên bản tưởng nhanh chóng triệt thoái phía sau, nhưng Nề Hà thủ đoạn bị Dương Nghị Vân gắt gao bắt lấy, căn bản liền tránh thoát không khai. Đông Nhan cảm thụ giờ khắc này Dương Nghị Vân trước người xuất hiện mặt khác một cổ cường đại hơi thở, gắt gao nắm chặt hắn, áp chế hắn, tiểu tử này ra tay căn bản là không có cho hắn phản kháng cơ hội. Trơ mắt nhìn Dương Nghị Vân một quyền đập ở hắn bụng nhỏ, nhường đường nguyên tan vỡ. Giờ phút này Đông Nhan khóc không ra nước mắt, nguyên bản nghĩ chơi dưới đèn hắc, hiện tại trái lại hắn bị Dương Nghị Vân cấp chơi. Dương Nghị Vân một kích đắc thủ, mượn dùng hoa sen đen cường đại thần hồn chi lực, bỗng nhiên duỗi tay phản chộp vào Đông Nhan trên đầu. Bạo nộ một tiếng, siêu hồn. Lão gia hỏa này vẫn luôn đem hắn dụ dỗ đến nơi đây, hơn nữa phía trước thoạt nhìn không chút nào để ý quỷ mẫu hoa. Dương Nghị Vân liền phỏng đoán mục đích của hắn khả năng căn bản liền không phải quỷ mẫu hoa nước mắt, mà là có khác sở đồ. Rõ ràng nơi này có cường đại quỷ mẫu yêu thụ tồn tại, nhưng đến bây giờ mới thôi, quỷ mẫu yêu thụ trừ bỏ xuất hiện quá dây mây công kích ở ngoài, không có bất luận cái gì động tĩnh. Cái này làm cho Dương Nghị Vân nghĩ đến, nơi này tựa hồ còn có lên bí mật tồn tại, mà biết nơi này quỷ dị chỗ nhất định là Đông Nhan cái này lão bất tử. Lão Đông Tây tương đối hắn siêu hồn, kia hảo. Tiểu gia trái lại đối với ngươi siêu hồn, ăn miếng trả miếng. Cũng có thể biết một ít tình huống nơi này. Vừa mới diễn biểu diễn thành công. Hắn chính là chờ làm cái này lão tiểu tử thả lỏng cảnh giác, cho nên mãi cho đến lão bất tử tay chảo khoảng cách chính mình đầu một lóng tay đầu khoảng cách thời điểm mới làm khó dễ. Nói thật mạo hiểm rất lớn, hơi có vô ý chết chính là hắn. Cũng may lão gia hỏa này thác lớn, nhìn hắn một kích đắc thủ. Hắc hắc. Lão bất tử cái này phạm tiểu gia trong tay, ngươi không phải muốn siêu hồn tiểu gia sao? Có đi mà không có lại quá thất lễ, hiện tại tiểu gia còn cho ngươi, làm ngươi nếm thử bị siêu hồn tư vị. Dương Mỗ Nhân cười lớn vận chuyển cường đại thần hồn chi lực, bắt đầu rồi đối Đông Nhan siêu hồn. Không, không cần, Ở hoảng sợ chung xin tha, Đông Nhan cuối cùng bị Dương Nghị Vân cấp siêu hồn. 10 tức lúc sau, Dương Nghị Vân dừng lại. Một trưởng đi xuống đem đã trở thành ngu ngốc Đông Nhan chụp thành thịt nát. Phất tay gian đem Đông Nhan chứa đựng tiên giới tay lên. Nguyên lai là như thế này, ha ha, lão bất tử nhưng thật ra mưu đồ rất đại. Dương Mỗ Nhân tự nói một tiếng. Thu thập Đông Nhan lúc sau, bao phủ bốn phía đan sương mù cũng bởi vì bắt đầu tiêu tán. Dương Nghị Vân siêu hồn Đông Nhan ký ức lúc sau, liền biết đan sương mù duy trì cũng chính là một canh giờ bộ dáng, lúc này cũng tiêu tán. Từ Đông Nhan trong trí nhớ, đích xác Dương Nghị Vân phát hiện, lão gia hỏa này sở đồ không chỉ là quỷ mẫu hoa nước mắt, mà là quỷ mẫu yêu thụ thụ tâm. Lại nói tiếp Dương Nghị Vân đối quỷ mẫu yêu thụ hiểu biết chỉ là từ kỳ quân đan sách thượng đối quỷ mẫu hoa nước mắt ghi lại hiểu biết, trừ cái này ra, quỷ mẫu yêu thụ còn có cái gì tác dụng, Dương Nghị Vân biết không nhiều lắm, nhưng là cái này từ Đông Nhan trong trí nhớ tất cả đều đã biết. Nguyên lai Đông Nhan cái này lão bất tử trọng điểm mưu chính là quỷ mẫu yêu thụ thụ tâm. Mà muốn đạt được quỷ mẫu yêu thụ thụ tâm, cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể làm được. Thủ hạ liền yêu cầu một phần quỷ mẫu hoa nước mắt đi tưới ở chủ trên thân cây, như thế mới có thể làm ngủ say chung quỷ mẫu yêu thụ thức tỉnh, hiện tại quỷ mẫu yêu thụ cũng không có thức tỉnh. Bình thường dưới tình huống rễ cây đều là cắm rễ ở đại địa chung, bực này quái vật khổng lồ chi sinh linh, hấp thu đại địa tiên nguyên lực, ngủ say liền tu luyện. Tuy rằng là cường đại thụ yêu, nhưng bản chất vẫn là thực vật. Cho nên rất nhiều thời điểm đều là hấp thu ngầm tiên nguyên lực ở ngủ say bên trong. Mà muốn đạt được thụ tâm, nhất định phải muốn đánh thức quỷ mẫu yêu thụ. Chỉ có quỷ mẫu yêu thụ thức tỉnh hết sức, dùng quỷ mẫu hoa nước mắt mới có thể mở ra thụ yêu ngực. Chuẩn xác mà nói có thể làm quỷ mẫu yêu thụ ngực bại lộ ra tới, đến lúc đó liền có cơ hội được đến thụ tâm. Ở lão Đông Tây Đông Nhan trong trí nhớ, quỷ mẫu yêu thụ thụ tâm chính là tu luyện chí bảo, có thể giúp hắn đột phá đại la đại viên mãn bình cảnh, thành tựu hỗn nguyên. Cho nên lão Đông Tây chân chính mục đích là quỷ mẫu thụ yêu thụ tâm. Vì thế hắn chuẩn bị thật lâu, chứa đựng tiên khí nhẫn chung có rất nhiều đan dược đều là dùng để đạt được quỷ mẫu yêu thụ chi tâm. Trước kia đã tới vài lần, có vài cái nguyên nhân đều không có thành công. Đệ nhất là chuẩn bị không đủ, đệ nhị là hắn không có cách nào ở quỷ mẫu hoa chung lấy ra ra hoa nước mắt. Bởi vì hoa nước mắt một khi từ đóa hoa ra tới liền sẽ bốc hơi, cần thiết muốn bí pháp lấy ra mới được. Cũng là lúc này hắn xuất hiện ở vạn dược chợ cầu mua quỷ mẫu hoa nước mắt, vừa lúc vào Đông Nhan mắt, như thế mới có mặt sau những việc này nhi.
Đương nhiên ở Đông Nhan trong trí nhớ, này cây quỷ mẫu yêu thụ đến tột cùng có phải hay không vạn tái năm tháng chính hắn đều không xác định, nếu là vạn tái năm tháng quỷ mẫu yêu thụ, lúc này đã sớm thức tỉnh lại đây. Rốt cuộc bọn họ đánh nhau động tĩnh rất lớn. Đông Nhan phán đoán là này cây quỷ mẫu yêu thụ không đến vạn tái năm tháng, cho nên hắn dám đến nghĩ cách, muốn thật là vạn tái năm tháng quỷ mẫu yêu thụ, hắn trốn đều không kịp. Kia sẽ là chân chính vạn năm lão yêu. Nơi này vạn năm chính là chỉ tiên giới vạn năm, cho nên phi thường khủng bố. Hiện tại Dương Nghị Vân nghĩ đến hẳn là cũng không phải vạn tái năm tháng lão yêu thụ. Nếu không đã sớm thức tỉnh. Bực này thụ yêu sinh linh, trăm năm thông suốt, ngàn năm thành linh, vạn năm mới là đại yêu. Cho nên vạn năm chính là một cái đại khảm. Dương Nghị Vân đã biết này đó sau, hắn nghĩ muốn hay không đánh một chút quỷ mẫu yêu thụ chi tâm chủ ý. Rốt cuộc Đông Nhan lão bất tử chuẩn bị tốt rất nhiều đào đi thụ tâm thiên tài địa bảo. Nếu là cứ như vậy từ bỏ liền có chút đáng tiếc. Bất quá cái này ý niệm, ở theo sau đã bị hắn cấp tung ra sau đầu, bởi vì hắn biết cầu đạo chi lộ, có rất nhiều là vẫn là không thể làm. Đào quỷ mẫu yêu thụ thụ tâm, cùng cấp với hủy diệt cái này thụ yêu. Núi đá cỏ cây ở tu đạo sinh linh bên trong là nhất gian nan không dễ. Dương Nghị Vân cũng cùng này cây quỷ mẫu yêu thụ không có thù hận, hắn chỉ nghĩ được đến một phần quỷ mẫu hoa nước mắt liền có thể, rốt cuộc quỷ mẫu hoa nước mắt là thụ yêu nở hoa kết quả thiên địa chi tinh khí, thu cũng sẽ không có ảnh hưởng. Đến nỗi đào nhân gia thụ tâm, loại sự tình này vi phạm lẽ trời, vẫn là thôi đi. Lại nói trước mắt còn có đại địch ở đây, vẫn là trước giải quyết lại nói. Tiên đan lâu giả hoa sen cùng đại kiếm sư, đây mới là tử địch. Đó là hắn đối kỳ quân tiên nhân phát quá thể, muốn hủy diệt thế lực. Nếu đối thượng hôm nay liền nghĩ cách giải quyết này hai người lại nói. Bất quá cái kia đại kiếm sư đích xác ở hắn cảm giác chi phi thường nguy hiểm, vẫn là phải nghĩ lại biện pháp mới được. Quay đầu nhìn lại, lại là nhìn đến Tuyết Hương không biết khi nào đã hóa ra bản thể cùng đại kiếm sư đại chiến ở bên nhau, bất quá tạm thời nhìn lại Tuyết Hương không rơi xuống phong. Đang xem giả hoa sen cùng nàng hai cái thủ hạ. Đứng ở nơi xa quan chiến. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động chuẩn bị trước đem giả hoa sen cùng nàng hai gã thủ hạ xử lý lại nói, đối thượng cái kia đại kiếm sư, hắn không có nắm chắc, nhưng đối phó giả hoa sen ba cái vẫn là có thủ đoạn. Bất quá trước đó, Dương Nghị Vân tiên phải làm một sự kiện. Đó chính là thu quỷ mẫu hoa nước mắt. Cũng là lần này mục đích. Hiện tại hảo, Đông Nhan đã bị hắn xử lý. Trong tay cũng có Đông Nhan chuẩn bị nguyên ma đan có thể dùng để ngăn cách quỷ mẫu dây mây hơi thở, không cần ở lo lắng bị quỷ mẫu dây mây công kích. Vừa lúc chống hiện tại thu quỷ mẫu hoa nước mắt. Trên cây còn đổi chiều 6-7 đóa quỷ mẫu hoa, cũng đủ hắn dùng. Nghĩ đến đây, Dương Nghị Vân trong tay một phen một viên nguyên ma đan xuất hiện ở trong tay Niết Bạo, tức khắc toàn thân quấn quanh một tầng màu đen đan khí. Hắn biết đây là Đông Nhan chuẩn nhóm chuẩn bị tốt dùng để tránh né quỷ mẫu dây mây đan dược. Phía trước cũng gặp qua thực dùng tốt. Ngẩng đầu vừa thấy đỉnh đầu cách đó không xa chính là một đóa quỷ mẫu hoa, Dương Nghị Vân thả người nhảy phi thân đi lên, tới rồi quỷ mẫu hoa trước, lần này không ai quấy rầy, cũng đã không có quỷ mẫu dây mây tới công kích, nhưng là làm hắn có cũng đủ thời gian tới thu quỷ mẫu hoa nước mắt. Kỳ thật rất đơn giản chính là kỳ quân đan sách chung ghi lại thu pháp quyết. Đối với đỏ thắm quỷ mẫu lời nói, Dương Nghị Vân đánh ra liên tiếp pháp quyết. Tại hạ một khắc bên trong bay ra tới một cổ trong suốt dòng khí, này liền quỷ mẫu hoa nước mắt. Thu. Phong. Tay quyết vừa chuyển, Dương Nghị Vân đem quỷ mẫu hoa nước mắt thu tới rồi trước đó chuẩn tốt bình ngọc chung, một đạo pháp lực phong ấn lên. Tiếp theo Dương Nghị Vân phi đao đệ nhị đóa quỷ mẫu hoa trước, như pháp chế pháo. Liên tiếp thu tam bình lúc sau, Dương Nghị Vân không nghe xuống dưới tiếp tục thu đệ tứ đóa. Đương đệ tứ đóa quỷ mẫu hoa nước mắt vừa mới thu vào bình ngọc chung hết sức, phía sau bỗng nhiên cảm giác tới rồi nguy hiểm, tức khắc trong lòng vừa động thúc dục khắc văn đạo phù vọt đến một bên. Ầm vang, mới vừa né tránh ở hắn tại chỗ một tiếng nổ vang. Tức khắc tảng lớn lá cây rơi xuống. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt nhìn lại, đúng là giả hoa sen bên người liền cái thượng phẩm đại la thủ hạ. Nếu không phải hắn tâm hồn cảm ứng dự cảm tới rồi nguy hiểm không chút do dự thúc giục khắc văn đạo phù tránh né, đổi làm những người khác sợ là lần này bị đánh trúng, bất tử cũng muốn lột ra. Trong lòng một cổ hỏa khí toát ra tới. Phía trước nhìn đến này hai cái đại la cùng giả hoa sen đều đang ở đại kiếm sư kiếm khí kết giới chung, khoảng cách hắn thật xa,
không nghĩ tới ở hắn thu quỷ mẫu hoa nước mắt thời điểm thế nhưng tới đánh lén hắn. Ha ha, tiểu gia vốn dĩ muốn tìm các ngươi, không nghĩ tới nhanh như vậy các ngươi liền phải đi tìm cái chết, cũng hảo trước xử lý các ngươi ở đi giết giả hoa sen nữ nhân kia. Dương Nghị Vân dứt lời lúc sau, vèo một tiếng biến mất ở tại chỗ. Tái xuất hiện trong tay tới rồi trong đó một người bên người, bỗng nhiên chính là một quyền mà đi. Oanh! Khắc văn đạo phù không gian chi lực lớn nhất chỗ tốt chính là xuyên qua không gian lại gần người giết địch. Nhưng nếu đối phương có phòng bị liền không dễ làm. Hắn một quyền oanh kích qua đi, thẳng đến trong đó một người đầu. Lại là không nghĩ tới đối phương trở tay liền cũng là một quyền đánh trả hắn. Bất quá định thần vừa thấy cái này đánh trả nắm tay là một người khác. Giờ phút này Dương Nghị Vân mới phát hiện này hai người khoảng cách rất gần, đưa lưng về phía bối mà đứng, sớm đã có phòng bị. A, à, bất quá đối phương như cũ là hét thảm một tiếng vang lên. Bởi vì Dương mẫu nhân trên nắm tay mang theo thanh liên tiên hỏa. Tương đương là âm hắn. Thượng phẩm đại la một quyền, Dương Nghị Vân ngạnh kháng xuống dưới. Chính hắn thực lực hiện tại cũng có một cái rõ ràng nhận thức. Trước kia hiện tại kim tiên đại viên mãn thực lực tu vi, nhưng chính diện ngạnh kháng thượng phẩm đại la, nhưng đối thượng đại la đại viên mãn liền có chút cố hết sức, yêu cầu đánh lén tới xử lý. Cho nên Dương mẫu nhân lúc này ngẫm lại chính mình vẫn là rất nghiêu ích. Có thể vượt cấp suốt một cái hoàn chỉnh đại cảnh giới chiến đấu. Một quyền lúc sau, hắn lui ra ngoài thật xa. Đối mặt này hai cái thượng phẩm đại la có phòng bị cục diện. Dương Nghị Vân biết tưởng cũng tốc chiến tốc thắng, sợ là có điểm phiền toái. Bất quá cũng không phải không có cách nào, hắn thủ đoạn không đơn giản là dựa vào khắc văn đạo phù không gian xuyên qua năng lực. Khắc văn đạo phù không gian chi lực cũng có cực hạn, phạm vi ở 10 mét trong vòng, một khi xuất kích thân hình liền sẽ bại lộ ra tới, làm đối phương có phòng bị. Cho nên Dương Nghị Vân nghĩ đến chính mình ở tu chân giới tu luyện đạo thuật cũng là thần ma điều truyền cho hắn một loại đạo thuật ẩn thân chi thuật. Cũng không biết hiện tại tới rồi tiên ẩn thân chi thuật còn có thể hay không dùng tới, nhưng hắn nghĩ đến chỉ cần có một tức thời gian ẩn thân, phối hợp thượng khắc văn đạo phù cũng nên cũng đủ đối phó này hai cái thượng phẩm đại la. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân khóe miệng dương lên, trong lòng vừa động thi triển ẩn thân thuật, ngay sau đó khắc văn đạo phù thúc dục lại lần nữa biến mất. Lại là làm giả hoa sen hai cái đại la thủ hạ sắc mặt thay đổi. Đối với Dương Nghị Vân tới nói ẩn thân chi thuật công hiệu không biết ở tiên giới đối phó này đó tiên nhân có tác dụng hay không, nhưng lúc này hắn thi triển ra tới, là tương đối hợp với tình hình, mặc kệ thời gian dài ngắn, cũng hoặc là nói ở bị này hai gã thượng phẩm đại la nhìn thấu phía trước. Có thể tạo được tác dụng cũng đã cũng đủ. Ở hắn nghĩ đến, bất luận cái gì thuật pháp phá giải cùng nhìn thấu cũng hoặc là tìm kiếm quỹ đạo, đều yêu cầu phí thời gian, mà ở này trung gian chính là thuật pháp thi triển mấu chốt. Rất nhiều thời điểm thường thường ở lộ ra sơ hở phía trước cũng đã nhất định càn khôn. Hắn hiện tại ưu thế cũng không phải không có, khắc văn đạo phù lực lượng có thể cho hắn thêm phân. Có thể ở đối phương nhìn thấu ẩn thân phía trước xử lý bọn họ. Đang nói Dương Nghị Vân cũng tin tưởng thần ma điều đạo thuật, nghĩ đến tới rồi tiên giới cũng sẽ không kém quá nhiều. Dù sao có thể sử dụng. Ẩn thân lúc sau, Dương Nghị Vân mượn dùng khắc văn đạo phù vèo một chút xuất hiện ở trong đó một người chính diện, lúc này hắn biết cơ hội chỉ có một lần, có thể một kích mất mạng chính là tốt nhất kết quả. Phá không chạm. Đồ long kiếm nơi tay, thúc dục trong cơ thể toàn bộ lực lượng, kéo thiên địa pháp tắc chi thế lực, đối với tên này đại la nhất kiếm chém đi xuống. Tự thân hơi thở nội liếm hơn nữa khắc văn đạo phù không gian chi lực cùng ẩn thân chi thuật, chớp mắt xuất hiện ở đối diện chính diện một mét nơi, Dương Nghị Vân huy kiếm liền chém đi xuống. Ở xuất kiếm phía trước, hai cái thượng phẩm đại la không có chút nào phát hiện. Biết Dương Nghị Vân xuất kiếm, cường đại kiếm khí cùng bốn phía không khí pháp tắc uy thế xuất hiện, lúc này mới cảm nhận được không thích hợp, nhưng là tránh né đã không có khả năng. Cũng may này hai người vẫn luôn đều căng chặt thần kinh phòng ngự giả. Tuy rằng Dương Nghị Vân vô thanh vô tức xuất kiếm, nhưng đã ở trước tiên làm ra phản kích. Chẳng qua lúc này phản kích là tái nhợt, chung quy là theo bản năng phản kích, uy lực thượng đại suy giảm. Ầm vang. A. À. Ở Dương Nghị Vân cường đại nhất kiếm chém xuống đi sau, vang lên chính là hai tiếng kêu thảm thiết. Người trước ngăn cản dưới bị thương nặng, bị Dương Nghị Vân nhất kiếm trực tiếp mất mạng, người sau thuận thế mà đi, bị kiếm khí gây thương tích bả vai, kêu thảm thiết một tiếng nhanh chóng mà chạy. Bất quá Dương Nghị Vân lại sao lại nhiên hắn đào tẩu. Ẩn thân chi thuật hiệu quả, vượt quá hắn đoán trước hữu hiệu. Hiện tại trong lòng có đại tự tin.
Kỳ thật hắn cũng là xem nhẹ thực lực của chính mình. Từ trong ra ngoài, hắn sở tu luyện, cùng đoạt được đến, sở sử dụng đều so tầm thường tiên nhân cường đại. Vượt cấp chiến đấu không hề có vấn đề. Nhất kiếm chém xuống đi vừa chết một trốn, ra ngoài dự kiến. Lại lần nữa vừa động xuyên qua không gian khác văn đạo phủ chính là đào tẩu đại la bùa đòi mạng. Nếu là không trốn còn hảo thuyết, như vậy một trốn, đã có thể không có khí thế. Dương Nghị Vân vèo một chút đuổi theo, nhất kiếm chi gian đâm xuyên qua người này đầu, thuận thế một đóa thanh liên tiên hỏa đem chi thiêu thành cho tàn. Phất tay chi gian lại là hai quả chứa đựng tiên khí đổi tay. Giết người đoạt bảo liền mạch lưu loát. Lúc này Dương Mẫu Nhân cảm giác càng ngày càng tự tin. Cẩn thận ngẫm lại hắn thủ đoạn thực lực kỳ thật là thực không tồi. Chẳng qua quá mức để ý cảnh giới thượng chênh lệch, động khí tay tới, còn có theo bản năng đối lập, chính mình là kim tiên, đối phương là đại la, kém suốt một cái đại cảnh giới, đánh nhau quá sao. Hiện tại nghĩ đến hắn tu luyện chính là thần đạo, ở tiên giới dùng càn khôn chi linh nói, chính là độc nhất vô nhị tồn tại, bản thân khởi bước liền so tiên nhân cường đại. Hắn tu luyện cảnh giới còn thật sự là không thể cùng tiên giới tầm thường tiên nhân đánh đồng. Ưu thế thật lớn. Theo sau Dương Nghị Vân chỉ chớp mắt nhìn về phía giả hoa sen nơi. Nữ nhân này ở trong mắt hắn, hiện tại là phải giết đối tượng. Vì một khối khắc văn đạo phù, có thể cường thủ hào đoạt, có thể suốt truy tia, a hắn 500 năm lúc sau, hiện tại càng là vẫn luôn đuổi tới nơi này, đây là bao lớn thù. Nếu đối phương muốn chính mình mệnh, kia hắn cũng sẽ không nương tay. Đừng tưởng rằng là nữ nhân tiểu gia ta liền không động thủ. Tưởng sinh tồn viết xuống đi. Tưởng cường đại lên, đối địch nhân liền không nên có nhân tử chi tâm. Chỉ có địch nhân chi phân, không có nam nữ chi phân. Giả hoa sen một cái kim tiên mà thôi. Dương Nghị Vân tùy tay là có thể nháy mắt hạ gục nàng. Một cái lắc mình, Dương Nghị Vân xuất hiện ở giả hoa sen nơi ở. Giờ phút này giả hoa sen về sau ở đại kiếm sư màn hào quang trong vòng. Dương Nghị Vân đã qua đi đối với kiếm khí màn hào quang chính là nhất kiếm. Oanh! Toàn bộ kiếm khí màn hào quang vì này run lên. Nhưng làm Dương Nghị Vân giật mình chính là, hắn nhất kiếm cư nhiên không có thể phá vỡ kiếm khí màn hào quang. Mà đang ở bên trong giả hoa sen giờ phút này đã là khuôn mặt thất sắc. Phía trước hắn thấy được Dương Nghị Vân thu quỷ mẫu hoa nước mắt, như thế nào có thể làm Dương Nghị Vân như thế nhẹ nhàng. Khiến cho hai cái thượng phẩm đại la đi đánh lén Dương Nghị Vân. Đương nhiên giả hoa sen không có nhìn đến sớm đan sương mù bên trong Dương Nghị Vân cùng Đông Nhan chém giết, lại cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn tưởng rằng là Đông Nhan tránh né lên, dù sao không nghĩ nhiều khiến cho hai cái đại la đi đánh lén Dương Nghị Vân, dù sao ở trong mắt nàng Dương Nghị Vân tu vi vẫn là kim tiên trình tự, mà bên người nàng hai cái thủ hạ chính là thượng phẩm đại la cao thủ. Nghĩ đối phó Dương Nghị Vân dư giả. Không nghĩ tới trong nháy mắt hai cái đại la đã bị Dương Nghị Vân không biết dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn cấp chém giết. Cái này giả hoa sen sợ hãi lên. Chỉ chớp mắt Dương Nghị Vân liền đối nàng ra tay, nhất kiếm bổ vào kiếm ra ra kiếm khí kết giới thượng. Ầm vang chung làm cho cả kiếm khí màn hào quang đang run rẩy. Cũng may kiếm ra ra kiếm khí màn hào quang hình thành kết giới cường đại, Dương Nghị Vân cũng không có phá vỡ. Oanh! Dương Nghị Vân lại là nhất kiếm. Kiếm khí màn hào quang lại là run lên, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Cái này giả hoa sen trong lòng yên tâm. Chỉ cần nàng không ra đi liền sẽ không có việc gì. Nhìn Dương Nghị Vân cười lạnh mắng nói, Dương Nghị Vân tiểu tặc ngươi thật sự có chút thủ đoạn, nhưng muốn phá vỡ ta kiếm ra ra kiếm khí kết giới còn kém xa, ta kiếm ra ra là kiếm tiên chi đạo đại kiếm sư, đã nửa cái chân bước vào hỗn nguyên chi cảnh, tiểu tử ngươi còn kém xa. Thức thời liền giao ra khắc văn đạo phù. Đến lúc đó cô nãi nãi tâm tình một hảo, nói không chừng sẽ cho tiểu tử ngươi lưu cái toàn thây, nếu không chờ ta kiếm ra ra chém giết kia đầu xúc sinh, đến lúc đó cô nãi nãi làm ngươi sống không bằng chết. Đến lúc này, giả hoa sen cái này ngang ngược kiêu ngạo tiên đan lâu đại tiểu thư như cũ ở nguy hiểm Dương Nghị Vân. Bất quá! Dương Mẫu Nhân nhất nghe không được chính là người khác uy hát yêu ta. Đặc biệt nghe được ở giả hoa sen mở miệng chung cư nhiên mắng Tuyết Hương vì xúc sinh. Tức khắc làm Dương Nghị Vân trong lòng một trận hỏa đại. Hắn vẫn luôn ở lưu ý Tuyết Hương cùng đại kiếm sư chiến đấu. Hai người đại chiến lúc này đã tiến vào gay cấn trạng thái. Nhìn qua không phân cao thấp. Chém giết thảm thiết. Tuyết Hương thực lực hắn là tự mình cảm thụ quá, tự nhiên biết Tuyết Hương lợi hại.
nhưng lúc này cái kia đại kiếm sư cư nhiên cùng Tuyết Hương đấu lâu như vậy, cũng không có bị thua dấu hiệu, đủ để thuyết minh đại kiếm sư đích xác cường hãn. Cũng đúng là nguyên nhân này, Dương Nghị Vân mới muốn động thủ chém giết giả hoa sen. Gần nhất cái này ngang ngược nữ nhân bản thân liền phải chí hắn vào chỗ chết, nếu là muốn hắn mệnh địch nhân, kia cần thiết sát, quản nàng cái gì thân phận, dù sao cùng tiên đan lâu chú định là tử địa. Đệ nhị lúc này sát giả hoa sen chính là muốn cho đại kiếm sư phân tâm, đến lúc đó Tuyết Hương sẽ có cơ hội. Nghe cái này ngang ngược nữ nhân mắng, Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng nói, đại kiếm sư cường không cường ta không biết, nhưng là ngươi nữ nhân này, hôm nay tiểu gia xác định rồi, thật sự cho rằng tránh ở mai rùa đen bên trong, tiểu gia liền nơi nào không có cách sao. Nằm mơ, Dương Nghị Vân mắng một tiếng, trong lòng lại là hô, hoa sen đen hỗ trợ. Ngay sau đó hoa sen đen cường đại thần hồn lực lượng che kín hắn toàn thân. Tiếp theo Dương Nghị Vân đôi tay cầm kiếm, cao cao giơ lên đổ long kiếm, thúc giục càn khôn trong ngoài công. Càn khôn nói nguyên trong vòng khổng lồ lực lượng tiến vào đồ long kiếm, làm đồ long kiếm ngân quang lộng lẫy dựng lên. Càn khôn tôi thể công vận chuyển, máu ở trong cơ thể bay nhanh vận chuyển dựng lên, trái tim nhảy lên hữu lực mà mạnh mẽ, toàn thân mạch máu trương trung máu lưu chuyển lúc sau tiến vào trái tim, theo sau bùng nổ. Giờ khắc này Dương Nghị Vân bên ngoài thân tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Đây là máu lực lượng, hoặc là nói đây là thân thể cường đại thuần túy lực lượng. Giờ phút này nắm chặt giơ lên cao đồ long kiếm phát ra ong ong run minh thanh. Dương Nghị Vân bạo giống, cho ta phá. Chảy xuống lúc sau, đứng ở kiếm khí màn hào quang trước, cũng không cần thúc giục kiếm khí đi ra ngoài, trực tiếp dùng nhất nguyên thủy lực phách hoa sơn nhất kiếm bổ vào kiếm khí màn hào quang phía trên. Oanh! Tiếng sấm giống nhau thanh âm vang lên. Răng rắc! Tức khắc đại kiếm sư kiếm khí kết giới theo tiếng mà phá. A! Lúc này đang ở bên trong giả hoa sen hoảng sợ kêu to, nàng không nghĩ tới Dương Nghị Vân cư nhiên có thực lực phá tới kiếm ra kiếm khí kết giới. Cái này sợ hãi. Nàng biết thực lực của chính mình, hiện tại có thể kháng cự không được Dương Nghị Vân. Nhìn giống nhau trong tay trường kiếm kiếm khí đại tác phẩm, không hề có do dự tưởng nàng chém qua tới. Giả hoa sen hoảng sợ vô cùng, kiếm ra cứu ta. Ra theo ta. Thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi, chết. Dương Nghị Vân bộ mặt dữ tợn bỗng nhiên nhất kiếm dừng ở giả hoa sen trên người. Ngươi dám! Nơi xa ra tới đại kiếm sư tiếng sấm thanh âm. Oanh! A! Có dám hay không Dương Nghị Vân nhất kiếm đều chém đi xuống, ở ầm vang chung giả hoa sen kêu thảm thiết nhất kiếm bị Dương Nghị Vân trực tiếp chém thành thịt nát. Giả hoa sen trực tiếp ở Dương Nghị Vân nhất kiếm dưới cái gì cũng chưa. Bên kia đại kiếm sư thấy được một màn này, hai tròng mắt ở thời điểm này đều thành xích hồng sắc. Hắn lần này rời núi trên danh nghĩa là giả hoa sen cái này tiên đan lâu tiểu công chúa lôi kéo hắn tới, trên thực tế là lâu chủ giả Diệp tự mình phân phó hắn tiến đến bảo hộ giả hoa sen. Bởi vì giả hoa sen tia được khắc văn đạo phù, mà đối bực này chí bảo, giả Diệp cũng tưởng đạt được. Cho nên trên danh nghĩa là giả hoa sen phải được đến, trên thực tế là giả Diệp được lợi. Mặc kệ từ cái nào nhân vật xem, giả hoa sen đều là giả Diệp tâm can bảo bối. Người khác trong mắt giả Diệp cùng giả hoa sen là gia cháu gái quan hệ, nhưng Hàn Dương cái này đại kiếm sư lại là vô cùng rõ ràng, giả hoa sen thật là thân phận chính là giả Diệp nữ nhi. Tầng này quan hệ thực loạn, nhưng ở Hàn Dương cái này đại kiếm sư tới xem, đúng là bình thường. Vạn nhiều năm trước giả Diệp nhi tử chết vào kỳ quân chi loạn, cũng chính là giả Diệp vì đạt được hắn sư đệ kỳ quân tiên nhân trong tay đan phương cùng thanh liên tiên hỏa. Dù sao kia một lần giả Diệp nhi tử đã chết, từ nay về sau ở tiên đan lâu liền xưng là kỳ quân chi loạn. Nhi tử đã chết, con dâu còn ở, này giả Diệp bản thân chính là háo sắc người, kết quả. Liền có giả hoa sen tồn tại, đương nhiên giả Diệp cũng coi như là tiên đan thành có uy tín danh dự nhân vật, thể diện vẫn là muốn, về giả hoa sen thân phận, liền nói thành là cháu gái. Chuyện này ở tiên đan lâu cao tầng đều là rõ ràng. Đặt ở tiên giới cũng không kỳ quái. Trọng điểm là giả Diệp rất thương yêu giả hoa sen, thật sự chính là hòn ngọc quý trên tay, muốn cái gì cấp cái gì. Lần này giả hoa sen muốn cướp đoạt Dương Nghị Vân trong tay khắc văn đạo phù, biết tin tức sau, giả Diệp trực tiếp phái hắn cái này đại kiếm sư rời núi bảo hộ giả hoa sen an toàn, cướp đoạt khắc văn đạo phù. Hiện tại đâu? Giả hoa sen đã chết, Hàn Dương cái này đại kiếm sư cái chán đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn mệnh là giả Diệp cứu, hết thảy đều là giả Diệp cấp. Là giả Diệp chủ tớ tùy tùng,
đương nhiên hai người quan hệ so cái này thân cận, Giả Diệp chưa từng có đem hắn trở thành là người hầu, càng nhiều thời điểm bọn họ đều là bạn tốt huynh đệ giống nhau. Mặc kệ Giả Hoa Sen là Giả Diệp cháu gái cũng hảo vẫn là nữ nhi cũng hảo, cũng là hắn Hàn Dương nhìn lớn lên. Hiện tại hảo, Giả Hoa Sen bị Dương Nghị Vân cấp giết. Giờ phút này Hàn Dương quả thực muốn tạc. Không có biện pháp cấp Giả Diệp công đạo. Cần thiết muốn giết Dương Nghị Vân. Tại đây chờ tình huống hạ, Hàn Dương đạo tâm rối loạn, cũng ở trong nháy mắt trong lòng tràn ngập lệ khí. Tuyết Hương cơ hội tới. Cao thủ quyết đấu, liền ở giây lát chi gian. Mà Dương Nghị Vân sát Giả Hoa Sen vì chính là giờ khắc này, nhiễu loạn đại kiếm sư đạo tâm, cấp Tuyết Hương sáng tạo cơ hội. Quả thật nhìn đến Giả Hoa Sen bị Dương Nghị Vân nhất kiếm chém thành dập nát nháy mắt, đại kiếm sư Hàn Dương rối loạn đạo tâm có trong nháy mắt phân thân. Tương đương xuất hiện sơ hở. Cái này sơ hở bị Tuyết Hương bắt được, ở ngay lập tức chi gian, một kích thần long bái vĩ quất đánh ở đại kiếm sư trên người. Chạm vào. Phốc. Nổ vang hộc máu chung, đại kiếm sư Hàn Dương bị Tuyết Hương một kích thần long bái vĩ quất đánh bay đi ra ngoài. Bay ra phương hướng đúng là quỷ mẫu yêu thụ thân cây nơi. Từ lúc bắt đầu đến tiến vào này một phương tiểu không gian, mặc kệ là Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương, cũng hoặc là Đông Nhan đám người, kỳ thật mọi người đều ở bản năng tránh né quỷ mẫu yêu thụ thân cây, không đi tiếp cận. Thân là tiên nhân đối nguy cơ đều là có mãnh liệt cảm ứng, mọi người đều bản năng né tránh quỷ mẫu yêu thụ. Liên tính là đánh nhau cũng là tương đối tại đây một phương không gian mảnh đất giáp danh. Mà Tuyết Hương một kích thần long bái vĩ. Lần này là bắt được đại kiếm sư Hàn Dương sơ hở không đi suy xét sẽ đem hắn đánh bay đi cái kia phương hướng, có thể nói là vô tình cử chỉ. Lại là không nghĩ tới này một kích trực tiếp đem đại kiếm sư Hàn Dương trừ phi, hung hăng đánh vào quỷ mẫu yêu thụ thân cây thượng. Oanh! Một tiếng nặng nề qua đi. Đại kiếm sư Hàn Dương mồm to hộc máu phun ở quỷ mẫu yêu trên cây. Cũng chính là lúc này giữa sân đã xảy ra biến đổi lớn. Ầm ầm ầm. Phạm vi cây số trong vòng không gian đều bắt đầu run rẩy dựng lên. Cho người ta một loại trên trời dưới đất đều ở chấn động giống nhau cảm giác. Một màn này xem ở Dương Nghị Vân trong mắt lại là giác có chút không ổn. Hắn chính mắt thấy, đương đại kiếm sư Hàn Dương một búng máu dịch phun ở quỷ mẫu yêu thụ lúc sau, hắn rõ ràng thấy được chủ trên thân cây kia từng điều mạch máu phát ra huyết sắc quang mang. Đại kiếm sư Hàn Dương phun ra vết máu bị quỷ mẫu yêu thú hấp thu rớt. Đồng thời càng thêm khủng bố một màn trình diễn. Lại thấy quỷ mẫu yêu thụ bộc phát ra huyết sắc vầng sáng, trên thân cây kia từng điều mạch máu lại là sống lại đây, nhanh chóng cuốn tịch giống đại kiếm sư Hàn Dương. Tuy rằng bị Tuyết Hương bị thương nặng một kích, nhưng đại la đại viên mãn đỉnh Hàn lại cũng không phải mềm quả hồng. Ở cảm nhận được quỷ mẫu yêu thụ trung sinh ra từng điều mạch máu cuốn tịch hắn thời điểm, hắn sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cổ kiếm quang mang chói mắt. Hừ. Nhiệt xúc, đoạt. Gầm lên giận dữ Hàn Dương chém ra cường đại kiếm khí. Chặt đứt hướng hắn cuốn tịch mà đến một cái thô tráng mạch máu. Oanh! Thật lớn tiếng gầm rú chung, Hàn Dương chặt đứt quỷ mẫu yêu thụ mạch máu. A, nhân loại đáng chết, bản tôn muốn ăn ngươi. Giờ phút này che trời đại thụ đong đưa, thế nhưng phát ra khàn khàn tiếng động, rất thấp trầm, lại là phân không rõ giọng nam giọng nữ. Tuyết Hương mau tới đây. Dương Nghị Vân vội vàng đối Tuyết Hương hô to. Hắn nhìn đến không thích hợp, đây là bởi vì đại kiếm sư Hàn Dương một búng máu tích cùng kịch liệt va chạm, làm quỷ mẫu yêu thụ từ ngủ say trung thức tỉnh lại đây. Tuy rằng ở Đông Nhan trong trí nhớ, quỷ mẫu yêu thụ ngủ say yêu cầu quỷ mẫu hoa nước mắt đánh thức, nhưng đó là bởi vì Đông Nhan phải đồ mưu quỷ mẫu yêu thụ chi tâm, khá vậy chưa nói mặt khác phương thức liền không thể thức tỉnh. Nhưng phàm là vật còn sống sinh linh, ở ngủ say trung bị người oanh kích, tự nhiên cũng có thể tỉnh lại. Chẳng qua Đông Nhan phương thức là ở quỷ mẫu yêu thụ ngủ say có ích quỷ mẫu hoa nước mắt làm quỷ mẫu yêu thụ mở ra thụ tâm nơi, hắn hảo đào nhân ra thụ tâm. Xem như một loại nhất ôn nhu bảo hiểm phương thức. Lúc này lại là mạnh mẽ bị va chạm thức tỉnh. Này cây yêu thụ hút máu, cảm giác thượng phi thường nguy hiểm, cho nên hắn vội vàng kêu to Tuyết Hương. Ngay sau đó Tuyết Hương hóa thành người phi rơi xuống hắn bên người. Giờ phút này hai người chạm thật xa, quan khán giữa sân. Lại thấy đại kiếm sư Hàn Dương tuy rằng nhất kiếm chặt đứt quỷ mẫu yêu thụ một cái thô tráng mạch máu, nhưng tựa hồ cũng không có thương đến quỷ mẫu yêu thụ, ngược lại càng thêm chọc giận quỷ mẫu yêu thụ. Vèo vèo vèo. Quỷ mẫu yêu thụ thân cây thượng, tức khắc bay ra tới 9 điều thủy cương giống nhau thô tráng,
thượng trăm mét lớn lên mạch máu, mỗi một cái đều xích hồng sắc. Tại hạ một khắc tất cả đều công kích hướng đại kiếm sư Hàn Dương. Giống giống giống. Từng tiếng giống giận dựng lên. Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương nhìn đều có chút lông tơ đứng chổng ngược. Bởi vì bọn họ thấy được chín điều thô tráng mạch máu phần đầu, họa ra một chướng chướng cùng loại người mặt dữ tợn mặt giận, phát ra kinh thiên động địa gầm rú. Lúc này Dương Nghị Vân lẩm bẩm tự nói, này, chín điều, 9.000 hơn tuổi nguyệt thụ yêu, vô hạn tiếp cận vạn tái, sợ là có đại phiền toái. Nhớ tới hắn đối Đông Nhan ký ức siêu hồn, dựa theo Đông Nhan siêu tập đến ghi lại, quỷ mẫu yêu thụ mỗi ngàn năm sinh trưởng một cái mạch máu, hiện tại có 9 điều mạch máu, chẳng khác nào cửu thiên tuế nguyệt tu luyện, lại kém một cái chính là vạn tái đại yêu. Bực này đại yêu phi thường đáng sợ. Lúc này hắn cùng Tuyết Hương đứng ở một bên nhìn đều có chút tim đập nhanh. Giống giống giống. Ngàn kiếm cuồng xa. Khoảnh khắc, đại kiếm sư Hàn Dương cùng quỷ mẫu chuột yêu đã chém giết ở cùng nhau. Giữa sân kiếm khí tung hoành, cách thật xa Dương Nghị Vân liền cảm nhận được kiếm khí sắc bén. Trong lòng âm thầm nói thầm, cái này đại kiếm sư quả nhiên lợi hại. Bất quá thoạt nhìn quỷ mẫu yêu thụ càng thêm hung mãnh. Chín điều mãng xà giống nhau yêu thụ mạch máu từ bốn phương tám hướng công kích đại kiếm sư, mà này đại kiếm sư bạo giống chúng kiếm khí tung hoành, trong lúc nhất thời thế nhưng đem chín điều quỷ mẫu yêu thụ mạch máu ngăn cản ở. Xác thực nói, chỉ là giống mạch máu, lúc này nhìn lại, phải nói là quỷ mẫu yêu thụ cường đại thiên phú công kích. Trong sân tình huống lâm vào rằng co chung. Đúng lúc này, Tuyết Hương lại là sắc mặt biến đổi nói, làm tốt phòng ngự, quỷ mẫu yêu thụ, tựa hồ còn có hậu chiêu. Dương Nghị Vân nghe Tuyết Hương nói chuyện, có chút không rõ nguyên do, trong mắt hắn nhìn lại, đại kiếm sư cùng quỷ mẫu yêu thụ rằng co lên, nhìn là ai cũng không làm gì được ai cục diện. Nhưng mà Tuyết Hương lại ở ngay lúc này nhắc nhở có nguy hiểm, hắn tuy rằng nhìn không ra cái gì, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Tuyết Hương. Ngay sau đó hắn toàn thân vận chuyển pháp lực tiên y hiện lên làm tốt phòng ngự, cảnh giác bốn phía. Mà Tuyết Hương lúc này cũng vẫn như cũ chuẩn bị ổn thỏa. Oanh! Một tiếng ầm vang, đại kiếm sư nơi kim quang đại tác, lại là một chút đem vây công hắn chín điều quỷ mẫu yêu thụ mạch máu đánh sơ xác. Bất quá, cũng chính là giờ khắc này, chín điều quỷ mẫu yêu thụ mạch máu bỗng nhiên thu trở về bản thể. Ngay sau đó toàn bộ đại địa bỗng nhiên chấn động lên, Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương đều đứng thẳng không xong, tựa hồ ngầm phải có cái gì thật lớn sinh linh xuất hiện. Kịch liệt động đất chung, đại địa quay cuồng lên. Ầm ầm ầm. Đại địa quay cuồng. Ngay sau đó vỡ ra đại địa thượng, xuất hiện một cái cá nhân đầu. Không đúng, chuẩn xác mà nói là thụ nhân đầu. Đầu tiên là có nhánh cây xuất hiện, tiếp theo là thật lớn đầu, đỏ như máu đầu to, là cây cối. Thụ yêu thành tinh. Ở từng tiếng đại địa nổ vang chung chui ra đại địa. Thân cao 9 mét thụ nhân, hoặc là nói là có nhân hình bề ngoài thụ nhân. Một tôn tôn từ đại địa dưới chui ra tới. Dương Nghị Vân trong đầu trước tiên nghĩ tới. Quỷ mẫu yêu thụ phân thân. Bởi vì Đông Nhan lão bất tử nói lên quá quỷ mẫu yêu thụ là có phần thân. Sau đó Dương Nghị Vân liếc mắt một cái nhìn lại, một tôn, hai tôn. Thấy được từ sáu tôn thụ nhân từ đại địa trung chui ra tới, rồi sau đó còn ở tiếp tục. Oanh, 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 liên tiếp lại là tam tôn thụ nhân xuất hiện. Lúc này chín tôn thụ nhân nhưng xuất hiện ở chủ thụ bốn phía. Chín tôn thụ nhân biểu thị chín đại phân thân. Cửu thiên tuế ước quỷ mẫu yêu thụ. Còn hảo không phải 10 đại phân thân ra tới. Muốn thật là 10 cái phân thân ra tới, kia đã có thể náo nhiệt, liền sẽ là vạn tái đại yêu. Liền ở Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, rồi lại nhìn lại có chút không thích hợp a. Này đó thật lớn thụ nhân xuất hiện lúc sau, chỉ là đem đại kiếm sư Hàn Dương cấp vây quanh lên, cũng không có phát động công kích. Mà giờ phút này đại kiếm sư Hàn Dương nhìn qua ở phía trước cũng không có chiếm được tiện nghi. Tay đề cổ kiếm thở hổn hển bộ dáng, đề phòng. Kỳ quái chính là, quỷ mẫu yêu thụ tựa hồ còn ở vào, cái loại này bạo nộ trạng thái chung. Một chút thả ra chín đại thụ nhân phân thân, nhưng là Dương Nghị Vân cảm giác vẫn là có chỗ nào không thích hợp. Bởi vì tâm hồn cảm giác chung vẫn là có nguy hiểm, không biết nguy hiểm như cũ tồn tại, ẩn ẩn chung Dương Nghị Vân cảm giác càng thêm đáng sợ. Giống như là một loại chính thật tồn tại trong bóng đêm đồ vật muốn ra tới, nhưng lại còn không có xuất hiện một. Bất quá hiện tại nhìn lại trong sân tình hình vừa xem hiểu ngay, cũng nên không có gì sinh linh sẽ xuất hiện. Quỷ mẫu yêu thụ bão nổi lúc sau hóa ra chín đại phân thân, hiện tại nhưng đều ra tới,
nhưng hắn chính là cảm giác còn có rất lớn nguy hiểm tồn tại. Ngẫm lại sau hỏi bên người Tuyết Hương nói, Tuyết Hương ngươi có hay không nguy hiểm cảm giác? Nghe được Dương Nghị Vân hỏi chuyện, Tuyết Hương nghiêm túc gật gật đầu nói, ta cũng có loại cảm giác này, thật giống như là thật lớn nguy hiểm tồn tại với trong bóng đêm, hoặc là nói ở chậm rãi hướng chúng ta tới gần giống nhau. Ngươi cũng có. Cái này Dương Nghị Vân mở to hai mắt nhìn, nếu là hắn một người có bực này cảm giác nói, còn có thể nói là ảo giác, hiện tại Tuyết Hương cũng nói như vậy, vậy không phải ảo giác, mà là thực sự có cái gì đại nguy hiểm tồn tại. Rốt cuộc sao lại thế này đâu? Dương Nghị Vân tự nói trầm tư. Nhưng mà đúng lúc này, giữa sân lại lần nữa đã xảy ra thật lớn biến hóa, ngay sau đó xác minh hắn cùng Tuyết Hương cảm giác đến nguy hiểm. Giờ khắc này lại không phải đại địa phía dưới ở phát sinh biến động, cũng không có gì kịch liệt động đất, mà là quỷ mẫu yêu thụ thân cây trong giây lát huyết quang đại tác phẩm. Nhân loại đáng chết, bản tôn muốn ăn ngươi giống giống. Như cũ đúng vậy phía trước cái loại này phân không rõ nam nữ thanh âm, mang theo khàn khàn tiếng động. Ngay sau đó Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương thấy được quỷ mẫu yêu thụ chỉnh thể đều bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Đỉnh đầu phía trên sắc trời đột nhiên tối sầm lại, một phương tiểu không gian biến thành hôi mông. Quỷ mẫu yêu thụ quang mang đại tác lúc sau, biến thành một tôn thoạt nhìn trong suốt thật lớn thụ nhân. So với phía trước 9 đại thụ nhân thật lớn gấp 10 lần đều không ngừng. Cao số ước lượng 100 mét, đường kính 10 mét nhiều một tôn thủy tinh sắc thụ nhân, từng điều mạch máu ở bên trong, rõ ràng có thể thấy được, hoàn toàn chính là hình người. Hai chỉ thật lớn đôi mắt đổi chiều ở phía chân trời, giống như là hai cái huyết sắc thái dương. Núi cao yêu khí bao phủ thiên địa, làm Dương Nghị Vân cảm giác trái tim ở kịch liệt nhảy lên, hắn biết đây là cực độ nguy hiểm tín hiệu. 10 tôn. Vạn tái đại yêu. Dương Nghị Vân nhìn che trời thật lớn thụ nhân, hoặc là nói quỷ mẫu yêu thụ, dọc theo nước miếng tự nói. Đông Nhan tính toán sai lầm a. Ở Đông Nhan trong trí nhớ quỷ mẫu yêu thụ là cửu thiên tuế. Nhưng là hiện tại lại là hơn nữa bản tôn 10 đại người quen. Này hẳn là tiêu chuẩn vạn tái đại yêu. Lúc này ngay cả Tuyết Hương cũng nhìn không được nói, ta cảm giác phi thường nguy hiểm, chúng ta nếu muốn biện pháp chạy thoát. Dương Nghị Vân nghe Tuyết Hương nói chuyện cười khổ nói, mấu chốt hiện tại tựa hồ trốn không thoát đi. Bốn phía giờ phút này tất cả đều là kết giới, có thể đi ra ngoài đến đi mới là lạ. Bất quá dù sao cũng phải thử xem mới được. Hảo, chúng ta là xem có thể không phá khai nơi đây kết giới. Dương Nghị Vân đối Tuyết Hương nói chuyện. Ân. Hai người ý kiến thống nhất lúc sau, điều anh kích kết giới, kết quả như Dương Nghị Vân sở liệu giống nhau, căn bản là vô pháp lay động. Kết giới tất cả đều là thụ đằng, hơn nữa là phía trước cái loại này quỷ dị âm lôi chi đằng. Nếu không phải trên người còn có Đông Nhan chuẩn bị nguyên ma đan hắn cùng Tuyết Hội dâng hương bị dây mây đuổi theo quất đánh. Cái này đi ra ngoài là không hy vọng, chỉ có thể tưởng mặt khác biện pháp. Nhưng là kế tiếp phát sinh sự, căn bản liền không có cho bọn hắn nghĩ cách đúng vậy thời gian cùng cơ hội. Bởi vì lúc này Dương Nghị Vân phát hiện quỷ mẫu yêu thụ đã động lên. Đầu tiên tao ương chính là đại kiếm sư Hàn Dương, này lão tiểu tử ở là nháy mắt bị 9 tiểu nhất hào thụ nhân cấp vây công lên. Này đó thụ nhân tay chân hóa thành từng điều mãng xà giống nhau liên hợp lại, hoàn toàn đem đại kiếm sư cấp bao phủ, quần ẩu. Kỳ thật vô cùng khổng lồ, nhìn đều kinh tâm động phách. Một cái đối mặt đại kiếm sư đã bị thật lớn cây mây hoàn toàn quấn quanh bện thành võng, bao phủ ở trong đó hoàn toàn nhìn không tới thân ảnh. Bất quá lại nộn cảm thụ Nga A cường đại kiếm khí phát ra. Tuy rằng nhìn không tới bên trong là cái tình huống như thế nào, nhưng Dương Nghị Vân lại là có thể tưởng tượng đến định vô cùng thảm thiết. Nhưng mà cái này đại kiếm sư thực lực cũng cường đại, ở 9 đại thụ nhân vây công hạ, hắn ra sức phản kháng, kiếm khí nổ bắn ra dưới, từng điều thụ nhân cánh tay tấc nứt từng khúc nứt, ngạnh sinh sinh bị hắn lại lần nữa tránh thoát ra tới. Dương Nghị Vân nhìn đến đại kiếm sư khóe miệng lưu trữ vết máu. Nghĩ đến cũng là bị không nhỏ thương tổn. Lúc này quỷ mẫu yêu thụ hóa thành chủ thụ bản thể lại là động. Đáng chết. Gầm lên giận dữ dưới, một cái tinh oánh dịch thấu dây mây, rất nhỏ như là roi giống nhau, trực tiếp đối với đại kiếm sư quất đánh mà xuống. Rắc. Mang theo lôi đình chi uy. Lại thấy đại kiếm sư sắc mặt đại biến, bạo giống, mất đi kiếm cho ta phá. Đối mặt quỷ mẫu thụ yêu tia chớp này thụ roi quất đánh. Đại kiếm sư cảm nhận được nguy hiểm, nhất kiếm chém qua đi. Cường đại thiên địa pháp tắc chi uy, Dương Nghị Vân rõ ràng cảm nhận được, thầm than này nhất kiếm cường đại,
trong lòng nghĩ không biết hắn nếu là đối mặt như vậy nhất kiếm có thể hay không tiếp được. Thực mau hai người công kích bùng nổ. Ầm vang. Cảm giác này một phương tiểu không gian đều tại đây một khắc run rẩy, như là muốn tan vỡ. Dương Nghị Vân đến lúc đó hy vọng quỷ mẫu yêu thụ cùng đại kiếm sư này một kích va chạm dưới, có thể đem nơi này kết giới phá vỡ, đến lúc đó hắn sẽ không chút do dự mà chạy. Đương nhiên này cũng chính là cấp ảo giác. Bởi vì, này một kích đối chạm vào lúc sau, đại kiếm sư nhất kiếm căn bản liền không có lay động quỷ mẫu yêu thụ một cây dây mây. Dương Nghị Vân cũng biết quỷ mẫu yêu thụ trên người này căn dây mây tất nhiên không đơn giản. Quả nhiên kế tiếp phát sinh một màn cùng dự đoán giống nhau, đại kiếm sư Hàn Dương nhất kiếm không chỉ có không có lay động quỷ mẫu yêu thụ thật nhỏ roi dài, ngược lại bị một roi chịu ở trên người. A! À, thảm thiết tiếng kêu biểu thị lần này đại kiếm sư ăn lỗ nặng, đã chịu bị thương nặng. Quỷ mẫu yêu thụ bản thể ra tay, đích xác so với phân thân cường đại. Gần một kích liền trực tiếp đem đại kiếm sư Hàn Dương cấp chiều bay đi ra ngoài. Ngay sau đó chín đại phân thân hóa thành từng điều dây mây, ngay lập tức chi gian đem bay ngược đi ra ngoài đại kiếm sư Hàn Dương cấp mệt nhọc lên. Vô số dây mây quấn quanh ở đại kiếm sư trên người, làm hắn không thể nhúc nhích mảy may. Giờ phút này Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương trong lòng run sợ. Bọn họ hai cái khoảng cách chiến trường 800-900 mét xa, hoàn toàn ở mảnh đất giáp danh. Thấy được đại kiếm sư Hàn Dương bị thu thập, Dương Nghị Vân cũng không có bởi vì một cái đối địch giả bị thu thập vui sướng, ngược lại nội tâm bất an. Bởi vì hắn hiện tại muốn đối mặt chính là vạn niên thụ yêu. Này cũng thật không phải đùa giỡn. Trong lòng đề cao cảnh giác, phòng bị. Sợ ngay sau đó lão yêu sẽ đem lực chú ý đặt ở hắn cùng Tuyết Hương trên người. Mỗi một khắc Tuyết Hương đột nhiên đem Dương Nghị Vân đẩy một chút hô to, tiểu tâm. Oanh! Dương Nghị Vân bị Tuyết Hương đẩy bay ra đi thử xem, thấy được một cái roi dài quất đánh mà đến. Chi gian Tuyết Hương phất tay ngăn cản, lại là bùng nổ một tiếng nổ vang, nàng không có thể ngăn cản trụ, cả người hôi hổi lui về phía sau, phát ra một tiếng kêu rên. Dương Nghị Vân trong lòng cười khổ, nên tới vẫn là tới. Vốn dĩ hắn nghĩ không có đi trêu chọc quỷ mẫu yêu thụ, không đến mức công kích bọn họ hai cái, sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều. Hắn cùng Tuyết Hương vốn là ở quỷ mẫu yêu thụ địa bàn trong vòng, đối với quỷ mẫu yêu thụ tới nói bọn họ chính là địch nhân, trói chặt đại kiếm sư lúc sau, hiện tại bắt đầu đối phương hắn cùng Tuyết Thơm. Trong tay đồ long kiếm chợt lóe, Dương Nghị Vân cắn răng nhìn lại, giờ phút này Tuyết Hương bị hai điều thật nhỏ dây mây quất đánh, nhưng lại còn ở ứng phó. Mà hắn phía sau cũng truyền đến tiếng rít, quay đầu vừa thấy là một cái mang theo âm lôi tia chớp trong suốt dây mây đối với hắn quất đánh lại đây, khí thế như hồng. Trường hợp liền ở đột nhiên thay đổi, quỷ mẫu yêu thụ công kích là vô khác nhau. Lúc này cũng sẽ không phân ai là ai. Dù sao Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương ở đại kiếm sư bị trừ phi lúc sau cũng đã chịu quỷ mẫu yêu thụ công kích. Hơn nữa phi thường cường đại. Không kịp nghĩ nhiều Dương Nghị Vân xuất kiếm đối với hướng về hắn trừ lại đây cây mây chém tới. Oanh! Này nhất kiếm đã đứng đi, chấn Dương Nghị Vân cánh tay tê dại. Trong suốt dây mây so với phía trước cái loại này âm lôi dây mây cường đại rồi không biết nhiều ít lần, căn bản là không phải một cái cấp bậc. Hiện tại đối bọn họ triển khai công kích chính là quỷ mẫu yêu thụ bản thể dây mây. Uy lực cường đại vượt quá tưởng tượng. Ngao! Thét dài vang lên, Dương Nghị Vân quay đầu nhìn lại là Tuyết Hương biến thân. Ở quỷ mẫu yêu thụ bản thể công kích dưới, Tuyết Hương cũng khó có thể chống cự, hóa thân bản thể thực lực của nàng mới có thể càng tốt triển lãm. Bên kia Dương Nghị Vân nhìn lại, đại kiếm sư Hàn Dương đã bị chín đại yêu thụ phân thân hoàn toàn trấn áp ở cây mây bên trong. Mà hắn nhất kiếm đối cầm lúc sau, đằng điều chỉ là uốn lượn một chút, hơn nữa lần thứ hai đối hắn cuốn tịch mà đến. Vèo vèo vèo. Lúc này Dương Nghị Vân nghe được vài thanh phá không. Tâm hồn cảm giác chung bỗng nhiên xuất hiện không dưới mấy chục điều. Một hai điều liền đủ khó chơi, cái này khen ngược, một chút xuất hiện mười mấy điều. Dương Nghị Vân tức khắc đầu đều lớn. Hắn trái tim nhảy lên càng thêm nhanh, này cũng đã nói lên nguy hiểm lớn hơn nữa. Không cần lúc này đối với Dương Nghị Vân tới nói cũng không có lựa chọn, hắn có thể làm cũng chỉ có thể là căng ra đầu ngạnh kháng. Hơn nữa đối mặt thụ yêu công kích, hắn cảm giác thực lực kém quá mức cách xa, ẩn thân chi thuật cùng khắc văn đạo phù không nhất định có tác dụng. Hắn sở đối mặt dù sao cũng là hỏi vạn năm thụ yêu, mà là không phải sống sờ sờ có huyết nhục sinh linh. Bất quá mặc kệ dùng vô dụng,
lúc này Dương Nghị Vân cũng chỉ có thể thử xem. Bằng không tổng không thể chờ bị đánh không phải. Thúc dục khắc văn đạo phù cùng ẩn thân chi thuật sau, giây tiếp theo hắn liền biến mất ở tại chỗ, dán mặt đất cùng khe hở chuẩn bị tránh né nơi xa đi. Kết quả lại là phát hiện hắn vẫn là coi thường này cây vạn năm lão yêu quái. Dương Nghị Vân đem ẩn thân cùng khắc văn đạo phù không gian chi lực cùng nhau dùng ra tới, tương đương xuyên qua không gian, như cũ không có tránh né qua đi. Mấu chốt là có cái rất lớn tệ đoan, hắn hiện tại từ khắc văn đạo phù trung hiểu được ra tới không gian xuyên qua năng lực chỉ có 10 mét. Căn bản là trốn không xa. Vừa mới xuyên qua đi ra ngoài, nghênh diện chính là một cái dây mây quất đánh lại đây, trốn đều tới không vội trốn, một chút đã bị trừ ở trên người. Oanh! Ai nha? Dương Nghị Vân kêu thảm thiết một tiếng, toàn thân cường đại thân thể ăn mặc tiên y đều cảm giác như là này một kích bị trừ chặt đứt vài căn cốt đầu giống nhau đau. Thân thể ở nháy mắt giống như diều đứt dây giống nhau bay đi ra ngoài, càng thêm làm hắn cảm thấy khủng bố chính là, còn không có chờ hắn thân thể rơi xuống đất, thân thể chính là căng thẳng, lại là bị dây mây buộc chặt lên, khoảnh khắc đổi chiều dựng lên. Cái này xong rồi. Dương Nghị Vân trong lòng kêu rên một tiếng. Không có biện pháp lão yêu thụ quá cường đại. Thật sự không đi biện pháp đối kháng. Hoàn toàn là không biện pháp xuống tay cái loại này. Trên người bị dây mây buộc chặt lên sau, Dương Nghị Vân trước tiên vận chuyển toàn thân lực lượng, muốn đi tránh thoát, nhưng ai biết không cần lực còn hảo, dùng một chút lực ngược lại càng ngày càng gấp, một chút lạc hắn thở không nổi. Hơn nữa lúc này vài điều thô tráng vô cùng dây mây cuốn tịch tới rồi trên người hắn, như là vây đại kiếm sư Hàn Dương giống nhau, nháy mắt liền đem hắn bao vây thành bánh chưng. Giờ phút này nơi xa Dương Nghị Vân nhìn đến Tuyết Hương toàn thân bạch quang đại tác phẩm, trên người lân giáp phù văn lập lòe, trên đầu một sừng càng là lôi điện vần quanh. Nhìn qua bão nổi, từng điều dây mây cùng Tuyết Hương liều mạng, nhưng không có bắt lấy Tuyết Hương. Bất quá xem ở Dương Nghị Vân trong mắt, Tuyết Hương sợ là cũng kiên trì không được bao lâu. Vẫn là muốn chính mình nghĩ cách mới được, nếu không như vậy đi xuống sẽ rất nguy hiểm, còn không biết kế tiếp này cây vạn năm lão yêu quái, còn làm ra chuyện gì tới. Chỉ dựa vào trong cơ thể lực lượng là tránh thoát đến không được. Cần thiết muốn dựa mặt khác thủ đoạn mới được. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ những việc này thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình thân thể bị lôi kéo về phía trước ở di động, cơ hồ là hô hấp chi gian, hắn liền đến gần rồi quỷ mẫu yêu thụ thân thể 10 mét trong phạm vi. Lúc này quỷ mẫu lão yêu, hóa thành chính là thật lớn người khổng lồ hình thái, bất quá nhìn qua vẫn là cây cối đặc thù. Hắn định nhãn nhìn lại thấy đại kiếm sư Hàn Dương so với hắn trước một bước đến, hoặc là nói là bị cây mây kéo đến quỷ mẫu yêu thụ trước. Chuẩn xác mà nói lời nói. Giờ phút này bọn họ hai cái đều bị rớt ở giữa không trung, vị trí vừa lúc ở quỷ mẫu yêu thụ hóa thành hình người ngực vị trí. Mà lúc này đại kiếm sư Hàn Dương lại là đã kề sát ở quỷ mẫu yêu thụ ngực nơi. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nhìn đến quỷ mẫu yêu thụ ngực nơi đột nhiên xuất hiện một cái huyết sắc lốc xoáy. Nhìn dáng vẻ muốn cắn nuốt người giống nhau. Quả nhiên ngay sau đó liền nghe được cái kia huyết sắc hốc cây nơi truyền đến khàn khàn tiếng động, hèn mọn nhân loại cấp bổn tọa hiến tế đi, cạc cạc cạc. Phi thường khó nghe tiếng cười vang lên, nhưng lại làm Dương Nghị Vân lông tơ đứng chổng ngược. Cái này lão yêu quái đây là thật muốn ăn người a. Xem hắn ngực xoay tròn huyết sắc lốc xoáy, hẳn là không đơn giản, hắn cũng nhớ tới Đông Nhan cái kia lão bất tử trong trí nhớ nhắc tới muốn đào quỷ mẫu yêu thụ tâm. Thấy như vậy một màn Dương Nghị Vân một chút nghĩ đến, quỷ mẫu yêu thụ ngực vị trí xoay tròn lốc xoáy sợ là có trời đất khác, có thể cắn nuốt người, cũng nên là thụ tâm nơi ở. Nhưng hiển nhiên cũng không đơn giản. Lúc này hắn là thật sốt ruột. Thực rõ ràng đại kiếm sư Hàn Dương sẽ xưng là quỷ mẫu yêu thụ cái thứ nhất tế phẩm. Mà hắn tắc sẽ là cái thứ hai. Tính nhiên không biết bị cái này lão yêu từ ngực lốc xoáy nơi nào nuốt vào đi, sẽ có thế nào sự tình phát sinh, nhưng Dương Nghị Vân dự cảm phi thường không tốt. Nghĩ cách. Nhanh lên nhanh lên. Dương Nghị Vân trong óc bay nhanh nghĩ biện pháp. Hắn không thể bị một gốc cây lão yêu thụ cấp nuốt rớt. Cần thiết muốn nhanh lên tránh thoát thủy đằng buộc chặt. Hắn biết không có thể dùng cậy mạnh, đại kiếm sư Hàn Dương nhặt lên tung hoành đều không có nề hà được tránh thoát ra tới, đây là nói ở cường đại cậy mạnh đều không có dùng. Trong đầu nhanh chóng tự hỏi. Chỉ nghe được oanh một tiếng, đại kiếm sư Hàn Dương một chút bị túm vào huyết sắc lốc xoáy chung. A! À, ngay sau đó thê thảm tiếng kêu vang lên. Nghe đều làm Dương Nghị Vân lông tơ đứng chổng ngược. Làm thế nào mới tốt? Trong lòng bắt cấp A. Một lát sau,
tiếng kêu thảm thiết nghe không được. Không cần tưởng Dương Nghị Vân biết, đại kiếm sư Hàn Dương đã xong đời, bị quỷ mẫu yêu thụ cấp đồng hóa. Hơn nữa Dương Nghị Vân còn cảm nhận được này cây yêu thụ hơi thở tựa hồ ở tăng cường. Cho nên hắn biết này cây yêu thụ là đồng hóa đại kiếm sư Hàn Dương, tăng trưởng chính mình tu vi. Này cũng thật là đáng sợ, không nghĩ tới yêu thụ còn có hấp thu người khác tu vi tăng cường chính mình tu vi năng lực. Thật sự chính là yêu thụ. Tiểu tử thúc giục Thanh Liên Tiên Hỏa A, ngươi còn đang đợi cái gì, chờ bị yêu thụ cấp đồng hóa A. Đúng lúc này trong đầu vang lên Càn Khôn Chi Linh thanh âm. Đúng vậy, ta như thế nào đem Thanh Liên Tiên Hỏa cấp quên mất. Dương Nghị Vân sửng sốt phản ứng lại đây, thật là càng loạn càng luống cuống, bất quá Thanh Liên Tiên Hỏa có thể thiêu động này cây yêu thụ. Đây chính là vạn năm yêu thụ A. Dương Nghị Vân hỏi Càn Khôn Chi Linh. Thử xem chẳng phải sẽ biết, tiểu tử ngươi trên người Thanh Liên Tiên Hỏa ở tiên giới tới nói, còn tính không tồi, hơn nữa liền tính là thụ yêu là vạn năm đại yêu lại có thể như thế nào. Ngươi đừng quên, hắn bản thể đã lâu là đầu gỗ còn có không sợ ngọn lửa. Đương nhiên này chờ đại yêu thụ, tầm thường tiên hỏa tất nhiên vô dụng. Càn Khôn Chi Linh ở trong óc cùng Dương Nghị Vân giao lưu. Hảo đi, ta thử xem lại nói. Kỳ thật Thanh Liên Tiên Hỏa đến tột cùng như thế nào, Dương Nghị Vân cũng không rõ ràng lắm. Có thể hay không đối quỷ mẫu yêu thụ cây mây có tác dụng, hắn cũng không biết, rốt cuộc này cây lão yêu thụ thật sự rất cường hãn. Lập tức Dương Nghị Vân trong lòng vừa động điều động Thanh Liên Tiên Hỏa. Nhưng mà liền ở Dương Nghị Vân vừa mới chuẩn bị điều động Thanh Liên Tiên Hỏa thời điểm, trong giây lát toàn bộ không gian đều là chấn động. Ầm vang. Một tiếng nặng nề lúc sau, giữa sân lại là đồng thời xuất hiện hai đám người. Tựa hồ là một đầu từ bên ngoài vọt vào tới giống nhau. Bên trong lại là còn có một cái Dương Nghị Vân nhận thức người. Đúng là ở luyện tạo tiên minh cùng hắn đã làm tiên đan đổi giao dịch kim quy tiên nhân. Hắn kia không đủ một mét cá nhân rất có đặc điểm, Dương Nghị Vân ấn tượng khắc sâu. Ở Kim Quy Tiên Nhân phía sau, còn có bốn gã thân xuyên khôi giáp người, nhìn qua chính là Kim Quy Tiên Nhân tùy tùng giống nhau. Mà một khác sáu người còn lại là một người mặc hồng y mặt mang sa nữ nhân, mang theo một đen một trắng hai gã bà lão. Người sau tự nhiên chính là Mây Lửa Các Cảnh Sán. Lúc này lại là một đầu vọt vào kết giới trong vòng. Quỷ mẫu yêu thụ kết giới. Tiến vào nhưng thật ra dễ dàng, đi ra ngoài khó. Này hai đám người vẫn luôn ở bên ngoài chưa tiến vào, chờ nhìn xem sẽ có chuyện gì phát sinh, đi qua thời gian rất lâu Dương Nghị Vân bọn người không có động tĩnh, cho nên Kim Quy Tiên Nhân vọt tiến vào. Mà cảnh sán cùng hai gã bà lão phát hiện Kim Quy Tiên Nhân dẫn người tiến vào sau, cũng theo sát sau đó mà đến. Cái này mấy phương âm thầm thế lực xem như đến đông đủ. Dương Nghị Vân thấy được Kim Quy Tiên Nhân. Kim Quy Tiên Nhân tự nhiên cũng thấy được bị đổi chiều ở giữa không trung Dương Nghị Vân, hai người đối diện lúc sau, Kim Quy Tiên Nhân đầu tiên mở miệng nói, Dương huynh đệ ta tới cứu ngươi. Lẽ ra lúc này Kim Quy Tiên Nhân xuất hiện, càng nói ra cứu người nói là chuyện tốt, nhưng là Dương Nghị Vân lại là lại trong lòng cảnh giác. Có hại ăn quá nhiều, tự nhiên sẽ không tin tưởng lúc này Kim Quy Tiên Nhân theo như lời nói. Rốt cuộc hắn cùng Kim Quy Tiên Nhân không có gì giao tình, gần là một lần giao dịch chuyện này. Hắn dựa vào cái gì cứu chính mình? Đặc biệt là tại đây loại thời điểm. Hơn nữa Kim Quy Tiên Nhân như thế nào sẽ đến nơi này? Hắn có ý đồ gì? Chẳng lẽ thật là vì cứu chính mình mà đến? Đánh chết Dương Nghị Vân cũng không tin. Cho nên đối mặt Kim Quy Tiên Nhân nói chuyện, Dương Nghị Vân không có mở miệng đáp lại. Hắn biết Kim Quy Tiên Nhân chính là luyện tạo tiên minh người, ở tiên đan thành địa vị đặc thù, cũng là thế lực lớn chi nhất, hôm nay nhìn xem. Toàn bộ tiên đan thành mấy thế lực lớn nhưng đều xuất hiện. Người trước có đồng nhan toàn bộ ma đan điện lão bất tử, người sau xuất hiện tiên đan lâu giả hoa sen cùng đại kiếm sư Hàn Dương bất quá hiện tại nhưng đều xong đời. Lúc này xuất hiện Kim Quy Tiên Nhân, hơn nữa bên kia nữ tử áo đỏ một phương. Đối với nữ tử áo đỏ một phương, Dương Nghị Vân lúc này chính là lại bổn cũng biết là người nào. Không phải là người khác tất nhiên là tiên đan thành tam đại thế lực chung Mây Lửa Các. Đương nhiên ở bên ngoài lại nói tiếp là tiên đan thành tam đại thực lực, tiên đan lâu, ma đan điện, Mây Lửa Các, trên danh nghĩa luyện tạo tiên minh không sản với tiên đan thành tranh phong, trên thực tế tính lên chính là tứ đại thế lực, luyện tạo tiên minh tuyệt đối muốn tính ở bên trong. Tứ đại thế lực chính là trước sau đều đến đông đủ. Tới rồi nơi này vì cái gì, Dương Nghị Vân tự nhiên tưởng được đến, thậm chí ở hắn xem ra, chính là liếc mắt một cái chướng,
đều là vì trong tay hắn khắc văn đạo phủ tiến đến. Đích xác Dương Nghị Vân suy đoán 89 phần 10. Nhưng là có một nhà hắn đích xác liền đã đoán sai. Đó chính là Kim Quy Thiên Nhân thật đúng là chính là tiến đến trợ giúp hắn. Chẳng qua rất khó làm Dương Nghị Vân tin tưởng, Kim Quy Thiên Nhân là tới thật sự hỗ trợ. Không có vô duyên vô tội ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận, thế giới này chỉ có ích lợi mới là vĩnh hằng. Cho nên Dương Nghị Vân căn bản liền không tin Kim Quy Thiên Nhân là tới trợ giúp hắn. Kim Quy Thiên Nhân giờ phút này tự nhiên không biết Dương Nghị Vân trong lòng suy nghĩ cái gì, chính là mặc kệ cái gì mục đích, hắn thật là tới giúp Dương Nghị Vân điểm này sẽ không sai. Bởi vì hắn sau lưng Đinh Hòa Bình đại nhân, muốn liền Dương Nghị Vân ân tình này, do đó đi tranh thủ Dương Nghị Vân sau lưng cường đại luyện đan sư cùng luyện tạo tiên minh hợp tác. Điểm xuất phát thật là ích lợi, nhưng là đối Dương Nghị Vân không tính ý xấu. Hắn thấy được Dương Nghị Vân bị dây mây đổi chiều ở giữa không trung, cũng nhìn đến thật lớn vô cùng quỷ mẫu yêu thụ, trong miệng nói hô lên tới sau, ngay sau đó hắn liền hối hận. Thân là luyện tạo tiên minh người, thân là luyện đan sư, tầm mắt tự nhiên không kém. Tại hạ một khắc nhận ra là quỷ mẫu yêu thụ, tức khắc hít hà một hơi nói, tê. Cư nhiên là vạn tái năm tháng quỷ mẫu yêu thụ, cái này phiền toái. Bất quá cửa biển đã khen đi ra ngoài, cũng ta đã tới rồi giữa sân, lúc này sẽ căng ra đầu cũng muốn thượng. Mưa gió lôi điện nghe lệnh, ngăn trở quỷ mẫu phân thân ta liền cứu người. Kim Quỷ Thiên Nhân thấy được xông tới quỷ mẫu phân thân, kia một tôn tôn huyết hồng thụ nhân, đối mưa gió lôi điện tứ đại hộ vệ hạ lệnh. Tuân mệnh, bốn cái hộ vệ thân hình chợt lóe tiến lên mà đi. Bởi vì lúc này chín quỷ mẫu phân thân có giống nhau vọt đi lên, từng điều thô tráng cánh tay hóa thành mãng xà giống nhau, cuốn tịch hướng bọn họ. Kim Quỷ Thiên Nhân chuyến này mục đích thực minh xác. Chính là ở Dương Nghị Vân khó xử thời điểm, cho hắn đưa than ngày tuyết, làm Dương Nghị Vân vài cái nhân tình, đến lúc đó Dương Nghị Vân sau lưng cường đại luyện đan sư liền có cùng bọn họ luyện tạo tiên minh hợp tác cơ hội. Vốn dĩ cho rằng Dương Nghị Vân sở đối mặt khó khăn, đơn giản là đến từ tiên đan thành tam đại thế lực làm khó dễ. Đối tiên đan thành tam đại thế lực hắn thật đúng là không để vào mắt, lúc này ai biết tiến vào kết giới lúc sau, sẽ là như thế tình huống. Vạn năm quỷ mẫu yêu thụ. Hắn hiện tại chột dạ. Một chút đều không có nắm chắc đối phó. Có chút hối hận vọt vào kết giới, bất quá lúc này hối hận cũng vô dụng. Này chờ kết giới trong vòng nghĩ ra đi không dễ dàng, hơn nữa Dương Nghị Vân đã ở vào một cái khó xử thời điểm, cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể nghĩ cách cứu viện. Nếu không hắn sở làm hết thảy liền làm không công. Về phương diện khác, hắn không có nhìn đến Đông Nhan cùng Tiên Đan Lâu đại kiếm sư Hàn Dương, trong lòng lại là căng thẳng. Không thấy được người, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đó chính là người trước đều đã chết. Cái này làm cho hắn trong lòng thẳng nhảy. Bất quá nếu chui vào quỷ mẫu yêu thụ kết giới, vậy đều thành người trên một chiếc thuyền, vẫn là trước cứu Dương Nghị Vân lại nói. Kim Quy Tiên Nhân nhảy dựng lên, xông thẳng Dương Nghị Vân nơi. Răng rác, oanh. Ngay sau đó lại là trống rỗng xuất hiện một cái thật nhỏ trong suốt roi dài chiều lại đây, chuẩn xác nói là một cái đằng thụ. Hừ. Kim Quy Tiên Nhân hừ lạnh một tiếng, trong tay một phen lại là xuất hiện một kiện thiêu đốt ngọn lửa tiên khí, bỗng nhiên đối với quỷ mẫu thụ đằng bổ tới, hai bên giao thủ lúc sau, ở một tiếng nổ vang chung, Kim Quy Tiên Nhân sắc mặt đại biến bay ngược đi ra ngoài. Mà quỷ mẫu roi dài cũng ở nháy mắt thối lui. Một lần đánh giá, hai bên đều không có nể hà. Nhưng lại làm Kim Quy Tiên Nhân trong lòng phát khổ, hắn biết này còn gần là quỷ mẫu yêu thụ mới bắt đầu công kích. Lợi hại hơn thủ đoạn còn không có ra tới. Bất quá loại này thời điểm đã là tên đã trên dây không thể không phát trạng thái, chỉ có thể chết khiêng đi xuống. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó 6-7 điều dây mây xuất hiện. Kim Quy Tiên Nhân sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên giống to, xích diễm nghịch lưu. Theo sau hắn tiếng giống giận, trong tay trường kiếm tiên khí ngọn lửa đại tác phẩm, từ màu đỏ biến thành đỏ đậm chi sắc, hơn nữa ở vũ động dưới từng đạo ngọn lửa xuất hiện. Khoảnh khắc chi gian hóa thành ngọn lửa. Đầy trời đều là màu đỏ đậm ngọn lửa ở bùng nổ. Hình thành một cái đường kính vài trăm thước ngọn lửa đám mây, hơn nữa hóa thành nội loại hóa thành chín đem thật lớn vô cùng xích diễm chi gian, ong một chút triển xem, mà Kim Quy Tiên Nhân còn lại là đứng ở chín đem cự kiếm trung ương. Khí thế vô cùng to lớn. Lúc này Dương Nghị Vân trong lòng chấn động, hắn không nghĩ tới cái này Kim Quy Tiên Nhân thật là có mấy lần. Cư nhiên có thể làm ra như thế thật lớn trường hợp động tính tới, nhìn dáng vẻ này những đại la đứng đầu lão gia hỏa thật là có thủ đoạn,
hiển nhiên chín đem thật lớn ngọn lửa chính là kiếm trận, càng là đạo thuật pháp tắc lực lượng. Không đơn giản a. Nhìn qua quỷ mẫu yêu thụ mấy ngày cây mây đối mặt kim quy tiên nhân ngọn lửa kiếm trận, trong lúc nhất thời cũng không có công kích, tất nhiên nói sợ hãi ngọn lửa. Lúc này Dương Nghị Vân trong lòng càng có tự tin, chống kim quy tiên nhân hấp dẫn hỏa lực phát động thanh liên tiên hỏa. Quả nhiên yêu thụ nói sợ hãi ngọn lửa. Đương Dương Nghị Vân thúc giục thanh liên tiên hỏa lúc sau, bó hắn dây mây cũng ở di động, hoặc là nói quỷ mẫu yêu thụ cũng ở di động, đem hắn hướng về xoay tròn huyết sắc lốc xoáy kéo đi. Cái này làm Dương mẫu nhân có chút hoảng thần. Hắn biết nếu là thật bị cắn nuốt đi vào, kết cục liền sẽ cùng đại kiếm sư Hàn Dương giống nhau, đánh giá sẽ trở thành quỷ mẫu yêu thụ điểm tâm. Này cũng không phải là Dương Nghị Vân hy vọng. A, à, giống, thiêu đốt. Dương mẫu nhân giống giận, thanh liên tiên hỏa che kín toàn thân trên dưới. Cũng may mắn quỷ mẫu yêu thụ dây mây buộc chặt trụ chỉ là thân thể hắn, mà không có hạn chế thần hồn, có cường đại thần hồn tồn tại, là có thể lớn nhất hạn độ kích phát thanh liên tiên hỏa. Oanh! Khoảnh khắc chi gian Dương Nghị Vân toàn thân xuất hiện màu xanh lá ngọn lửa. Giống, nhân loại đáng chết. Trầm thấp giống giận từ huyết sắc lốc xoáy trung truyền ra tới. Ngay sau đó Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ. Quấn quanh ở toàn thân dây mây đều bị hắn bập lửa, nghe được trầm thấp mắng thanh, hắn liền biết chính mình thanh liên tiên đối quỷ mẫu thụ đằng hiệu quả. Ở nháy mắt quấn quanh ở trên người hắn dây mây đều bắt đầu xoát 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 tan đi. Mạo ngọn lửa, vô pháp tắt, từng tiếng giống giận kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Giờ phút này Dương Nghị Vân trên người dây mây tuy rằng thối lui, nhưng hắn thân thể cũng bị nháy mắt lôi kéo tới rồi lốc xoáy thượng. Chỉ cần một bước liền sẽ đi vào. Đương toàn mở trói trong phút chốc, Dương Nghị Vân trong tay một phen, lại là xuất hiện ba viên huyết sắc đan dược. Đúng là Đông Nhan lão bất tử chuẩn bị dùng để mưu đồ quỷ mẫu yêu thụ chi tâm đan dược, Dương Nghị Vân còn không có tới kịp đi nghiên cứu quá này ba viên đan dược là cái gì thành phần, chỉ biết ở Đông Nhan trong trí nhớ, này ba viên đan dược là có thể dùng để đối phó quỷ mẫu yêu thụ. Lúc này không được hắn đều lấy ra tới thử xem lại nói. Phất tay gian liền đem ba viên huyết sắc đan dược ném vào xoay tròn lốc xoáy bên trong. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó ba tiếng kịch liệt nổ mạnh ở quỷ mẫu yêu thụ lốc xoáy bên trong vang lên. A a a a. Kêu thảm thiết ngay sau đó dựng lên. Dây tiếp theo một đạo huyết quang từ lốc xoáy trung bùng nổ mà ra. Ngay lập tức chi gian liền dừng ở Dương Nghị Vân trên người. Chạm vào. Phốc. Toàn thân như bị sét đánh giống nhau. Dương Nghị Vân bay ngược đi ra ngoài, một mồm to máu cũng phun ra. Tuy rằng đã chịu bị thương nặng, nhưng là hắn cuối cùng là thoát ly nguy hiểm khu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Nghị Vân nhìn đến liền ở hắn bay ngược ra đồng sự, nơi xa Kim Quy Tiên Nhân cũng bạo phát. Chỉ nghe được Kim Quy Tiên Nhân bạo giống, xích diễm cửu kiếm chạm. Ầm ầm ầm. Phía chân trời phía trên chín đem ngọn lửa cự kiếm tứ tán mở ra. Từng tiếng nổ vang không ngừng. Ở Dương Nghị Vân trong tầm mắt Kim Quy Tiên Nhân chín đem ngọn lửa cự kiếm, tứ phía nở hoa, lại là đem từng điều dây mây tắc tắc chặt đứt. Tức khắc, quỷ mẫu yêu thụ lại là từng đợt kêu thảm thiết dựng lên. Nghe vào Dương Nghị Vân trong tai, cái này lão yêu thụ sợ là đã chịu bị thương nặng, cũng cảm thán Kim Quy Tiên Nhân thủ đoạn không kém. Lúc này Kim Quy Tiên Nhân mang đến 4 cái nhận lấy, lại là có chút lực không ý định, bị quỷ mẫu yêu thụ mấy cái phân thân cuốn lấy. Như cũng như là phía trước vây khốn đại kiếm sư Hàn Dương như vậy, dùng vô số dây mây đem 4 người vây quanh lên, nhìn qua tránh thoát không khai. Vừa mới hòa nhau một ván chiếm cứ thượng phong Kim Quy Tiên Nhân đối với 4 cái thủ hạ hô, dùng hỏa. Mưa gió lôi điện tứ đại thị vệ nghe được Kim Quy Tiên Nhân kêu gọi, tức khắc sáng tỏ. 4 người đều là thượng phẩm đại la chi cảnh, ở tu luyện thượng cũng đều là tu luyện mấy ngàn năm lâu tiên nhân, tự nhiên đã biết dùng cái gì phương pháp đi hóa giải. Ngay từ đầu 4 người đối mặt quỷ mẫu yêu thụ phân thân, đều xem như vào trước là chủ, trở thành cường đại đối thủ, không có đi thâm nhập nghĩ tới bản thể là chuyện như thế nào. Hiện tại nghe được Kim Quy Tiên Nhân nhắc nhở, bọn họ phản ứng lại đây, nếu là mộc thuộc tính yêu, đó chính là sợ hãi ngọn lửa. Ngay sau đó 4 người liên hợp lại thi triển ra ngọn lửa đạo thuật, tức khắc liền có buông lỏng. Đương nhiên đây là đối mặt quỷ mẫu yêu thụ phân thân mà thôi, nếu là quỷ mẫu yêu thụ bản tôn. Lấy bọn họ 4 người phóng xuất ra ngọn lửa không nhất định có thể đốt cháy đến động. Kim Quy Tiên Nhân nhìn đến 4 cái thủ hạ có tìm được rồi giải quyết phương pháp, ngay sau đó hắn nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái,
theo sau đem ánh mắt đặt ở nơi xa mây lửa các cảnh sán bên kia, chậm rãi mở miệng nói, cảnh sán tiên tử, nơi đây đại yêu chính là vạn năm quỷ yêu thụ, cực kỳ khó có thể đối phó, này hẳn là mới là bắt đầu mà thôi. Ta chờ mặc kệ cái gì nguyên nhân, nếu xông vào, hiện tại đều xem như một cây thằng thượng châu chấu, không bằng tạm thời liên hợp ứng đối lão yêu, có chuyện gì, vượt qua cửa ải khó khăn lại nói, nếu không đối mặt này chờ lão yêu, làm không hảo ta chờ sợ là đều phải công đạo tại nơi đây, không biết tiên tử ý hạ như thế nào. Dương Nghị Vân nghe Kim Quy Tiên Nhân nói chuyện, hắn nhịn không được âm thầm gật đầu, mặc kệ cái này Kim Quy Tiên Nhân là cái gì nguyên nhân tiếp cận chính mình, nhưng giờ phút này lời hắn nói rất đúng. Quỷ mẫu yêu thụ không nên đối phó, đây là khẳng định. Hắn cũng không trông cậy vào ba viên đan dược là có thể bắt lấy lão yêu. Hơn nữa Kim Quy Tiên Nhân nói như vậy lời nói, tất nhiên cũng là đối quỷ mẫu yêu thụ có điều hiểu biết, lão yêu thụ lúc này nghe còn ở kêu thảm thiết, chính là Dương Nghị Vân cảm giác chung như cũ nguy hiểm. Ở quý giá tiên nhân trong miệng nữ tử áo đỏ, bị xưng là cảnh sán tiên tử, tất nhiên là mây lửa các người. Nghe tới cùng Kim Quy Tiên Nhân không phải một đường người. Lúc này Kim Quy liên hợp cảnh sán tiên tử, Dương Nghị Vân nhưng thật ra hy vọng, đối phương có thể đáp ứng. Đích xác đang ở quỷ mẫu yêu thụ địa bàn, hiện tại đại gia tình cảnh đều là rất nhiều nguy hiểm. Trong tai nghe Kim Quy Tiên Nhân đối thoại, Dương Nghị Vân trên tay chính là một chút cũng chưa nhàn rỗi, thúc giục khắc văn đạo phù, ẩn thân chi thuật vận chuyển lúc sau, thẳng đến Tuyết Hương nơi. Lúc này Tuyết Hương còn là thân hãm ở quỷ mẫu dây mây bao phủ dưới. Đồ Long kiếm thượng mang theo thanh liên tiên hỏa, xoát 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 xuất hiện, thân hình chớp động dựng lên, chặt đứt quấn quanh Tuyết Hương dây mây, đem Tuyết Hương từ quấn quanh dây mây vây quanh chung cứu. Thanh liên tiên hỏa sắc bén là quỷ mẫu dây mây sợ hãi. Dương Nghị Vân xuất kiếm lúc sau, từng cây dây mây thối lui. Tuyết Hương hóa hình đi, người bản thể mục tiêu quá lớn, ngược lại dễ dàng đã chịu công kích. Nhìn Tuyết Hương thân thể cao lớn, Dương Nghị Vân mở miệng nói chuyện. Đích xác tại đây chờ hoàn cảnh dưới, Tuyết Hương hóa ra bản thể thực lực là có thể tăng nhiều, nhưng tương ứng nàng bản thể quá lớn, liền thành quỷ mẫu dây mây sống bia ngắm. Ngay sau đó Tuyết Hương hóa thành người, dừng ở Dương Nghị Vân bên người. Thế nào ngươi không sao chứ? Dương Nghị Vân hỏi một tiếng. Tuyết Hương lắc đầu, không có việc gì. Nhìn qua đích xác không có gì sự. Nàng chỉ là bị quỷ mẫu thụ đẳng cấp vây khốn. Nghĩ đến đây thời điểm, Dương Nghị Vân đột nhiên nhớ tới, tựa hồ ngay từ đầu mọi người đều là bị quỷ mẫu dây mây khó khăn, nhưng lợi hại liền lợi hại ở cái này vây tự thượng. Phía trước đại kiếm sư là như thế. Hắn cũng giống nhau. Hiện tại nghĩ đến... Quỷ mẫu yêu thụ mục đích chính là vây khốn đại gia, sau đó từng cái cắn nuốt rớt. Kỳ thật lão yêu thụ dây mây đụng tới ngọn lửa liền có khắc tinh. Dương Nghị Vân âm thầm may mắn chính mình trên người có thanh liên tiên hỏa, nếu không sẽ là cái thứ hai bị cắn nuốt người. Còn hảo có thanh liên tiên hỏa giải vây, cũng ở cuối cùng thời điểm, cho lão yêu thụ ba viên đông nhan lão gia hỏa đan dược. Lúc này lão yêu thụ ở gào giống chung. Theo sau Dương Nghị Vân lôi kéo Tuyết Hương tới rồi Kim Quy Tiên Nhân nơi. Mặc kệ Kim Quy Tiên Nhân mục đích là cái gì, hắn ra tới sau giúp hắn, điểm này là sự thật. Không hề nghi ngờ, Kim Quy Tiên Nhân phía trước ra tay, thật là cho hắn tranh thủ thời gian, mới làm hắn thuận lợi thoát vây. Hắn Dương mỗ nhân ân oán phân minh, ân tình này hắn nhận. Lúc này qua đi, tự nhiên là tán thành Kim Quy Tiên Nhân nói, lão yêu thụ nguy hiểm cường đại. Tạm thời đại gia liên thủ mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Gặp qua Kim Quy tiền bối. Dương Nghị Vân cách 5-6 mét dừng lại, đối với Kim Quy Tiên Nhân ôm quyền chào hỏi. Giờ phút này Kim Quy Tiên Nhân từ giữa không trung rơi xuống, hắn bốn cái thủ hạ cũng đã thoát vây, mà cái kia kêu cảnh sán nữ tử mang theo hai cái bà lão dùng ngọn lửa lúc sau cũng thoát khỏi quỷ mẫu dây mây dây dưa. Tam phương người từng người đứng ở ba cái phương vị, đều vẫn duy trì khoảng cách. Kỳ thật mọi người đều minh bạch, tạm thời đều sẽ không tin tưởng đối phương. Bất quá nếu đều đã đi tới, đã nói lên đại gia đồng ý Kim Quy Tiên Nhân nói. Loại này hoàn cảnh hạ, đại gia có thể tạo thành một cái lúc không giờ liên minh. Kim Quy Tiên Nhân thấy Dương Nghị Vân ôm quyền hành lễ, tức khắc cười, hắn biết chính mình nỗ lực không uổng phí, tạm thời thắng được Dương Nghị Vân hảo cảm. Cũng là ôm quyền nói, Dương huynh đệ không cần khách khí, một ít việc chờ từ nơi này rời khỏi sau. Kim Mỗ sẽ cho ngươi giải thích, Kim Mỗ đối với ngươi không có ác ý. Cuối cùng một câu Kim Quy Tiên Nhân nói thực chân thành. Ở Dương Nghị Vân tâm hồn cảm giác chung, cũng nghe tới không có gì không ổn.
bất quá hắn không phải trừ Cố Nhà Tranh tay mơ, tự nhiên sẽ không bởi vì Kim Quy Tiên Nhân một câu liền thả lỏng cảnh giác, càng sẽ không liền đối hắn sinh ra tín nhiệm. Chỉ là gật gật đầu nói lời cảm tạ, đa tạ. Dư Thừa nói hắn sẽ không nhiều lời, bởi vì hắn biết, chính mình hiện tại sở đối mặt đều là so với hắn tu luyện nhiều vài ngàn năm lão quái vật, nhân ra chơi tâm nhãn lòng dạ, so với hắn nhưng lành nghề nhiều. Lúc này một bên cảnh sán tiên tử mở miệng nói, Kim Quy cảnh sán tiền bối. Ở Dương Nghị Vân trong mắt cái này gọi là cảnh sán che mặt nữ tử, cũng tiến lên đối quý giá tiên nhân hành lễ. Bất quá Dương Nghị Vân lại là phát hiện nàng dùng dư quang đại lượng chính mình. Cũng đối cảnh sán tiên tử đối quý giá tiên nhân hành lễ mà cảm thấy giật mình. Ở hắn cảm giác chung, cảnh sán tiên tử cùng Kim Quy tiên nhân hơi thở tu vi không sai biệt mấy, hẳn là đều là đại la đỉnh người. Xem như ngang hàng đi. Chính là cảnh sán tiên tử đối Kim Quy tiên nhân hành lễ, hành chính là vãn bối lễ, này liền làm Dương Nghị Vân đối Kim Quy tiên nhân hiểu biết lại có một lần cái nhìn. Giờ phút này Kim Quy tiên nhân ha ha cười nói, cảnh sán tiên tử đa lễ, nếu mọi người đều đã đi tới, như vậy chính là tốt bắt đầu, tạm thời nhìn qua quỷ mẫu yêu thụ tựa hồ bị Dương huynh đệ cấp trấn trụ, hiện tại chúng ta tam phương muốn liên thủ, tìm kiếm đường ra, nơi này quá nguy hiểm, kế tiếp đại gia muốn đồng tâm hiệp lực mới là. Nói một chút lời khách sáo, Kim Quy tiên nhân nhìn Dương Nghị Vân nói, đúng rồi Dương huynh đệ quên cho ngươi giới thiệu. Vị này cảnh sán tiên tử chính là tiên đan thành mây lửa các chủ thân truyền đại đệ tử, đương thuộc tiên đan thành trẻ tuổi trung thiên tài nhân tài kiệt xuất, không đủ 2.000 năm liền tu luyện tới rồi đại la đại viên mãn đỉnh chi cảnh. Với chúng ta này đó lão gia hỏa tu vi tề bình, thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, kim mỗ là hổ thẹn không bằng đồ, cảnh sán tiên tử càng là mây lửa các tương lai người nối nghiệp, cũng này đây vì thiên tài luyện đan sư, có thể đem tiên đan rèn luyện đến năm truyền, tiền đồ vô lượng. Các người người trẻ tuổi chi gian ngày sau nhưng hảo hảo giao lưu, ha ha ha. Dương Nghị Vân nghe Kim Quy tiên nhân giới thiệu cái này thân xuyên hồng y che mặt cảnh sán tiên tử, lại cũng là trong lòng đại chấn. Tu luyện không đủ 2.000 năm, chính là đại la đại viên mãn chi cảnh, thật là thiên tài. Đương nhiên hắn tự nhận là chính mình tu luyện thiên phú cũng không tồi, từ bắt đầu tu chân đến phi thăng thành tiên đến nay, tính lên tu luyện 1.680 năm, tu vi đạt tới hiện giờ Kim Tiên đại viên mãn. Chỉ kém một bước liền cũng là đại la chi cảnh. Cho tới nay Dương mẫu nhân đều tự hào chính mình tu luyện thiên phú, hiện tại lại là trong lòng có chút không cho là đúng. Xem ra tiên giới cũng là có yêu nghiệt thiên tài hạng người. Nghe Kim Quy tiên nhân ý tứ, cái này cảnh sán tiên không chỉ có tu luyện thiên phú siêu quần, ở luyện đan chi đạo cũng là rất có năng lực, rèn luyện tiên đan có thể đạt tới năm thành, đích xác xem như khó lường. Cư nhiên gây ra, có thể tu luyện đại la chi cảnh giả. Mỗi một cái ít nhất đều tu luyện 4-5.000 năm, thậm chí thượng vạn năm đều có, không lớn 2.000 liền đạt tới đại la chi cảnh giả, lại cũng là thiếu chi lại thiếu, càng đừng nói đại la đại viên mãn chi cảnh. Hơn nữa ở luyện đan chi đạo, rèn luyện tiên đan trình độ, tầm thường chính là nhị tam thành, có thể đạt tới năm chuyển đích xác thực không đơn giản, lại nói nhân ra theo tu vi tăng cường, luyện đan biết đến tài nghệ cũng sẽ tùy theo đại chướng. Đến lúc đó có thể rèn luyện tiên đan trình độ cũng tương ứng sẽ đề cao, tương lai thành tựu một thế hệ đan đạo tông sư không phải không có khả năng. Tính lên chính là còn tuổi nhỏ, lại là mây lửa các, tương lai người nối nghiệp, bực này nhân vật đích xác có thể nói thiên tài hạng người. Dương Nghị Vân trong lòng bị nho nhỏ đả kích một chút. Đối với cảnh sán tiên tử vừa muốn chào hỏi, xác thật là cảnh sán chậm rãi mở miệng nói chuyện. Thanh như hoàng linh điểu giống nhau thanh âm vang lên nói. Kim Quy tiền bối chiết sát vãn bối, tiên đan thành ai không biết, tiền bối chính là yêu thân tu nhân đạo, tu luyện tam vạn tuế lão tiền bối, một thân thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, chính là tiên đan thành luyện đan tiên minh đại la chi cảnh đệ nhất nhân. Tại tiền bối trước mặt, vãn bối điểm này tu vi không đáng giá nhắc tới. Cảnh sán nói chuyện, ngay sau đó nhìn về phía Dương Nghị Vân, chuyện vừa chuyển lại là nói ra một cái bén nhọn lời nói, làm Dương Nghị Vân đôi mắt mị lên. Chỉ nghe cảnh sán mở miệng nói. Nói lên thiên tài hạng người, ta xem vị này Dương đạo hữu mới là thiên tài hạng người đi, đi theo ma đan điện điện lão chi nhất Đông Nhan tiến vào nơi đây, Đông Nhan sớm đã không hề, còn có tiên đan lâu lâu chủ giả Diệp cháu gái giả Hoa Sen cùng với đại kiếm sư Hàn Dương, đều là biến mất hơi thở, nhưng Dương đạo hữu lại là êm đẹp tồn tại. Như thế, Dương đạo hữu thủ đoạn thực lực, chẳng phải là so với phía trước giả càng hơn. Lại là không biết đại kiếm sư Hàn Dương cùng Đông Nhan bọn họ là như thế nào biến mất. Không biết Dương đạo hữu có không giải thích nghi hoặc một vài.
Mấy vấn đề này thực bén nhọn. Cảnh Sán lại là trực tiếp hướng Dương Nghị Vân mở miệng, nhưng nghe vào Dương Nghị Vân trong tai liền không phải vị. Cảnh Sán nói nghe tựa hồ không có gì, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, vấn đề liền lớn. Ở nàng trong giọng nói, thực rõ ràng lại nói, mặc kệ là Đông Nhan vẫn là đại kiếm sư Hàn Dương, thậm chí chuyên môn nhắc tới tiên đan lâu lâu chủ giả Diệp cháu gái giả Hoa Sen. Này ba người mặc kệ là tu vi vẫn là thân phận địa phương, ý tứ là đều so ngươi Dương Nghị Vân cao hơn một mảng lớn, nhưng hiện tại những người này nhưng đều biến mất không thấy, mà ngươi Dương Nghị Vân lại là êm đẹp còn sống. Ngươi mới là một cái kim tiên mà thôi, nhưng là đường đường đại la cao thủ đều biến mất. Hoặc là nói đã chết, ngươi có thể tồn tại, nơi này có phải hay không tồn tại cái gì miêu nị, có phải hay không nói một câu. Còn có một tầng ý tứ đang nói, ta Cảnh Sán chính là biết một ít việc, chờ sau khi ra ngoài tiểu tử ngươi liền nguy hiểm. Dương Nghị Vân nghe Cảnh Sán nói chuyện, sắc mặt trầm xuống dưới, hừ lạnh một tiếng nói, Cảnh Sán tiên tử, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta Dương Nghị Vân cũng biến mất liền đối? Bọn họ là bị quỷ mẫu yêu thụ cắn nuốt, với ta có quan hệ gì đâu? Hơn nữa ta cũng không như vậy đại năng nại. Dương Nghị Vân không hàm không chứng dỗi một câu, dù sao đánh chết đều sẽ không thừa nhận tiền tam giả chết cùng hắn có quan hệ. Cho dù có quan cũng không thể nhận, hắn còn không nghĩ sau khi ra ngoài, bị hai đại thế lực đuổi giết. Nếu không phải nữ nhân này ở hắn tâm hồn cảm giác chung có nguy hiểm, Dương Nghị Vân lúc này sẽ chửi ầm lên. Không có gì ý tứ, ta chỉ là nghe nói Dương đạo hữu trên người có một mau khắc văn đạo phù, chính là muốn biết có phải hay không đại kiếm sư cùng Đông Nhan bọn họ, là bởi vì không có đạo phù bị quỷ mẫu yêu thụ cắn nuốt, mà Dương đạo hữu trên người có khắc văn đạo phù, cho nên mới có thể thường an không có việc gì, đạo hữu không cần khẩn trương, ta chính là thuận miệng như vậy vừa nói mà thôi. Khăn che mặt hạ truyền đến thanh âm rất êm tai, nhưng là giờ phút này nghe vào Dương Nghị Vân trong tai lại là thực đáng giận. Cái này Cảnh Sán tiên tử, kết quả là, nguyên lai vẫn là vì chính mình trên người khắc văn đạo phù mà đến. Thật sự là hao tổn tâm huyết. Bất quá, tưởng mưu trên người hắn khắc văn đạo phù, lại muốn xem nàng có bản lĩnh hay không. Từ điểm này thượng xem, Dương Nghị Vân đối khắc văn đạo phù giá trị cũng càng sâu một tầng. Này khối đạo phù, xem ra đối thiên đan thành này đó thế lực lực hấp dẫn không phải giống nhau đại. Xem ra Cảnh Sán tiên tử đối Dương mỗ trên người khắc văn đạo phù cũng cảm thấy hứng thú, có phải hay không cũng muốn cướp đoạt. Ngay sau đó Dương Nghị Vân chuyện vừa chuyển, lại là trắng ra nói chuyện. Nếu như thế đại gia làm rõ nói đó là muốn đánh lộn, vậy tới, ai sợ ai? Cảnh Sán tiên tử nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Nghị Vân sẽ như thế trắng ra. Ngược lại là có chút không biết như thế nào tiếp theo. Tiểu tử này bất an lẽ thường ra bài. Về phương diện khác Cảnh Sán cũng suy nghĩ, Dương Nghị Vân như thế trắng ra, lại làm sao không phải thực lực tự tin 10 phần biểu hiện. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là cái thực lực cường hãn chủ nhân? Nhìn không giống a. Hắn căng chết chính là cái kim tiên đại viên mãn, liền tính là trong tay hơn nữa khắc văn đạo phù, cũng không có khả năng cùng đại la đại viên mãn cảnh khác cao thủ giao thủ. Đúng rồi, hắn bên người nữ tử là cái cường đại yêu tiên, có lẽ là nàng. Yêu tiên mới là Dương Nghị Vân tự tin. Cảnh Sán trong lòng nghĩ này đó, lại là không có đang nói chuyện, nàng vừa mới cũng là bộ một chút lời nói mà thôi. Kết quả lại rất ngoài ý muốn. Tiểu tử này tính tình thực bạo. Tưởng mưu trên người hắn khắc văn đạo phù xem ra còn muốn cẩn thận mới được. Bất quá Cảnh Sán trong lòng đối Dương Nghị Vân trên người khắc văn đạo phù trí tại tất đắc. Bởi vì khắc văn đạo phù đối nàng có trọng dụng. Nếu không cũng sẽ không như thế truy đuổi mà đến. Ai 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 ta nói nhị vị đây là hà tất. Đừng quên chúng ta hiện tại còn ở quỷ mẫu yêu thụ hang ổ đâu. Kim Quy tiên nhân nheo lại mắt thấy Cảnh Sán liếc mắt một cái nói chuyện. Oanh! Liền ở Kim Quy tiên nhân dứt lời vừa ra hết sức, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang vang lên. Toàn bộ không gian đều vì này đại chấn. Ngay sau đó Dương Nghị Vân mấy người quay đầu vừa thấy, lại là phát hiện, quỷ mẫu yêu thụ huyết quang đại tác phẩm lên, lại là chín đại phân thân đột ngột từ mặt đất mọc lên, một đám tới rồi giữa không trung. Lại là trong đó một tôn thụ nhân phân thân tiến vào quỷ mẫu yêu thụ bản thể cái kia lốc xoáy bên trong. Lúc này Kim Quy tiên nhân sắc mặt biến đổi lớn tiếng nói, không tốt, đây là quỷ mẫu yêu thụ lần thứ hai muốn biến thân, lão yêu thụ chín đại phân thân, tầm thường hết sức tản ở tứ phương từng người độc lập tu luyện, hấp thu đại địa chi lực, mỗi một tôn đều có pháp lực tồn tại, lúc này nếu là hoàn toàn cắn nuốt chín đại phân thân,
hắn lực lượng sẽ bạo trướng. Chờ đến cửu cửu quy nhất lúc sau, chính là chính thật sự vạn năm đại yêu, hóa thành đệ nhị hình thái, cho đến lúc này vô cùng có khả năng chính là hỗn nguyên nói tiên cấp bậc, ta chờ đến lúc đó chỉ có thể chờ chết, mau, chúng ta muốn ngăn cản, lão yêu thụ cắn nuốt chín đại phân thân, nhanh lên. Đệ nhất tôn đã cắn nuốt đi vào. Lúc này Kim Quy tiên nhân lớn tiếng nói chuyện, giảng ra mấu chốt. Nghe vào Dương Nghị Vân cùng Cảnh Sán trong tai, hai người cũng đều là cả người chấn động. Tuy rằng không biết Kim Quy tiên nhân nói có phải hay không thật sự, nhưng nghĩ đến sẽ không sai. Đặc biệt ở Cảnh Sán trong lòng là đầy hứa hẹn tin tưởng Kim Quy lời nói, người khác không biết, nhưng là nàng theo sư phụ trong miệng biết được, Kim Quy tiên nhân, trên thực tế là một cái huyền quy, là yêu tiên, tam vạn tuế lão quái vật tồn tại, nghe đồn tu luyện thành người lúc sau, Kim Quy tiên nhân lại chuyển tu nhân đạo công pháp, đi rồi đan đạo chi lộ. Là cái thực không đơn giản ra hỏa. Đừng nhìn chỉ là đại la đại viên mãn tu vi, nhưng lại thực lực đương thuộc tiên đan thành đại la đệ nhất nhân, đây cũng là nàng vì cái gì thấy Kim Quy hành vãn bối lễ nguyên nhân. Kim Quy sống đủ lâu, trải qua cùng kiến thức tự nhiên viễn siêu thường nhân, lời hắn nói sẽ không sai, đặc biệt là lúc này nói ra nói. Đến nỗi Dương Nghị Vân tự nhiên cho rằng, lúc này Kim Quy tiên nhân sẽ không nói bậy, chính như hắn phía trước lời nói, đại gia hiện tại đều là một cây thằng thượng châu chấu. Giờ phút này đối mặt quỷ mẫu yêu thụ cắn nuốt chính mình phân thân, hắn tuy rằng không biết Kim Quy tiên nhân lời nói là thật là giả, nhưng nghĩ đến quỷ mẫu yêu thụ cắn nuốt chính mình phân thân tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hảo, đại gia liên hợp. Cảnh Sán cái thứ nhất mở miệng. Ta cũng không thành vấn đề. Dương Nghị Vân cũng tỏ thái độ. Kim Quy tiên nhân vẻ mặt ngưng trọng, như thế, đại gia cùng nhau thượng, công kích cái kia lốc xoáy, tuyệt đối không thể làm lão yêu thụ cắn nuốt thành công. Nếu không đến lúc đó mọi người đều phải xong đời, yêu thụ. Ầm vang. Nhưng mà đúng lúc này, lại là một tiếng kịch liệt nổ vang vang lên, đánh gãy Kim Quy tiên nhân nói chuyện. Không đủ này một tiếng nổ vang đại gia phát hiện lại không phải từ quỷ mẫu yêu thụ nơi nào truyền đến. Mà là, từ phía chân trời phía trên. Này thuyết minh lại có người từ kết giới bên ngoài vào được. Giờ phút này sẽ tiến vào người nào? Đại gia không hẹn mà cùng nhìn lại. Lại là thấy được một đạo lộng lẫy chói mắt kim quang từ trên trời giáng xuống. Mang theo lệnh nhân tâm giật mình hơi thở. Đáng chết, ta Liên Nhi. Một tiếng tràn ngập bạo nộ thanh âm vang vọng tại đây một phương không gian. Liên Nhi. Dương Nghị Vân nghe thấy cái này thân mật xưng hô, trong lòng không lý do căng thẳng. Hắn đột nhiên nghĩ tới giả hoa sen. Cái này bạo nộ thanh âm, nên không phải là. Dương Nghị Vân trong lòng kinh hoàng một chút. Trái tim cũng đang không ngừng chớp động, vô cùng thật lớn nguy hiểm đến gần rồi. Hơi thở cường đại đến nhiên hắn cảm thấy tim đập nhanh. Ngay sau đó giữa sân nhiều một người mặc thanh y lão giả, nhìn tuổi chừng 60 bộ dáng, giờ phút này cả người tản ra sát ý. Khí tràng to lớn, làm bốn phía lá cây bùn đất đều phiêu lên. Kim Quy tiên nhân lại là sắc mặt ngưng trọng, tiến lên một bước cung kính hành lễ nói, gặp qua giả Diệp đạo hữu. Giả Diệp. Dương Nghị Vân trong lòng đại động. Giả Diệp chi danh hắn quá quen thuộc. Đúng là Kỳ Quân tiên nhân đại cửu nhân, là hắn đối Kỳ Quân tiên nhân thể muốn giết người, tiên đan lâu lâu chủ, giả hoa sen ra ra, đương nhiên Dương Nghị Vân còn không biết, giả hoa sen kỳ thật chính là giả Diệp thân nữ nhi, là giả Diệp cùng con dâu chi gian xấu xa. Tính lên vạn năm nhiều trước lão quỷ, cường đại tu vi hòa khí chàng, chỉ cần từ thời gian tính, đều có thể là hỗn nguyên cấp bậc cường giả. Đối mặt hỗn nguyên cường giả, Dương Nghị Vân là trong lòng một chút tự tin đều không tồn tại. Lần trước ở Đại Thanh Thế Giới, đối mặt một cái tiền bước man hỗn nguyên phân thân đều thiếu chút nữa nhiên hắn quải rớt. Càng đừng nói hiện tại giả Diệp, thực hiển nhiên là cái thật đánh thật chân thân. Lúc này hắn nhịn không được hỏi khoảng cách so gần Kim Quy tiên nhân thủ hạ, đạo hữu cái này giả Diệp là cái gì tu vi? Truyền thuyết giả Diệp 3.000 năm trước chính là hỗn nguyên nói tiên sơ cảnh. Hiện tại không biết có hay không đột phá đến trung phẩm hỗn nguyên nói tiên Kim Quy tiên nhân tên này thủ hạ toàn thân đều ở căng chặt nói chuyện, thoạt nhìn thực khẩn trương. Bất quá Dương Nghị Vân nghe được Kim Quy tiên nhân cái này thủ hạ nói giả Diệp tu vi, trong lòng một chút liền trầm đi xuống. Quả nhiên là hỗn nguyên nói tiên chi cảnh, làm không hảo vẫn là một cái trung phẩm nói tiên. Dương Nghị Vân biết chính mình cái này phiền toái lớn. Giả Diệp có thể tự mình tới đây. Không cần hỏi tất nhiên là vì giả hoa sen cùng đại kiếm sư Hàn Dương chết mà đến. Đại kiếm sư Hàn Dương không cần phải nói, không phải hắn giết, nhưng giả hoa sen lại là hắn giết,
hơn nữa hắn nhớ tới, giả hoa sen trước khi chết kêu giao quá ra ra. Vô cùng có khả năng là thông qua cái gì bí pháp thông chi giả Diệp. Lúc này giả Diệp tiến đến là tìm chính mình báo thù. Nghĩ vậy Trúc Dương Nghị Vân tim đập không khỏi nhanh hơn. Lúc này Kim Quy Thiên Nhân tiến lên chào hỏi, nhưng ngay sau đó lại là nghênh đón giả Diệp gầm lên giận dữ, lăn. Nữ nhi duy nhất bị giết, giả Diệp giờ phút này đã là nổi trận lôi đình trạng thái, căn bản liền không có đem Kim Quy Thiên Nhân để vào mắt, thuộc về bạo đi trạng thái. Kim Quy Tiên Nhân tiến lên thăm hỏi, trực tiếp chính là một cái lăn tự, làm Kim Quy Tiên Nhân sắc mặt một chút hắc thấu. Ngay sau đó lại thấy giả Diệp ánh mắt vòng qua Kim Quy Tiên Nhân, dừng ở Dương Nghị Vân trên người, sát ý phóng lên cao nói, tiểu tặc giết ta Liên Nhi, ngươi hẳn phải chết. Giả Diệp tự nhiên là thu được giả hoa sen linh trước khi chết bí pháp đưa tin, Dương Nghị Vân dung mạo liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Lúc này Dương Nghị Vân trong lòng nói không khẩn trương đó là giả. Giả Diệp một chút tỏa định hắn, đã nói lên đã biết là hắn giết giả hoa sen, lúc này không thừa nhận cũng không làm nên chuyện gì. Vì thế thực quang côn thừa nhận nói, nàng muốn giết ta, nên có bị ta giết chuẩn bị. Này xem như thừa nhận hắn giết giả hoa sen. Nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, một bên Kim Quy Tiên Nhân cùng cảnh sán đều là chấn động. Bọn họ hai cái vốn tưởng rằng giả hoa sen là bị quỷ mẫu yêu thụ giết chết, hiện tại lại là nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện. Hai người trong lòng đều khiếp sợ, tiểu tử này thật đúng là dám a. Tiên đan thành tiên đan lâu giả Diệp cháu gái, hắn đều dám giết. Không nói ăn gan hùm mật gấu, cũng không sai biệt mấy. Kim Quy Tiên Nhân trong lòng chua xót lên, muốn ở giả Diệp trong tay bảo hạ Dương Nghị Vân, tưởng đều không cần tưởng, hắn không có cái kia thực lực, giả Diệp chính là thật đánh thật sơ phẩm hỗn nguyên nói tiên đỉnh, kém một bước chính là trung phẩm hỗn nguyên nói tiên. Hiện tại, Kim Quy Tiên Nhân cũng chỉ có thể hy vọng Dương Nghị Vân tự cầu nhiều phúc, đối mặt hỗn nguyên nói tiên Kim Quy Tiên Nhân biết hắn không đủ xem, đại la đại viên mãn cùng hỗn nguyên nói tiên tuy rằng gần kém một đường, lại là một cái đại cảnh giới chỉ kém, thực lực kém cách xa có thể nói là khác nhau một trời một vực. Ha ha ha, hảo hảo hảo, ngươi cái tiểu tặc nhưng thật ra dám làm dám chịu, hôm nay bản tôn liền cho ngươi cái đau mau. Giả Diệp ở nghe được Dương Nghị Vân trả lời lúc sau, khí cười. Giả Diệp dứt lời, bỗng nhiên toàn thân hơi thở bạo trướng, xoát một chút biến mất tại chỗ, tái xuất hiện đã tới rồi Dương Nghị Vân trước người 3 mét nơi. Một quyền tạp lại đây. Chết! Này một quyền tựa hồ muốn đem Dương Nghị Vân bắn cho sát thành thịt nát giống nhau, mang theo không gì sánh kịp khí thế. Bốn phía không gian chung đều mang theo cường đại dao động. Mà Dương Nghị Vân lại là cảm nhận được núi cao giống nhau dày nặng hơi thở bao phủ ở trên người hắn, hắn biết đây là Giả Diệp tỏa định chính mình. Vội vàng đi thúc giục công pháp, muốn làm ra ứng đối, chính là lúc này làm Dương Nghị Vân hoảng sợ chính là, hắn phát hiện cư nhiên không động đậy nổi. Hỗn nguyên nói tiên khủng bố lực lượng khí thế tỏa định lúc sau, vượt qua hắn tưởng tượng. Trơ mắt nhìn giả Diệp một quyền đối chính mình oanh sát mà đến. Này một quyền nếu như bị tập trung, Dương Nghị Vân biết chính mình mạng nhỏ hơn phân nửa khó giữ được. Mà trốn không cơ hội, bởi vì giả Diệp tốc độ quá nhanh, cũng đem hắn cấp gắt gao áp chế. Nhúc nhích không được, càng miễn bàn phản kích. Dương Nghị Vân tim đập tại đây một khắc đều cảm giác đình chỉ xuống dưới. Chẳng lẽ cứ như vậy muốn xong đời? Đã có thể ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bỗng nhiên trong tai nghe được một tiếng sấm thanh âm. Oanh! Phốc! Phốc! Đồng thời hắn hộc máu, thân như sấm đánh, núi cao thêm thân. Một chút bị đâm bay lên, không ngừng là hắn hộc máu. Còn nghe được người thứ hai hộc máu thanh. Có người chắn hắn trước người. Dương Nghị Vân trong lòng kinh hãi. Xoang mũi truyền đến độc đáo mùi thơm của cơ thể, không hề nghi ngờ là tuyết hương. Tại đây loại rơi đầu thời điểm, cũng chỉ có tuyết hương cái này nha đầu ngốc sẽ vì hắn đánh bạc mệnh đi. Tuyết hương, nha đầu ngốc người đây là tội gì? Dương Nghị Vân tại đây một khắc đôi mắt đều hồng thấu. Hắn biết hỗn nguyên nói tiên lực lượng cường đại. Giờ phút này Tuyết Hương còn không phải đối thủ, này một kích là Tuyết Hương ngạnh sinh sinh thế hắn chặn lại tới. Ta, không có việc gì. Tuyết Hương suy yếu trả lời một câu. Chạm vào. Hai người cùng nhau đánh vào quỷ mẫu yêu trên cây, may mắn là đánh vào gần sát mặt đất địa phương, nếu là đánh vào giữa không trung lốc xoáy phụ cận, cái này sẽ xong đời. Lúc này hắn đều cảm giác ngũ tạng lục phủ ở quay cuồng, càng đừng nói trực tiếp kháng hạ giả Diệp một quyền tuyết thơm. Há có thể không có việc gì. Hai người rơi xuống lúc sau,
Dương Nghị Vân bất chấp toàn thân đau đớn, vội vàng phiên lên xem Tuyết Hương. Lại thấy Tuyết Hương một cái cánh tay chặt đứt, là ngạnh sinh sinh bẻ gãy, xương cốt đều rõ ràng có thể thấy được, nếu không phải còn hợp với gân, một con cánh tay trái liền trực tiếp chặt đứt. Đang xem Tuyết Hương sắc mặt, vô cùng trắng bệch, khóe miệng không ngừng ở mạo huyết. Hơi thở vô cùng hỗn loạn. Dương Nghị Vân biết giả diệp này một kích, bị Tuyết Hương ngạnh khiêng xuống dưới, không chết cũng thừa nửa cái mạng. Hắn mạc danh trong lòng thương tiếc, cái này đơn thuần nha đầu ngốc, ở mấu chốt nhất thời điểm, không chút do dự ra tới cứu chính mình, này không phải ai đều có thể làm được. Nàng bị thương nghiêm trọng, Dương Nghị Vân không kịp nghĩ nhiều, trong lòng vừa động đem Tuyết Hương thu vào càn khôn hồ không gian, lúc này nàng yêu cầu chữa thương. Đem Tuyết Hương thu vào càn khôn hồ không gian lúc sau, Dương Nghị Vân đem sinh mệnh thạch thượng tam tích sinh mệnh chi thủy toàn bộ để ý niệm điều khiển hạ uy vào Tuyết Hương trong miệng. Mặc kệ cái gì thương thế, sinh mệnh chi thủy luôn là có tác dụng. Lúc sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía giả diệp. Giờ phút này giả diệp lại là không có thừa cơ công kích đi lên, ngược lại là vòng có hứng thú nhìn Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương. Trên thực tế giả diệp cũng không nghĩ tới ở cuối cùng thời điểm, Dương Nghị Vân phía sau đột nhiên chạy ra khỏi một nữ tử, chắn Dương Nghị Vân trước mặt, cấp Dương Nghị Vân chắn một kích. Kết quả lại là, giả diệp thấy được Dương Nghị Vân vẻ mặt đau lòng. Cái này làm cho giả diệp mạc danh hưng phấn, Dương Nghị Vân giết nàng cháu gái hoặc là nói hắn nữ nhi giả hoa sen, làm hắn mất đi hòn ngọc quý trên tay, hiện tại giả diệp lại là thấy được Dương Nghị Vân lộ ra đau lòng. Cái này làm cho giả diệp có khoái cảm, hắn quyết định giết chết Dương Nghị Vân bên người nữ nhân này, làm Dương Nghị Vân cũng nếm thử mất đi người thương thống khổ. Cho nên giả diệp vẫn luôn nhìn không có động thủ, hắn nhìn Dương Nghị Vân thống khổ đau lòng trong lòng liền thoải mái. Chỉ là không nghĩ tới nháy mắt nữ nhân lại là biến mất không thấy. Cái này làm cho giả diệp sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, lại là nghĩ tới Dương Nghị Vân tiểu tử này trên người cư nhiên còn có động thiên tiên khí tồn tại, bực này có thể thu vào đi tươi sống sinh linh động thiên bảo bối ở toàn bộ tiên giới cũng không nhiều lắm thấy. Cho nên giả diệp cũng trong nháy mắt này động tâm. Cũng hảo, bắt lấy tiểu tử này đoạt trên người hắn động thiên bảo bối, lại làm cho Dương Nghị Vân mặt giết hắn nữ nhân. Làm tiểu tử này thống khổ xuyên tim đi. Đến nỗi giờ phút này Kim Quy Tiên Nhân cùng Cảnh Sán Tiên Tử còn lại là đứng ở một bên nhìn, hai người biết đối mặt giả diệp bực này hỗn nguyên nói tiên, bọn họ không đủ xem. Ở phía trước một khắc, ngay cả một lòng nghĩ phải cho Dương Nghị Vân đưa than ngày tuyết Kim Quy Tiên Nhân, ở giả diệp đối Dương Nghị Vân ra tay lúc sau cũng lựa chọn quan vọng, bởi vì hắn biết hỗn nguyên nói tiên khủng bố. Liền tính là nói hắn cái này được xưng tiên đan thành được xưng đại la chi cảnh đệ nhất nhân đại la đại viên mãn cũng không dám động thủ. Cùng giả diệp đụng chạm chính là một cái kết cục, bị xử lý. Kim Quy Tiên Nhân tuy rằng rất muốn giúp Dương Nghị Vân, nhưng cũng càng quý trọng chính mình mạng già. Đến nỗi Cảnh Sán liền càng không cần phải nói, nàng tới nơi này là vì Dương Nghị Vân trên người khắc văn đạo phù mà đến, giả diệp xuất hiện, làm nàng chỉ có thể quan vọng, mà sẽ không trộn lẫn đi vào. Ở phía trước một khắc, hai người đều nghĩ Dương Nghị Vân cái này xong đời. Ai biết Dương Nghị Vân phía sau yêu tiên đột nhiên ra tay chắn Dương Nghị Vân trước mặt, đối mặt giả diệp một quyền, nàng một trường đón nhận đi, lại hóa thành một con long chảo cùng giả diệp ngạnh đối một kích. Nhưng kết cục lại là thê thảm, cái kia yêu tiên không chết cũng dư lại nửa cái mạng, chỉ chớp mắt biến mất, Cảnh Sán cùng quý giá tiên nhân cũng đều nghĩ tới là Dương Nghị Vân trên người có động bảo bối tồn tại, đem cái kia nữ yêu tiên thu đi vào. Mà giả diệp đâu? Nhìn Dương Nghị Vân mặt âm trầm nói, tiểu tử quỳ xuống nhận lấy cái chết. Ha ha! Dương Nghị Vân nghe được 30 mét ngoại giả diệp nói chuyện, ha ha cười lạnh. Hắn trong lòng ở vừa mới rối rắm một phen, cuối cùng tại đây một giây làm ra một cái gan lớn mạo hiểm quyết định. Nghe giả diệp đối hắn mở miệng, Dương Nghị Vân trong lòng càng thêm kiên định làm ra quyết định. Ngay sau đó cười lạnh nói, quỳ xuống. Chỉ bằng ngươi một cái hỗn nguyên nói tiên còn chưa đủ tư cách, đã từng có tiên vương làm tiểu gia ta quỳ xuống, ta sư tôn đều nói qua, không đủ tư cách, ngươi tính thứ gì? Hôm nay tiểu gia còn nói cho ngươi, nếu là hôm nay lúc sau, tiểu gia bất tử, ngươi cùng ngươi tiên đan lâu tiểu gia chắc chắn từ tiên đan thành xóa tên, hoàn toàn đem các ngươi tiên đan lâu hủy diệt. Cũng không sợ nói cho ngươi, vạn năm nhiều ngươi giả diệp thiếu hạ kỳ quân tiên nhân nợ, hiện tại còn cũng không chậm. Vốn dĩ tiểu gia đối diệt môn bực này sự, trong lòng còn có mang khúc mắc, nhưng hiện tại xem ra, diệt ngươi tiên đan lâu một chút đều không oan, từ giả hoa sen đến ngươi xem ra tiên đan lâu không một cái thứ tốt, lão đông tây muốn giết tiểu gia không có cửa đâu.
Dương Nghị Vân dứt lời đã sớm chuẩn bị tốt thúc dục khắc văn đạo phù không gian chi lực, vèo một chút biến mất tại chỗ. Giả Diệp tuy mạnh, nhưng còn không có cường đến phong tỏa không gian chi lực trình độ. Mà Dương Nghị Vân sử dụng khắc văn đạo phù chính là xuyên qua không gian, chẳng qua một lần chỉ có thể xuyên qua là 10 mét. Nhưng là hắn ở có mục đích dưới tình huống, một hơi xuyên qua 4-5 lần rốt cuộc tới rồi mục đích địa. Mục đích của hắn mà là giữa không trung phía trên, quỷ mẫu yêu thụ lốc xoáy nơi. Giờ phút này bởi vì Giả Diệp đã đến, không có người đi ngăn cản quỷ mẫu yêu thụ đi cắn nuốt 9 đại phân thân, tới rồi hiện tại quỷ mẫu yêu thụ đã nuốt vào 8 tôn phân thân. Dương Nghị Vân tới rồi lốc xoáy nơi thời điểm, cuối cùng một tôn phân thân thụ nhân cũng đã tới rồi lốc xoáy cửa. Lúc này Dương Nghị Vân một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, giống giận chung trực tiếp nhằm phía quỷ mẫu yêu thụ ngực vị trí lốc xoáy, va chạm dưới cùng cuối cùng một tôn thụ nhân phân thân cùng nhau tiến vào quỷ mẫu yêu thụ lốc xoáy chung. Dương huynh đệ, Kim Quy Tiên Nhân hô to. Nhưng là Dương Nghị Vân liên quan cuối cùng một cái thụ nhân lại là cùng nhau tiến vào quỷ mẫu yêu thụ lốc xoáy bên trong. Một màn này ở Kim Quy Tiên Nhân nghiêm trọng không hề nghi ngờ là tự sát. Trong lòng cảm thán Dương Nghị Vân cũng là mỗi người tính người A, tình nguyện tự sát cũng không muốn làm Giả Diệp giết hắn. Bất quá Kim Quy Tiên Nhân trong lòng rất là tiếc nuối, hắn còn nghĩ, chờ lát nữa cầu một chút Giả Diệp xem ở luyện tạo tiên môn Đinh Hòa Bình đại nhân phân thượng, có thể hay không vòng qua Dương Nghị Vân một mạng, rốt cuộc hắn Giả Diệp là Hỗn Nguyên nói tiên, mà hắn Kim Quy Tiên Nhân phía sau lưng Đinh Hòa Bình đại nhân cũng là Hỗn Nguyên chi cảnh. Hơn nữa luyện tạo tiên minh bối cảnh, nói không chừng Giả Diệp sẽ cho cái mặt mũi vòng qua Dương Nghị Vân. Nhưng hiện tại hết thảy đều xong đời. Không nghĩ tới Dương Nghị Vân tính tình như thế dữ dằn, cư nhiên lựa chọn vọt vào quỷ mẫu yêu thụ ngực lốc xoáy chung, đây là tự sát a. Kim Quy Tiên Nhân rất rõ ràng tiến vào quỷ mẫu yêu thụ lốc xoáy vừa ý vị cái gì. Thập tử vô sinh kết cục a. Phía trước có lẽ còn hảo thuyết, hiện tại cái gì đều xong rồi. Quỷ mẫu yêu thụ cắn nuốt xác nhập 9 đại phân thân, chính là chính thức cửu cửu hợp nhất, sẽ hóa thành quỷ mẫu yêu thụ đệ nhị hình thái, cũng là chính thật sự vạn tái đại yêu thụ. Đến lúc đó liền tính là Hỗn Nguyên nói tiên Giả Diệp, cũng chỉ có né xa 3 thước phân. Dương Nghị Vân liền đi lúc sau, chỉ có bị vết máu hút khô tinh huyết một cái lộ, trở thành lão yêu thụ chất dinh dưỡng mà thôi. Ở tiên giới bất luận cái gì tu luyện vạn tái 5 tháng muốn yêu, nhưng đều là phi thường đáng sợ tồn tại. Nơi này vạn tái 5 tháng cũng không phải là hạ giới vạn tái vạn năm, là tiên giới vạn năm 5 tháng. Có này là bực này yêu thụ yêu thành tinh, sẽ phi thường đáng sợ. Không nhiều ít tiên nhân dám đi trêu chọc. Dương Nghị Vân liền mạch lưu loát tự sát phương thức, làm hiện trường tất cả mọi người ngây người. Bao gồm Giả Diệp cũng là sửng sốt. Trơ mắt nhìn Dương Nghị Vân thả người nhảy không gian xuyên qua tiến vào tới quỷ mẫu yêu thụ tâm môn. Thân là Hỗn Nguyên nói tiên. Giả Diệp tự nhiên cũng rõ ràng quỷ mẫu yêu thụ chính là cái gì tồn tại, trên thực tế hắn tiến vào sau ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra là quỷ mẫu yêu thụ ở dung hợp tiến hóa đệ nhị hình thái. Bất quá ngay từ đầu chỉ nghĩ tìm Dương Nghị Vân tính sổ, không tính toán đi trêu chọc quỷ mẫu yêu thụ. Lại là không nghĩ tới Dương Nghị Vân tiểu tử này nhưng thật ra như thế quyết đoán, cư nhiên lựa chọn tự sát. Một chút mất đi mục tiêu, Giả Diệp trong lòng buồn bực đến hộc máu. Bất quá trái lại ngẫm lại. Cũng hảo, dù sao tiểu tử này tiến vào quỷ mẫu yêu thụ tâm môn nơi, cuối cùng kết cục chỉ biết bị quỷ mẫu yêu thụ hóa thành một bãi máu loãng, không sống được. Đương nhiên tưởng quý tưởng, Giả Diệp vẫn là có chút không cam lòng. Nhưng mà liền tại đây một khắc, này một phương không gian bỗng nhiên thay đổi bất ngờ. Răng rắc, thật lớn âm lôi lấy mắt thường thấy được hình thái thoáng hiện ở giữa không trung. Răng rắc, một tiếng tiếp theo một tiếng âm sấm vang khởi. Giữa sân mặt đất cũng từ ngầm toát ra tới từng luồng nùng liệt khí độc sát khí. Giả Diệp biết đây là quỷ mẫu yêu thụ bực này vạn tái 5 tháng tích lũy sát khí khí độc, phi thường khó chơi. Hơn nửa giờ phút này 100 mét cao lớn quỷ mẫu yêu thụ chỉnh tề đều tản mát ra huyết vụ chi khí. Tiện nghi tiểu tử ngươi. Giả Diệp hung tợn mắng một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau, hắn còn không nghĩ đi trêu chọc đã bắt đầu hóa hình đệ nhị hình thái vạn tái lão yêu thụ, bực này yêu vật là có trí tuệ. Trêu chọc lúc sau mang thù, đến lúc đó sẽ thực phiền toái. Hơn nữa đã bắt đầu biến ảo đệ nhị hình thái quỷ mẫu yêu thụ, Giả Diệp không nắm chắc đối phó. Cho nên mắng một thân lúc sau, vung tay lên bỗng nhiên đối với kết giới một phách, thọc sâu nhảy rời đi giữa sân, lại đãi đi xuống, chỉ cần là đầy trời âm lôi cùng khí độc sát khí,
cũng đủ hắn uống một hồ, huống chi còn có một cái lão yêu thụ. Đi! Kim Quy Tiên Nhân đối với bốn cái thủ hạ tiếp đón, theo sát giả Diệp bổ ra cái khe đi ra ngoài. Cảnh Sán mang theo hai cái tháng sau cũng nhanh chóng chạy ra khỏi kết giới. Bọn họ không bổ ra kết giới, đối giả Diệp cái này Hỗn Nguyên nói tiên tới nói, lại là tùy tay một kích sự tình. Xem như chiếm một cái tiện nghi. Lần này xem như đến không một chuyến. Kim Quy Tiên Nhân trong lòng tiếc hận Dương Nghị Vân, nhưng lại cũng chờ mong Dương Nghị Vân sau lưng cường đại luyện đan đại gia, một ngày kia sẽ ra tới cấp Dương Nghị Vân báo thù, đến lúc đó bọn họ luyện tạo tiên minh như cũ có cơ hội nhà giam Dương Nghị Vân sau lưng luyện đan đại gia. Không nghĩ tới, Dương Nghị Vân sau lưng căn bản liền không có cái gì luyện đan đại gia, ngày đó ở hắn Kim Quy trong tay đổi tiên nguyên đan, kỳ thật chính là Dương Nghị Vân chính mình luyện chế ra tới mà thôi. Cái gọi là Dương Nghị Vân sau lưng luyện đan đại gia, chẳng qua là Kim Quy Tiên Nhân cùng hắn sau lưng Đinh Hòa Bình chính mình nghĩ ra được mà thôi, Dương Nghị Vân chẳng qua là theo nói chuyện, dù sao các ngươi nói có liền có đi. Lúc này mới có Kim Quy Tiên Nhân đại thật xa đi theo Dương Nghị Vân muốn đưa than ngày tuyết nguyên nhân. Nhưng hiện tại hết thảy cũng chưa, Kim Quy Tiên Nhân không cho rằng Dương Nghị Vân có thể tồn tại. Dương Nghị Vân ở cường đại, tiến vào quỷ mẫu yêu thụ chuyên môn cắn nuốt hết thảy lốc xoáy chung có thể tồn tại. Căn bản không có khả năng. Mà cảnh sán còn lại là sau khi ra ngoài, nhìn thoáng qua Kim Quy Tiên Nhân, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua quỷ mẫu yêu thụ kết giới, vẻ mặt phức tạp rời đi. Giả Diệp Huyền Phù ở giữa không trung, nhìn chằm chằm kết giới cũng là vẻ mặt phức tạp vô cùng, trên thực tế hắn so với ai khác đều hy vọng Dương Nghị Vân có thể tồn tại, bởi vì kia tiểu tử phía trước nói một cái tên, ở hắn Giả Diệp trong lòng tạo nên bọt sóng. Kỳ Quân Tiên Nhân. Tên này đối Giả Diệp tới nói, có thể nói là ý nghĩa trọng đại vô cùng. Hắn Giả Diệp có thể trở thành hôm nay tiên đan thành tam đại thế lực chi nhất tiên đan lâu lâu chủ, còn hắn tử vong, hắn trên danh nghĩa cháu gái trên thực tế thân nữ nhi Giả Hoa Sen ra đời, hết thảy đều cùng Kỳ Quân Tiên Nhân có quan hệ. Vạn năm nhiều trước hắn cùng Kỳ Quân Tiên Nhân là huynh đệ, là thân mật khăng khít sư huynh đệ, hắn là sư huynh, Kỳ Quân là sư đệ, bái nhập một cái sư phụ môn hạ, tu luyện luyện đan chi đạo. Nhưng mà Kỳ Quân Tiên Nhân luyện đan thiên phú so với hắn Giả Diệp cường quá nhiều quá nhiều. Bởi vậy càng chịu sư phụ nhìn chúng, không biết từ khi nào bắt đầu hắn bắt đầu ghen ghét sư đệ Kỳ Quân. Ngay từ đầu chỉ là đặt ở trong lòng, thẳng đến sau lại lão bất tử sư phụ đem trưởng môn chi vị truyền cho Kỳ Quân, kia một ngày hắn Giả Diệp rời đi sư môn, cũng là kia một ngày đối Kỳ Quân ghen ghét biến thành xích quả quả bên ngoài thượng. Sau lại hắn đi tới tiên đan thành, tiến vào lúc ấy tiên đan thành tiên đan lâu ở năm đó còn chỉ là tiên đan thành một cái tiểu thế lực. Hắn dựa vào luyện đan chi thuật, đi bước một trở thành tiên đan trong thành tầng. Một ngày nào đó một cái cơ hội đến tới, đó chính là yêu cầu đối tiên đan lâu có đại cống hiến, là có thể xưng là tiên đan thành tiên đan lâu độc lập vận chuyển lâu chủ, cho nên hắn đi tìm Kỳ Quân cái này sư đệ. Lúc này Kỳ Quân đã trở thành nhất môn chi chủ, mà bọn họ cái kia lão bất tử sư phụ sớm đã quy thiên. Hắn lấy đại sư huynh thân phận làm Kỳ Quân giao ra sư môn đan phương. Sau lại càng là phát hiện Kỳ Quân cư nhiên chính mình nghiên cứu ra một bộ luyện đan phương pháp, càng là nghiên cứu ra Mỹ Kim Thật Nói Đan, có thể một câu vượt qua một cái đại cảnh giới thậm chí càng cao tiên đan. Chính là Kỳ Quân cũng không có cho hắn tiên đan, còn dùng sư môn đan phương không thể ngoại chuyện đảm đương lấy cớ, còn của trách hắn sớm đã thoát ly sư môn, không hề là huynh đệ chi tình. Như thế dưới tình huống Giả Diệp đối Kỳ Quân hận ý gia tăng, cũng bạo phát, vì thế âm mưu quỷ kế thủ đoạn thi triển ra tới. Cấp Kỳ Quân hạ độc, mưu đồ Kỳ Quân đan đạo chi thuật cùng đan phương. Chém giết bùng nổ, nào một trận chiến Giả Diệp nhi tử đã chết, nhưng Giả Diệp cũng diệt lúc ấy Kỳ Quân dẫn dắt tiên môn, nhưng chung quy Kỳ Quân biến mất không thấy, Giả Diệp tuy rằng không có được đến Kỳ Quân đan đạo chi thuật cùng đan phương, nhưng lại đạt được trước kia sư môn rất nhiều đan phương. Từ nay về sau đem chi cống hiến cho tiên đan lâu tổng bộ, hắn thuận lợi trở thành tiên đan thành tiên đan lâu phân lâu lâu chủ. Cũng là sau lại cùng con dâu hoang đường dưới, sinh hạ Giả Hoa Sen sự thật này thượng nữ nhi. Nhưng hiện tại, Giả Hoa Sen bị Dương Nghị Vân giết. Mà Dương Nghị Vân hôm nay lại là nói ra Kỳ Quân Tiên Nhân tới. Cái này làm cho Giả Diệp không thể không hoài nghi, năm đó biến mất không thấy Kỳ Quân vô cùng có khả năng thu Dương Nghị Vân vì đồ đệ, liền tính không có thu Dương Nghị Vân vì đồ đệ, Dương Nghị Vân cùng Kỳ Quân Tiên Nhân chi gian nhất định có quan hệ mật thiết. Hoặc là nói Dương Nghị Vân chính là Kỳ Quân Tiên Nhân truyền nhân. Cũng chỉ có thể là truyền nhân, bởi vì năm đó Giả Diệp rõ ràng, hắn cấp Kỳ Quân Tiên Nhân hạ độc, không sống được,
liền tính cuối cùng đào tẩu, cũng nhiều nhất sống tạm một đoạn thời gian, dù sao kỳ quân tiên nhân năm đó trọng độc, tu vi xem như phế đi. Cho nên ở Giả Diệp nghĩ đến, Dương Nghị Vân có thể là được đến kỳ quân tiên nhân đan đạo truyền thừa. Cũng bởi vậy cũng có chút đáng tiếc, Dương Nghị Vân cứ như vậy tiến vào quỷ mẫu yêu thụ tâm môn tự sát. Nếu không phải đối thượng đệ nhị hình thái quỷ mẫu yêu thụ hắn không nắm chắc, Giả Diệp thật đúng là tương đi đem Dương Nghị Vân vớt ra tới, đem kỳ quân tiên nhân đan đạo chi thuật cùng đan phương lộng tới tay. Chỉ tiếc Dương Nghị Vân không sống nổi. Ai chẳng lẽ thế gian thực sự có nhân quả báo ứng sao? Giả Diệp nhìn kết giới linh tinh cuồn cuộn âm lôi chấp động tự nói, hắn năm đó mỗ hại kỳ quân tiên nhân, hiện tại Dương Nghị Vân cái này cùng kỳ quân tiên nhân có quan hệ người, giết hắn nữ nhi. Này ở Giả Diệp xem ra chính là báo ứng. Trong lòng thực phẫn nộ thực không cam lòng, nhưng lại không có biện pháp, cũng may Dương Nghị Vân cũng coi như là đã chết đi. Việc này như vậy hiểu biết. Giả Diệp thở dài một tiếng hóa thành một đạo hồng lưu biến mất không thấy, rời đi. Kim Quy, cảnh sán từng người mang theo người bay khỏi, nơi này hiện tại cũng không dám đãi, quỷ mẫu yêu thụ đệ nhị hình thái dưới phi thường nguy hiểm, thừa sớm rời đi thiếu một phân nguy hiểm. Tất cả mọi người rời đi sau. Kết giới trong vòng. Quỷ mẫu yêu thụ lại là đã xảy ra trọng đại biến hóa. Nguyên lai hình thể thật lớn, cao ước 100 mét hình người chi thụ, ở huyết phụ cùng âm lôi cuồn cuộn chung bắt đầu thu nhỏ lại. Cái này quá trình vô cùng thong thả. Mấy tháng lúc sau, quỷ mẫu yêu thụ hoàn toàn thu nhỏ lại tới rồi không đủ 2 mét độ cao, bên ngoài cũng là một mảnh huyết phụ bao vây lấy, lập lòe ánh sáng, rất là quỷ dị. Thời gian lại qua mấy tháng. Một ngày nào đó thu nhỏ lại lúc sau quỷ mẫu yêu thụ, bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Oanh! Lại là tại hạ một khắc hóa thành một gốc cây tinh oánh dịch thấu thụ. Ngay sau đó dần dần rõ ràng lên, này cây thụ nhan sắc đang không ngừng biến ảo, trong chốc lát bạch, trong chốc lát hắc, hồng lam lục từ từ đang không ngừng chuyển biến. Giờ phút này nhìn chính là một gốc cây cây nhỏ, nhưng lại phát ra hơi thở vô cùng cường đại. Càng có thiên địa dị tượng vào giờ phút này hiện ra, này cây thụ bốn phía có một mảnh thôi sao trời cảnh tượng hiện lên, trông rất đẹp mắt, tăng thêm thần bí cảm giác. Quỷ mẫu thụ đệ nhị hình thái biến ảo thành hình. Trở thành một gốc cây có thể không ngừng thay đổi nhan sắc lưu ly chi thụ, này thượng đổi chiều sao trời, có thiên địa dị tượng. Hết thảy nhìn qua thực hoàn mỹ, bất quá ở thời điểm này như cũ là một gốc cây thụ, ngược lại còn không có hóa thành người, điểm này là không hợp lý. Quỷ mẫu yêu thụ đệ nhị hình thái dưới, bản thể chính là một gốc cây lưu ly chi thụ, nhưng lại cũng có thể hóa thành người, chân chính nhân thân. Đây mới là hoàn chỉnh hình thái. Nhưng hiện tại này cây yêu thụ lại là đang không ngừng thay đổi các loại nhan sắc chi gian bồi hồi. À, sao lại thế này, bổn tọa vì sao hóa người tàn tật? Giống. Mỗi một khắc quỷ mẫu yêu thụ bá 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 đại tác phẩm, lại là truyền ra bạo khiêu tiếng động. Đích xác hắn hoàn thành đệ nhị hình thái lúc sau, muốn hóa thành nhân thân, nhưng lại không thành, tức khắc táo bạo giống giận lên. Ngay sau đó lại nghe được lão yêu thụ ra tiếng nói. Đáng chết tiểu tử thế nhưng ngươi ở bổn tọa trong cơ thể phá rối, bổn tọa muốn đem luyện thành một bãi máu loãng. Nghe ý tứ này, tự nhiên là quỷ mẫu yêu thụ thân cây trong vòng có người tồn tại. Mà người này sẽ là ai đâu? Phía trước lão yêu thụ chính là cắn nuốt đại kiếm sư Hàn Dương, mặt sau còn có Dương Nghị Vân như tự sát giống nhau chính mình tiến vào tới lão yêu thụ lốc xoáy. Không hề nghi ngờ, giờ phút này lão yêu thân cây nội có người. Chỉ có thể là đại kiếm sư Hàn Dương cùng Dương Nghị Vân. Đại kiếm sư Hàn Dương ở bị lão yêu thụ cắn nuốt lúc sau, chính là truyền đến kêu thảm thiết tiếng động. Mà Dương mỗ nhân vọt vào lốc xoáy lúc sau, một chút thanh âm đến bây giờ đều không có truyền ra tới. Này thuyết minh, Dương mỗ nhân tự nhiên là không chết. Lại còn có ở lão yêu thụ thân cây trong vòng. Lúc này lão yêu thụ giống giận hóa không thành thật thật hình người, tự nhiên là bởi vì Dương mỗ nhân nguyên nhân. Lại nói Dương Nghị Vân lúc ấy ôm bác một bác tâm tư, một đầu chui vào quỷ mẫu yêu thụ lốc xoáy hoặc là nói thân cây trong vòng, người ở bên ngoài xem ra chính là tự sát. Không nghĩ tới, đối Dương mẫu nhân tới nói, sao có thể là tự sát, cùng với nói là tự sát, chỉ bằng nói hắn là bác mệnh. Tới một canh bạc khổng lồ. Đánh cuộc thắng hắn liền đạt được quỷ mẫu yêu thụ thụ tâm, không chỉ có không chết được, còn có thể được đến yêu thụ chi tâm, trở thành tu luyện trọng bảo. Đương nhiên đánh cuộc thua, kia cũng không chết được, bởi vì hắn có càn khôn hồ trong người. Hắn liền không tin này cây lão yêu thụ, có năng lực đem càn khôn hồ luyện thành một bãi thủy.
Nếu là thực sự có cái kia năng lực, Dương Nghị Vân cũng nhận xui xẻo. Lúc ấy Tuyết Hương bị Giả Diệp bị thương nặng, Dương Nghị Vân trong lòng lửa giận tận trời, nhưng hắn cũng biết chính mình cùng Giả Diệp chi gian chênh lệch quá lớn, căn bản không phải là Giả Diệp đối thủ. Nhưng là cục diện đối hắn thực bất lợi, cho nên Dương Nghị Vân nghĩ tới Đông Nhan trong trí nhớ, mưu đồ quỷ mẫu yêu thụ chi tâm biện pháp. Trước đó, Dương Nghị Vân căn bản liền không nghĩ tới, bởi vì quá nguy hiểm, nhưng bị Giả Diệp bức nóng này, cũng liền hạ quyết tâm một đánh cuộc. Ở Đông Nhan trong trí nhớ muốn đạt được quỷ mẫu yêu thụ chi tâm, liền phải mở ra yêu thụ tâm môn, nhưng mở ra phương thức là ở quỷ mẫu yêu thụ ngủ say không có thức tỉnh tiền đề hạ dùng quỷ mẫu hoa nước mắt tưới mở ra. Mà hiện tại là quỷ mẫu yêu thụ thức tỉnh, tâm môn là chính mình mở ra. Tâm môn chính mình mở ra cùng dùng hoa nước mắt tưới hoàn toàn là hai việc khác nhau. Người trước thức tỉnh sẽ cắn nuốt hết thảy. Người sau sẽ không công kích, dựa theo Đông Nhan biện pháp, dùng hoa nước mắt tưới lúc sau, ở quỷ mẫu yêu thụ ngủ say trung tiến vào tâm môn trong vòng, dùng để bí pháp giành quỷ mẫu thụ tâm. Nhưng Dương Nghị Vân bị Giả Diệp bức cấp lúc sau, chuẩn bị bí quá hóa liều, chính mình vọt vào đi. Hắn nghĩ đánh cuộc một phen, tiến vào tâm môn giành thụ tâm. Dù sao bị Giả Diệp thu thập, không bằng phú quý ở thiên, không bằng đua một phen. Lại nói hắn có Càn Khôn Hồ ở, cùng lắm thì trốn vào Càn Khôn Hồ, hắn cũng không tin quỷ mẫu yêu thụ năng lực lớn đến có thể đem Càn Khôn Hồ luyện hóa thành thủy. Cho nên Dương Mỗ đi vào lúc sau, lại là có một khác phiên kỳ ngộ. Đương Dương Nghị Vân va chạm dưới, với cuối cùng một tôn thụ nhân cùng nhau tiến vào quỷ mẫu yêu thụ lốc xoáy lúc sau, tới rồi một bên khác không gian bên trong. Một cái huyết sắc thế giới trong vòng. Cho hắn cảm giác là vô biên vô hạn mông lung huyết sắc thế giới. Mà cái này trước mặt hắn còn lại là huyền phù một viên xanh biếc vô cùng toàn cầu, cối xay như vậy đại, tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Dương Nghị Vân trong óc hiện lên bốn chữ quỷ mẫu yêu thụ chi tâm. Thứ này tản ra lệnh nhân tâm giật mình hơi thở, Dương Nghị Vân tim đập nhanh hơn, hắn từ này viên màu xanh lục hình cầu thượng cảm thụ đại nguy hiểm. Cho nên sở không hề nghi ngờ chính là quỷ mẫu chi tâm. Không chỉ có như thế, ở chỗ này đã tới, đầu tiên nhìn đến chính là cuối cùng một tôn thụ nhân phân thân bị này viên xanh biếc hình cầu cấp hấp thu đi vào. Hô hấp chi gian bị luyện hóa hóa thành bột phấn biến mất. Này xem như thứ 9 tôn phân thân bị hấp thu xong rồi. Lúc này quỷ mẫu yêu thụ xem như hoàn thành cửu cửu quy nhất dung hợp, tiến vào tới rồi đệ nhị hình thái. Oanh! Nổ vang lúc sau, quỷ mẫu yêu thụ chi tâm quang mang đại tác. Cũng theo sát đã xảy ra biến hóa. Hơi thở cũng tại đây một khắc đại biến lên. Dương Nghị Vân cảm nhận được vài cổ bất đồng hơi thở, thực phức tạp. Có cường đại sát khí, có yêu khí, càng có thần hồn hơi thở, còn có làm hắn tim đập nhanh thiên địa uy áp chi khí. Ngay lập tức chi gian hắn cảm nhận được, chính mình toàn thân đều bị bao phủ thượng bực này hơi thở, như là hãm sâu ở vũng bùn bên trong. Hắn biết đây là quỷ mẫu yêu thụ chi tâm phát ra căn nguyên lực lượng. Có thể nói là nhất nguyên thủy lực lượng nơi. Lúc này sau này cây lão yêu thụ hấp thu xong rồi 9 tôn thụ nhân phân thân lực lượng lúc sau, tiến hóa tới rồi đệ nhị hình thái. Lúc này Dương Nghị Vân từ này cây lưu ly yêu trên cây cảm nhận được hơi thở làm hắn áp lực vô cùng. Hắn không động đậy thân. Cũng ở thời điểm này cảm giác được nguy hiểm hơi thở. Trong lòng tức khắc sốt ruột lên. Lại là không tưởng nguy hiểm tới thực mau. Liền ở hắn trái tim nhanh chóng nhảy lên biết trước đến nguy hiểm là lúc, thấy được màu xanh lục viên cầu có biến hóa. Lục quang lập lòe lúc sau, cái này hình cầu biến thành một người. Lại là một cái yêu dị vô cùng âm dương mặt, một nửa tuổi trẻ giống như thiếu nữ, một nửa vẻ mặt nếp nhăn như là một trương mạo điệt lão ông mặt. Thực ghê tởm, thực yêu dị. Một nửa nam nhân một nửa nữ nhân, quả thực chính là một cái biến dị nhân yêu. Dương Nghị Vân thân không thể động. Chỉ có thể thẳng lăng lăng nhìn đối phương. Chỉ thấy cái này yêu nhân hung tợn nói, đáng chết tiểu tử lá gan nhưng thật ra không nhỏ, bản thân xông vào, cũng hảo bổn tọa hóa ngươi gia tăng tu vi đi, cạc cạc cạc. Trong giọng nói hỗn loạn âm dương tiếng động, nam nữ giao nhau khàn khàn tang thương. Cái này ngữ điệu thanh, Dương Nghị Vân rất quen thuộc, đúng là quỷ mẫu yêu thụ phía trước nói chuyện thanh. Dương Nghị Vân biết người này yêu chính là quỷ mẫu yêu thụ nguyên thần biến ảo. Ở lão yêu nguyên thần dứt lời hết sức, Dương Nghị Vân liền nhìn đến đối mở ra miệng rộng, đối với chính mình bỗng nhiên gầm rú một tiếng, tức khắc một cổ thật lớn hút xả chi lực truyền đến. Dương Nghị Vân không tự chủ được hướng về lão yêu mà đi.
ngay lập tức chi gian tới rồi lão yêu nguyên thần trước người. Ngay sau đó lão yêu đôi tay nâng lên, hai tay hóa thành vô số dây mây, bỗng nhiên đâm vào hắn thân thể bên trong. A! À, xuyên tim đau đớn làm Dương Nghị Vân không tự chủ được kêu to ra tiếng, giống như là trên người bị mấy chục căn trường châm thứ chát giống nhau. Trên thực tế là quỷ mẫu yêu thụ nguyên thần đôi tay hóa thành tới từng cây chiếc đũa phẩm chất dây mây, như là xúc tua giống nhau đâm vào hắn thân thể bên trong. Ngay sau đó Dương Nghị Vân cảm nhận được chính mình trong cơ thể tinh huyết đều bắt đầu sói mòn. Đây là bị lão yêu ở hấp thu hắn tinh huyết. Không chỉ có như thế, ý thức hải cũng có từng cây xúc tu dây mây chui đi vào, thẳng đến hắn nguyên thần. Đây là muốn đem nguyên thần cùng thân thể tinh huyết cùng nhau hấp thu đồng hóa tiết tấu. Không thể không nói thật tàn nhẫn. Nhưng là Dương Nghị Vân ở nùng liệt huyết phụ cùng cường đại vô cùng áp bách dưới, là một chút sức phản kháng đều không có. Đây là chân chính thực lực cùng tu vi thượng thật lớn chênh lệch, hắn không có cách nào, trơ mắt nhìn lão yêu dây mây xúc tu đâm vào chính mình trong cơ thể. Không nói đến tinh huyết sói mòn, Dương Nghị Vân hiện tại cảm thấy ý thức hải mới có thể trọng điểm. La lớn, hoa sen đen. Giờ phút này hoa sen đen tác dụng cần thiết phát huy ra tới, nếu không ý thức hải nguyên thần một khi ra vấn đề, đã có thể cái gì đều xong rồi. Ong, ý thức hải trung hoa sen đen không ánh sáng đại tác phẩm. Cái gọi là nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, chính là hiện tại loại tình huống này. Đương nhiên đối mặt quỷ mẫu yêu thụ nguyên thần chi lực, Dương Nghị Vân không xác định hoa sen đen có thể hay không giúp được với vội. Rốt cuộc hoa sen đen cũng là ký túc ở trong thân thể hắn một cái độc đáo sinh linh, tuy rằng được xưng hồng hoang đệ nhất liên, nhưng lại là hạt sen niết bàn trạng thái, xa xa còn đến không đến chân chính hồng hoang đệ nhất liên cái loại này cường đại. Bất quá lúc này Dương Nghị Vân cũng là không có biện pháp, chỉ có thể ký thác hy vọng ở hoa sen đen trên người, luôn là muốn giữ được nguyên thần không bị lão yêu xâm hại mới được. Đường hoa sen đen ô làm vinh dự làm nên sau, ngay lập tức chi gian hoa sen nở rộ đem Dương Nghị Vân ngồi trên đài sen phía trên nguyên thần cấp bao vây lên. Cũng là tại đây trong nháy mắt gian, quỷ mẫu yêu thụ hóa thành từng điều xúc tu cắm rễ ở đài sen thượng. Ầm ầm ầm, từng tiếng nặng nề tại ý thức hải tạc nứt. Nhưng Dương Nghị Vân lại là trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì hắn cảm thấy nguyên thần đã không có nguy hiểm, bị hoa sen đen bảo vệ. Chính là kế tiếp hắn tâm lại một lần huyền. Lần này là vì hoa sen đen lo lắng, hoa sen đen ở hắn ý thức hải, cho nên hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hoa sen đen bị từng cây quỷ mẫu yêu cây mây đều như là con đỉa giống nhau chát mặt trên. Tuy rằng hoa sen đen không ánh sáng đại tác phẩm ở phản kháng, chính là Dương Nghị Vân như cũ cảm thụ nàng lực lượng ở sói mòn. Đây là rất nguy hiểm. Dương Nghị Vân ý đồ thúc dục công đi chống cự, chính là đối mặt quỷ mẫu yêu thụ cường đại. Hắn chống cự còn lại là bé nhỏ không đáng kể, thậm chí có thể nói trên người hắn hết thảy lực lượng đều bị áp chế, căn bản là vô pháp phản kháng. Mà ở quỷ mẫu yêu cây mây điều chát khẩn Dương Nghị Vân thân thể thời điểm, ở Dương Nghị Vân trên người càn khôn hồ trong vòng, giờ phút này lại là có hai thanh âm ở đối thoại. Oa 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 Dương Nghị Vân cái này nhược kê nguy hiểm, càn khôn lão đại ngươi còn không ra tay sao? Gấp cái gì, còn chưa tới quải cái gì, làm tiểu tử này ăn chút đau khổ cũng hảo. Tỉnh hắn về sau lại đi không biết lượng sức, hắn tiên giới chi lộ còn rất dài, đây mới là bắt đầu, về sau gặp được địch nhân sẽ càng ngày càng nguy hiểm, lại xem một hồi diễn lại nói, không nóng này. Ách, ngươi cũng thật hư, bất quá, hắc hắc, lão tử thích, đã sớm xem tiểu tử này không vừa mắt, động bất động nhổ sạch lão tử trên người lông chim, thật sự đáng giận, đối, làm tiểu tử này ăn chút đau khổ, ha ha ha. Ngươi cái tạp mao điểu cũng không phải cái gì thứ tốt. Có ngươi như vậy sau lưng nói chủ tử sao? Uy đừng tưởng rằng ngươi cứu tỉnh lão tử, ngươi là có thể khoe khoang, lão tử kêu ngươi một tiếng lão đại là để mắt ngươi, nhưng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a, lão tử chính là tam giới đệ nhất thần ma điểu. Thiết tam giới đệ nhất điểu mà thôi, ra ra ta ở vô tận năm tháng chung cái dạng gì tồn tại chưa thấy qua. Liền ngươi còn bài không thượng hào, huống hồ vẫn là một con thiếu bị phong ấn phế vật điểu mà thôi. Nếu không phải xem ở ngươi cấp tiểu vân tử một giọt bản mạng tinh huyết phân thượng, ra ra ta mới không cứu tỉnh ngươi. Ngươi, ngươi đắc ý cái giám a, ngươi lại có thể nại còn không phải một cái khí linh mà thôi, ngươi ta đều là đi theo Dương Nghị Vân cái kia tiểu hỗn đản kiếm cơm ăn mà thôi, có cái gì nhưng ưu việt. Đừng lấy ra ra ta và ngươi so sánh với, ra ra ta và ngươi không giống nhau, hiện tại ra ra xem như đi theo tiểu vân tử, nhưng kia tiểu tử về sau quá phế vật, làm theo có thể không điều hắn. Có thể sao mà?
phá cái chai ngươi đừng đắc ý. Tạp mao điểu đừng kêu ra ra phá cái chai, ra ra ta là thế gian độc nhất vô nhị khí linh. Ngươi mới tạp mao điểu, ngươi cả nhà đều là tạp mao điểu. Đã kêu ngươi tạp mao điểu. Phá cái chai, phá cái chai, phá cái chai. Này hai cái sinh linh từ lúc bắt đầu hài hòa, diễn biến thành người đàn bà đanh đá chửi đồng giống nhau đấu võ mồm mắng. Có thể nói đều là kỳ ba. Mà này hai kỳ ba, có thể ở càn khôn hồ không gian chung, tự nhiên chính là càn khôn hồ chi linh cùng thần ma điểu. Đích xác như chúng nó đấu võ mồm nói ngôn giống nhau, là càn khôn chi linh xem ở thần ma điểu cho Dương Nghị Vân một giọt bản mạng tinh huyết cứu Dương Nghị Vân một mạng phân thượng, ra tay cứu tỉnh thần ma điểu. Hai cái đều là xem như đặc thù sinh linh tồn tại, ở càn khôn hồ chỗ sâu trong gặp mặt, đều là tương đối tịch mịch cô độc cái loại này, tự nhiên có đề tài nói chuyện phiếm. Thần ma điểu được xưng tam giới đệ nhất, sống năm tháng xa xăm đối tam giới một ít bí văn bát quái gì đó biết đến nhiều, càn khôn hồ chi linh càng là thắng qua thần ma điểu tồn tại, ở một ít xa xăm sự tình thượng, cùng thần ma điểu nói chuyện phiếm là có đề tài nổ vang. Có thể nói trò chuyện với nhau thịnh hoan, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tự nhiên có càn khôn chi linh ở, hai cái kỳ quái sinh linh ở càn khôn hồ liền thấy được Dương Nghị Vân trên người đã phát sinh hết thảy. Thấy được Dương Nghị Vân giờ phút này hãm sâu khốn cảnh nông nỗi. Thần ma điểu biết càn khôn chi linh thần bí, hẳn là có biện pháp hóa giải Dương Nghị Vân nguy cơ, mở miệng hỏi càn khôn chi linh ra không ra tay. Kết quả nói đấu khởi miệng. Tuy rằng đấu võ mồm hung hãn, nhưng không có động thủ. Mỗi một khắc thần ma điểu xuyên thấu qua ở càn khôn thần điện hình chiếu pháp kính, thấy được Dương Nghị Vân tựa hồ muốn chống đỡ không được, vội vàng dừng lại nói, phá cái chai lại không ra tay, kia tiểu tử liền thật treo. Ách đích xác nguy hiểm, đều là ngươi chậm trễ ra ra thời gian, đừng xảo, ta trước trợ tiểu vân tử thu này cây yêu thụ lại nói. Càn khôn chi linh mở miệng. Nghe ngươi ý tứ, còn có thể thu. Thần ma điểu kinh ngạc. Vô nghĩa, một giới nho nhỏ yêu thụ mà thôi. Gia Gia ta còn không có để vào mắt, chẳng qua hao chút sự mà thôi, chờ xem Gia Gia thủ đoạn. Càn khôn chi linh cùng kiêu ngạo, nhưng bị thổi xé trời. Hừ! Càn khôn hồ ở ngoài, Dương Nghị Vân đích xác ở vào nguy hiểm bên cạnh, hắn cảm nhận được trên người tinh huyết đã bị quỷ mẫu yêu thụ hấp thu thất thất bát bát. Mà ở ý thức hải trung tuy rằng nguyên thần có hoa sen đen bảo hộ không có chuyện, chính là Dương Nghị Vân lại cảm nhận được hoa sen đen lực lượng ở nhỏ yếu. Hắn biết ở như vậy liên tục đi xuống, liền tính là nguyên thần có thể giữ được, hoa sen đen cũng sẽ xong đời, hơn nữa chờ thân thể tinh huyết bị lão yêu thụ hút khô, chờ đợi hắn cũng là tử lộ một cái. Lòng nóng như lửa đốt hết sức, trong đầu lại là vang lên một thanh âm nói, tiểu vân tử chuẩn bị vận chuyển càn khôn trong ngoài công, nghịch chuyển càn khôn công, ta giúp ngươi luyện hóa này cây yêu thụ, phản cắn nuốt nó. Dương Nghị Vân nghe được thanh âm này, trong lòng đại chấn, mở miệng nói. Ngươi rốt cuộc bỏ được ra tay, nhanh lên, tiểu gia treo ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Dương Nghị Vân ở ngay lúc này nghe được tự nhiên là càn khôn chi linh nói chuyện. Cho nên không chút khách khí mắng châm chọc một tiếng. Đối càn khôn chi linh nói chuyện một chút đều không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn biết còn không phải nhất hư thời điểm, ở nhất hư thời điểm càn khôn chi linh tự nhiên sẽ ra tới. Hiện tại xem ra chính mình một chút đều không có đoán sai. Quả nhiên là như thế này. Phía trước tuy rằng ở khốn cảnh chung, Dương Nghị Vân xin giúp đỡ hoa sen đen, không có xin giúp đỡ càn khôn chi linh, bởi vì hắn biết càn khôn hồ là đặc thù tồn tại. Nhưng cũng là trên người hắn duy nhất có thể phiên bản tồn tại. Lại nói tiếp từ cùng càn khôn chi linh nói chuyện với nhau qua đi, Dương Nghị Vân minh bạch một đạo lý, đó chính là hắn như cũ ở vào một cái khảo nghiệm kỳ, dựa theo càn khôn chi linh lần trước cách nói, hắn có một vạn năm thời gian. Ở một vạn năm trong vòng. Cần thiết muốn tu luyện đến tiên giới đứng đầu trình tự, nếu không sẽ chết. Những lời này trung kỳ thật mang theo uy hát yêu ta chi ý, nhưng lật qua tới nói, hắn đã là càn khôn hồ chủ nhân. Chủ nhân gặp nạn, càn khôn hồ sẽ mặc kệ mặc kệ. Dương Nghị Vân mới không tin. Nhưng là càn khôn hồ quá mức thần bí, cũng vô cùng kiêu ngạo, có đôi khi thật không phải hắn có thể mở miệng liền sẽ cấp nghĩ ra biện pháp, hoặc là ra tay giúp hắn. Hơn nữa càn khôn hồ có linh. Cái này chí bảo, với hắn mà nói đến nay vẫn là cái nhìn không thấu mê. Đến tột cùng còn có cái gì năng lực, hắn là không biết, nhưng hắn đoán được càn khôn hồ là có đại lực lượng tồn tại, đối hắn cái này chủ nhân như cũ là có giữ lại. Nếu không đã sớm biết giải càn khôn hồ hết thảy, mà không phải xuất hiện một cái càn khôn chi linh, dùng một loại đối chính mình hạn chế tồn tại.
cho nên Dương Nghị Vân rõ ràng hắn xin giúp đỡ cũng nói vô ích, còn không bằng chờ. Hắn đánh cuộc chính là Càn Khôn Chi Linh sẽ không trơ mắt nhìn, chẳng lẽ hắn thật đúng là dám để cho chính mình chủ nhân quải rớt. Hiện tại nghe được Càn Khôn Chi Linh nói ở trong óc vang lên, Dương Nghị Vân trong lòng tặng một hơi. Thứ này rốt cuộc bỏ được mở miệng, mà hắn cũng đối Càn Khôn Chi Linh không có hảo tính tình. Càn Khôn Chi Linh tựa hồ không có nghe được tới Dương Nghị Vân oán khí, nói tiếp, tập trung tinh thần chuẩn bị, bắt đầu nghịch chuyển Càn Khôn Chi Công đi. Hừ! Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng, xem như đã biết. Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy cánh tay trái Càn Khôn Hồ Đồ án vị trí bắt đầu nóng lên. Một cổ dòng khí cũng rõ ràng cảm nhận được từ cánh tay trái Càn Khôn Hồ Đồ án ra tới. Tức khắc truyền khắp toàn thân mà đi, đồng thời cũng tiến vào hắn ý thức hải. Giờ phút này đối với Càn Khôn Hồ nội truyền ra bực này dòng khí, hoặc là nói lực lượng, Dương Nghị Vân cảm thấy phi thường dày nặng, lại là không có cảm giác được có bao nhiêu cường đại. Cho hắn cảm giác chỉ là dày nặng, nhưng lại che trời lấp đất, như là dòng nước giống nhau, sũng nước đi hắn toàn thân các nơi. Thậm chí là ý thức hải. Rất kỳ quái một loại lực lượng, có thể nói phi thường đơn giản. Lúc này Dương Nghị Vân cũng không có thời gian lại đi cảm thụ bực này lực lượng huyền diệu. Bởi vì trong thân thể hắn bị áp chế hết thảy ở Càn Khôn Hồ Trung lao ra lực lượng tiến vào trong cơ thể lúc sau toàn bộ buông lỏng. Trong đầu cũng lại lần nữa nhớ tới Càn Khôn Chi Linh thúc dục, nghịch chuyển Càn Khôn Hồ trong ngoài công, mau. Dương Nghị Vân nghe được nghịch chuyển hai chữ, trong lòng nhảy dựng. Đây là Càn Khôn Chi Linh lần thứ ba nói ra nghịch chuyển công pháp. Hắn biết bất luận cái gì công pháp nghịch chuyển lúc sau đều rất nguy hiểm, thậm chí có thể nói là lấy chết chi đạo. Nhưng ở thời điểm này hắn không có lựa chọn, cũng lựa chọn tin tưởng Càn Khôn Chi Linh. Ở nói như thế nào, Càn Khôn Chi Linh cũng là sẽ không hại chính mình. Lập tức thúc dục công, nghịch chuyển Càn Khôn trong ngoài công pháp. Ầm ầm ầm. Đương Càn Khôn trong ngoài công nghịch chuyển dựng lên sau, trong cơ thể từ trong ra ngoài bắt đầu bạo phát tiếng gầm rú. Tại hạ một khắc, Dương Nghị Vân lại là trong lòng đại chấn. Nghịch chuyển Càn Khôn công sau, không có hắn trong tưởng tượng cái loại này thương tổn hoặc là đau khổ ra tới, ngược lại cảm nhận được từng luồng cường đại lực lượng tiến vào trong cơ thể. Hắn trong lòng đại hỉ, đây là quỷ mẫu yêu thụ lực lượng. Giờ phút này từng cây đâm vào hắn toàn thân dây mây chung, chảy ngược mà trở về phía trước bị hấp thu mà đi tinh huyết, cường đại tinh thuần pháp lực. Rốt cuộc minh bạch chúng ta Càn Khôn Chi Linh vì cái gì muốn cho chính mình nghịch chuyển Càn Khôn trong ngoài công. Nguyên lai là muốn đoạt quỷ mẫu yêu thụ lực lượng. Cùng thời gian ý thức hải chung Càn Khôn Hồ xuất hiện lực lượng chiếu dọi đi vào lúc sau, trực tiếp tiến vào đài sen chung. Ngay sau đó Dương Nghị Vân bao vây ở hoa sen đen trong vòng nguyên thần bỗng nhiên mở hai mắt. Hắn nguyên thần hấp thu Càn Khôn Hồ loại này lực lượng lúc sau, như là tiêm máu gà giống nhau, bỗng nhiên mở hai mắt, đôi tay múa may một chút, lại là toàn thân kim quang lộng lẫy dựng lên. Trong nháy mắt chát ở đài sen thượng từng điều cây mây tất cả đều bị Dương Nghị Vân nguyên thần chộp vào trong tay. Tức khắc cuồn cuộn không ngừng thần hồn lực lượng bị Dương Nghị Vân nguyên thần hấp thu mà đi. Đây là quỷ mẫu yêu thụ thần hồn chi lực ngược lại bị Dương Nghị Vân cấp phản cắn nuốt. Cũng là Càn Khôn nghịch chuyển chi uy. Làm theo cách trái ngược sau, bắt đầu phản hấp thu quỷ mẫu yêu thụ lực lượng. Không không không, a a a, đáng chết tiểu tử mau buông ra buông ra. Giờ phút này quỷ mẫu yêu thụ giết heo hoảng sợ kêu to lên. Nó không nghĩ tới Dương Nghị Vân trong cơ thể đột nhiên toát ra một cổ làm nó tuyệt vọng lực lượng gắt gao chấn áp nó sở hữu lực lượng. Ngay sau đó Dương Nghị Vân thân thể tựa hồ biến thành một cái hắc động giống nhau, bắt đầu theo nó quỷ mẫu dây mây hấp thu cắn nuốt nó tinh huyết, pháp lực cùng nguyên thần chi lực. Hơn nữa này đây một loại vô cùng bá đạo lực lượng nghiền áp chi thế đoạt lấy. Nhưng đối với quỷ mẫu yêu thụ tới nói, hoàn toàn tuyệt vọng, mặc kệ nó dùng biện pháp gì đều không thể ngăn cản, hết thảy dãy dụa đều là phí công. Cho nên quỷ mẫu yêu thụ sợ hãi, cảm nhận được nó sở hữu lực lượng bị Dương Nghị Vân nhanh chóng đoạt lấy, cái này sợ hãi hoảng sợ kêu to, nhưng hết thảy đều đã muộn. Hắc hắc, lão yêu quái, đã muộn, chờ tiểu gia đoạt lấy ngươi hết thảy đi, dám cắn nuốt tiểu gia, đây là đại giới. Dương Nghị Vân nghe được quỷ mẫu yêu thụ hoảng sợ kêu to, trong lòng là vô cùng vui sướng, càng thêm nhanh hơn Càn Khôn trong ngoài công nghịch chuyển vận hành. Hắn trong lòng đối Càn Khôn Chi Linh cũng nhiều một phần kính nể. Hoặc là nói đúng chính mình tu luyện Càn Khôn trong ngoài công gia tăng một lần hiểu biết. Này chờ công pháp nghiêu bức quá độ. Địa phương Dương Nghị Vân cũng rõ ràng, như thế nghịch chuyển Càn Khôn trong ngoài công,
dựa vào là càn khôn hồ chung xuất hiện dày nặng lực lượng, hắn lại là không biết đây là cái gì lực lượng, nghĩ chờ quay đầu lại hỏi một chút càn khôn chi linh. Nếu là có bực này lực lượng tồn tại, phối hợp thượng nghịch chuyển càn khôn chi công, sau này còn không phải nghịch thiên tu hành. Đương nhiên đây là về sau sự tình, hiện tại hắn rốt cuộc dương mi thổ khí, nghịch chuyển càn khôn trong ngoài công lúc sau, quỷ mẫu yêu thụ lực lượng bắt đầu bị hắn phản hấp thu cắn nuốt. Phía trước bị cái này lão yêu hấp thu đi tinh huyết thực mau quay trở về thân thể, kế tiếp đi trực tiếp hấp thu cắn nuốt quỷ mẫu yêu thụ lực lượng tiến vào trong cơ thể. Công pháp vận chuyển lúc sau, hắn càn khôn nói nguyên trung pháp lực bắt đầu một chút gia tăng, tu vi ở tuần tự tiệm tiến. Cái này làm cho Dương Mẫu Nhân cảm giác được sướng lên mây. Đương nhiên toàn bộ quá trình là dài dòng. Nhưng hiện tại đối Dương Nghị Vân tới nói thực ổn thỏa, hắn đang ở quỷ mẫu yêu thân cây nội, chậm rãi đem cái này lão yêu thụ hút khô chính là. Không nóng này. Hơn nữa hắn cũng cảm nhận được chính mình tu vi cũng muốn đột phá. Dù sao cũng là vạn tái lão yêu thụ, tu vi cường đại vô cùng, bị hắn như vậy hấp thu hết thảy lực lượng, Dương Nghị Vân biết chính mình bước vào đại la chi cảnh ổn thỏa. Làm không hảo còn sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn. Dù sao lúc này hắn là cảm giác được thần thanh khí sảng. Thật sự sảng. Đối với tu sĩ tới nói, không có gì so tu luyện tăng lên tới sảng. Mỗi một khắc quỷ mẫu yêu thụ đình chỉ kêu thảm thiết mắng lại là bắt đầu xin tha lên nói, tiểu đạo hữu ngươi dừng lại như thế nào, ngươi vòng qua bổn tọa Nga không, buông tha tiểu yêu cho ngươi tài phú, tiên thạch thượng phẩm cực phẩm tiên thạch đều cho ngươi. Dương Nghị Vân nghe quỷ mẫu lão yêu nói chuyện, ha hả cười nói, lão yêu quái ngươi đương tiểu gia ngốc a. Không không không, ngươi chỉ cần vòng qua tiểu yêu một người, tiểu yêu có thể thần phục ngươi, cùng ngươi ký kết thần hồn khế ước, trở thành ngươi người hầu quỷ mẫu yêu thụ vội vàng bổ sung. Nghe được lão yêu như vậy vừa nói, Dương Nghị Vân thật đúng là có chút tâm động. Rốt cuộc cái này lão yêu thụ vạn tái năm tháng tinh quái, thực lực cường đại hắn đều thấy, nếu là bên người có một cái như vậy cường đại tiểu đệ tùy tùng tựa hồ cũng không tồi. Đã có thể vào giờ phút này trong đầu lại lần nữa vang lên càn khôn chi linh nói chuyện thanh nói, tiểu vân tử đừng ngớ ngẩn, trực tiếp đem hắn hết thảy hấp thu luyện hóa, không chỉ có thể làm tiểu tử ngươi gia tăng tu vi, lại còn có thể đoạt xá yêu thụ thần thông, ngày sau ngươi làm theo có thể sử dụng yêu thụ nào đó thiên phú hình thái. Tiểu tử ngươi nghe hảo, lần này ta chính là vận dụng ta áp đáy hòm lực lượng giúp ngươi nghịch chuyển công pháp phản cắn nuốt lão yêu thụ lực lượng, cơ hội liền lúc này đây. Không có khả năng có tiếp theo còn cho ngươi sử dụng lực lượng của ta, nói cách khác ngươi chỉ có thể nghịch chuyển phản vệ lúc này đây. Nghe được càn khôn chi linh nói chuyện Dương Nghị Vân sửng sốt, thế mới biết nguyên lai lần này phản cắn nuốt là càn khôn chi linh động dùng nó lực lượng, quả nhiên bực này lực lượng là không thể thường dùng. Hắn còn nghĩ ngày sau dựa vào bực này nghịch chuyển chi công tu luyện, hiện tại xem ra đảo nhưng thật ra có chút tiếc nuối. Bất quá hắn cũng biết đủ. Tu luyện biết như cũ vẫn là dựa vào chính mình đi bước một tu luyện được đến lực lượng thật sự đáng tin cậy. Đích xác loại này nghịch chuyển quá mức nghịch thiên, có một lần cũng đã không tồi. Hơn nữa càn khôn chi linh kiến nghị không tồi, hắn liền lựa chọn trực tiếp cắn nuốt luyện hóa quỷ mẫu yêu thụ, đến lúc đó nếu đúng như càn khôn chi linh lời nói, hắn có thể sử dụng quỷ mẫu yêu thụ nào đó thiên phú thần thông, cái này ý nghĩa lớn hơn nữa, sẽ hóa thành chính mình tự thân lực lượng. Cho nên đối với quỷ mẫu yêu thụ cười hắc hắc nói, lão yêu thụ hết hy vọng đi, tiểu gia hôm nay ăn định ngươi. Ngươi, hỗn chứng ti tiện nhân loại tiểu tử ngươi không chết tử tế được. Quỷ mẫu yêu thụ nghe được Dương Nghị Vân ngữ khí kiên quyết, tức khắc chửi ầm lên, nhưng là theo thời gian trôi qua, quỷ mẫu yêu thụ lực lượng bị Dương Nghị Vân không ngừng cắn nuốt luyện hóa, mắng thanh dần dần biến mất không thấy. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Có lẽ là một cái 10 ngày nửa tháng. Hay là 10 năm 8 năm. Dù sao Dương Nghị Vân quên mất hết thảy, hoàn toàn chìm vào ở cắn nuốt quỷ mẫu yêu thụ tu luyện chung. Một ngày nào đó, Dương Nghị Vân nơi ở có biến hóa. Ầm vang một chút huyết phụ thế giới biến mất, xanh biếc quỷ mẫu thụ tâm hóa thành bột phấn. Kết giới cũng tiêu tán, tảng lớn rừng rậm biến mất. Thay thế chính là ánh nắng tươi sáng. Mà Dương Nghị Vân huyền phù ở giữa không trung. Thật lớn quỷ mẫu yêu thụ hóa thành bụi đất. Hắn hoàn toàn cắn nuốt luyện hóa quỷ mẫu yêu thụ. Giờ phút này Dương Nghị Vân mở hai mắt, hai tròng mắt trung tinh quang thực chất hóa nổ bắn ra 3 mét, thả có chợt lóe rồi biến mất. Hắn đầy mặt che kín màu xanh lục khắc văn, nhìn qua giống như là phía trước kia từng điều quỷ mẫu dây mây giống nhau. Quỷ mẫu yêu thụ hoàn toàn biến mất, Dương Mẫu Nhân lần này bình yên vô sự.
Đương nhiên là bởi vì có Càn Khôn Chi Linh trợ giúp, lần này xem như một lần đại cơ duyên. Lúc này, hắn không chỉ là phản cắn nuốt quỷ mẫu yêu thụ, hơn nữa vẫn là tước đoạt quỷ mẫu yêu thụ hết thảy. Đứng ở tại chỗ Dương Mẫu Nhân khóe miệng lộ ra ý cười, lẩm bẩm, còn có điểm tiếc nuối, thiếu chút nữa liền có thể tiến giai đến Đại La Đại Viên Mãn. Nếu lúc này có người ngoài, nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện hoặc là bị hắn khí hộc máu, hoặc là đánh chết hắn. Trực tiếp từ Kim Tiên Đại Viên Mãn tiến giai tới rồi Thượng Phẩm Đại La Chi Cảnh, cư nhiên chép chép miệng bất mãn. Thật sự là làm nhân khí tử nhân không đền mạng, đương nhiên tức chết chính là tu sĩ. Hắn phản hấp thu quỷ mẫu yêu thụ, đạt được không chỉ có riêng là tu vi thượng đi nhanh tăng lên. Ngay sau đó vươn đôi tay nhìn nhìn hai tay thượng tràn đầy từng điều khắc văn. Cũng cảm nhận được trên mặt trên người, hắn toàn thân đều là. Nhưng Dương Nghị Vân cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn biết trên người này đó khắc văn đại biểu cái gì. Đây là hắn cắn nuốt quỷ mẫu yêu thụ lúc sau, thu hoạch đến quỷ mẫu khắc văn, hoặc là nói là quỷ mẫu yêu thụ thiên phú thần thông càng vì thích hợp. So sánh với tu vi tăng trưởng, Dương Nghị Vân càng đối quỷ mẫu yêu thụ thần thông càng vì cảm thấy hứng thú. Hắn cắn nuốt quỷ mẫu yêu thụ hết thảy, giờ phút này rõ ràng biết chính mình trên người đã phát sinh biến hóa, có thể hóa thân ra quỷ mẫu yêu thụ thiên phú thần thông, hoặc là nói hắn có thể hóa thân trở thành quỷ mẫu yêu thụ. Dương Nghị Vân chuẩn bị thử xem chính mình hiện tại trạng thái. Ông! Trong lòng vừa động, toàn thân phát ra một tiếng nổ vang. Ngay sau đó Dương Nghị Vân sau lưng hiện lên một tôn cao lớn bóng cây. Thoạt nhìn là một cái hư ảnh, nhưng lại đang không ngừng biến đại ngưng thật. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân phía sau liền hóa ra tới một tôn che trời đại thụ. Cao vào đám mây che trời đại thụ, có vô số phân lưu nhánh cây ra tới, lập lòe không ngừng ở chuyển biến vầng sáng, vừa lúc là phía trước bảy màu chi sắc. Che trời, có sau lưng có quang hoàn ở nở rộ. Hiện hóa. Dương Nghị Vân há mồm thổ lộ hai chữ. Ngay sau đó hắn sau lưng này tôn che trời đại thụ, khoảnh khắc ngưng tụ, nhìn hóa thành thi thể trạng thái. Mà cùng thời gian Dương Nghị Vân thân thể cũng biến mất không thấy. Giờ khắc này Dương Nghị Vân hoàn toàn hóa thành một tôn quỷ mẫu yêu thụ. Thân cao trăm trượng, nhìn hóa thành hoàn toàn thật thể, nhưng mà lại là đều không phải là thật thể trạng thái. Kỳ thật chính là một loại hình thái, cũng có thể xem như Dương Nghị Vân thân thể. Hắn giờ phút này chính là một tôn quỷ mẫu yêu thụ. Cắn nuốt luyện hóa lúc sau, đạt được quỷ mẫu yêu thụ hết thảy. Hóa thành quỷ mẫu yêu thụ tương đương xem như một loại thiên phú thần thông cướp đoạt. Dương Nghị Vân có một loại cảm giác, lúc này nếu là Giả Diệp đứng ở trước mặt, hắn có thể thi triển ra một chi nhánh cây hoặc là một cây dây mây là có thể đem Giả Diệp cấp chiều chết. Khai! Dương Nghị Vân khẽ quát một tiếng, trong giây lát một cái cây mây tách ra tới. Bắt đầu điên cuồng tăng trưởng lên, hóa thành thùng nước thô tráng, trực tiếp diễn sinh đi ra ngoài, thẳng đến cây số ở ngoài một tòa trăm mét rất cao ngọn núi. Trong lòng vừa động, ầm vang một tiếng, Dương Nghị Vân sai khiến này một cái cây mây, đối với đỉnh núi này bỗng nhiên chiều đi xuống. Ở ầm vang chung, trăm mét cao ngọn núi theo tiếng bị hư hao hai nửa. Lần này thi triển một kích lực lượng, vượt quá Dương Nghị Vân tưởng tượng. Hắn lúc trước đi vào tiên giới lúc sau. Chính là thử qua, bởi vì tiên giới pháp tắc toàn diện, hắn đi dùng toàn lực đi đào bùn đất, đều không có đào đến động. Mà hiện tại cư nhiên một chút liền đem một tòa trăm mét núi lớn chém thành hai nửa, thực sự làm Dương Nghị Vân chấn động. Đương nhiên này trong đó rất lớn nguyên nhân là bởi vì hắn hiện tại tu vi so với lúc trước đề cao quá nhiều thái độ, nhưng hắn biết có thể có như vậy uy lực, càng nhiều là quỷ mẫu yêu thụ lực lượng. Hoặc là nói là hắn dung hợp luyện hóa lúc sau. Được đến, kế thừa quỷ mẫu yêu thụ hết thảy. Này một kích còn gần là trong đó một chi cây mây, hắn còn có thể hóa ra ngàn ngàn vạn vạn cây mây. Tưởng tượng một chút lập tức hóa ra ngàn ngàn vạn vạn cây mây công kích, sẽ là cái dạng gì hiệu quả. Trong lòng tưởng tượng Dương Nghị Vân liền có chút kích động. Nghĩ đến liền làm, đây là Dương Mẫu Nhân phong cách, lập tức trong lòng vừa động. Oanh! Trong giây lát hóa thân mà ra quỷ mẫu yêu thụ diễn sinh ra vô số cây mây ra. Nhanh chóng kéo dài đi ra ngoài, giờ khắc này mới là chính thật sự che trời. Sở hữu nhánh cây diễn sinh mở ra lúc sau, trình dù hình dạng, trực tiếp khuếch tán thành một cái trực tiếp cây số phạm vi tiểu không gian. Cái này không gian đúng là Dương Nghị Vân cùng Đông Nhan lão quỷ ngay từ đầu tiến vào cái loại này không gian. Hoàn toàn hình thành một cái kết giới. Một màn này thật đúng là làm Dương Nghị Vân chấn động từng cái. Đương nhiên cũng ở trong dự liệu.
rất quen thuộc cảm giác cùng hình ảnh. Đây là quỷ mẫu yêu thụ lực lượng thiên phú. Đương nhiên sở bày ra ra tới này đó, còn gần chỉ là trong đó một vài, Dương Nghị Vân biết trừ bỏ này đó, kỳ thật còn có rất nhiều đồ vật bày ra ra tới. Quỷ mẫu yêu thụ cái này hình thái, kỳ thật còn có thể biến ảo diễn sinh ra rất nhiều tới, tiến công phòng thủ gì đó đều sẽ có. Dù sao Dương Nghị Vân cảm giác hắn hiện tại tu vi là thượng phẩm đại la, nhưng là hơn nữa quỷ mẫu yêu thụ lực lượng hình thái lúc sau, Dương Nghị Vân liền không biết chính mình có thể bày ra ra cái gì thực lực tới. Nhưng là có một chút là có thể khẳng định, dù sao đại la chi cảnh không phải là đối thủ của hắn, chính là đối mặt giả diệp kia chờ sơ phẩm hỗn nguyên nói tiên cũng là không thành vấn đề. Thậm chí trung phẩm đều có chịu có thể, đương nhiên cụ thể chính mình hiện tại thực lực thế nào, thật đúng là khó mà nói. Bất quá từ giờ phút này khởi, Dương Nghị Vân có tự tin đi tìm tiên đan lâu giả diệp phiền toái. Trong lòng chính là nghẹn một ngụm ác khí, bị giả diệp bức bách tới rồi cơ hồ tự sát đánh cuộc mệnh nông nỗi, cũng có một phương diện là đối kỳ quân tiên nhân lúc trước hứa hẹn tiêu diệt tiên đan lâu cùng giả diệp. Tân chương nợ cũ cùng nhau tính. Nghiên cứu một phen chính mình hiện tại hình thái, khôi phục bản thể. Kế tiếp lúc sau Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, tiến vào càn khôn hồ không gian. Bởi vì Tuyết Hương còn ở càn khôn hồ không gian. Tuyết Hương bị thương lúc sau, Dương Nghị Vân trực tiếp thu vào càn khôn hồ không gian, cũng không biết hiện tại nàng thương thế thế nào. Chỉ là cho tam tích sinh mệnh chi thủy, lúc ấy Tuyết Hương bị thương thực trọng, không biết sinh mệnh chi thủy đối nàng quản không dùng được. Dương Nghị Vân đi vào lúc sau, ánh mắt đầu tiên liền thấy được Tuyết Hương, nàng đang ở côn bằng chứng bên cạnh. Tuyết Hương ngươi thương thế thế nào? Dương Nghị Vân trực tiếp hỏi. Cũng trong lòng tặng một hơi. Sớm tại 300 năm trước liền không có việc gì Tuyết Hương nhìn đến Dương Nghị Vân tiến vào cũng là ánh mắt sáng lên, ngay sau đó cũng hỏi, người không sao chứ? Tuy rằng là cái không tốt lời nói nữ yêu tiên, chính là Tuyết Hương đối Dương Nghị Vân vẫn là thực lo lắng Dương Nghị Vân, hơn nữa đối Dương Nghị Vân lo lắng, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm lo lắng. Nơi này có hai cái nguyên nhân, đệ nhất tự nhiên là bởi vì sinh mệnh chi thủy nguyên nhân. Bởi vì nhưng phàm là dùng quá Dương Nghị Vân sinh mệnh chi thủy yêu tộc, đều sẽ bị Dương Nghị Vân khống chế sinh tử. Là xưng là Dương Nghị Vân nô bộc người, cho nên ở thiên nhiên thượng, sẽ có hộ chủ trong lòng tồn tại. Cái thứ hai nguyên nhân là bởi vì Dương Nghị Vân là Tuyết Hương cái thứ nhất tiếp xúc người, càng là đối Dương Nghị Vân sinh ra tín nhiệm người. Cho nên đối Dương Nghị Vân, Tuyết Hương có thể đánh bạc mệnh đi ngăn cản giả diệp kia một kích. Ta cũng không có việc gì Dương Nghị Vân trả lời. Ngay sau đó cũng kinh ngạc nói, ý của ngươi là thời gian đã qua đi 300 năm. Ân, suốt 388 năm, Tuyết Hương trả lời, là tiểu tam trăm năm đi. Đúng vậy. Hai người hai trong chốc lát, chuẩn bị xuất phát. Dù sao Tuyết Hương cũng khôi phục thương thế. Lần này ra tới, tuy rằng là cửu tử nhất sinh, nhưng cũng là đại cơ duyên. Hắn không chỉ có được đến quỷ mẫu hoa nước mắt, càng là trực tiếp đem quỷ mẫu yêu thụ đều cấp đồng hóa. Tu vi tăng nhiều tới rồi thượng phẩm đại la chí tôn chi cảnh. Chân chính trên thực lực, Dương Nghị Vân có tin tưởng đối phó giả diệp kia cấp bậc khác hỗn nguyên nói tiên. Lần này đại nạn không chết, ở chỗ này phía trước phía sau tiêu phí 400 năm, có thể nói là thu hoạch pha đại. Khó nhất đến chính là, quỷ mẫu yêu thụ bản thân chính là cường đại vô cùng vạn tái lão yêu, có thể dễ dàng cắn nuốt đại la cao thủ, tuy rằng yêu thụ thực lực cảnh giới Dương Nghị Vân phía trước không có biện pháp phân chia. Nhưng là đương hắn đồng hóa quỷ mẫu yêu thụ lúc sau, mới biết được quỷ mẫu yêu thụ thế nhưng cùng cấp với hỗn nguyên nói tiên đại viên mãn tồn tại, thậm chí càng cường. Hắn cắn nuốt như vậy một cái cường đại tồn tại, tu vi từ kim tiên bước vào đến đại la thượng phẩm, kỳ thật còn xem như thiếu. Thuộc về bình thường trong vòng. Có 10 phần tin tưởng lúc sau, Dương Nghị Vân mang theo Tuyết Hương xưa nay này tòa núi lớn. Hắn tưởng tượng kỳ thật cũng cảm giác rất có ý tứ. Lúc trước giả diệp cùng kim quy tiên nhân, cảnh sán bọn người cho rằng hắn hẳn là đã chết đi. Nếu là hắn hiện tại đi ra ngoài, ha ha, tiên đan thành nhất định sẽ thực náo nhiệt. Đương nhiên lần này hắn đi ra ngoài chính là bôn quấy tiên đan thành phong vân đi. Mục tiêu đệ nhất trước sát giả diệp, làm tiên đan lâu xóa tên. Tới thời điểm đi rồi rất dài thời gian, đi ra ngoài thời điểm, lại là mau nhiều. 3 ngày lúc sau Dương Nghị Vân liền đi ra núi lớn. Đây là bởi vì đi thời điểm khó nhất đi một đoạn đường là có quỷ mẫu yêu thụ khổng lồ bản thể tồn tại, đi không mau. Mà hiện tại còn lại là, quỷ mẫu yêu thụ bị hắn cấp cắn nuốt luyện hóa. Đã không có uy hát yêu ta lớn nhất, tự nhiên mau nhiều.
rời núi lúc sau đã có thể nhìn đến Tiên Đan Thành gác mái cung điện, Dương Nghị Vân vung tay lên đem thần ma điểu, tuyết hương, yến xích hà đều phóng ra. Trước sau tính lên 400 năm, bọn họ mấy cái thương thế đều khỏi hẳn. Đương nhiên là có một ít ngoài ý muốn, chính là thần ma điểu cư nhiên có thể cùng Càn Khôn Chi Linh cho tới một khối đi. Dương Nghị Vân hiểu biết là Càn Khôn Chi Linh giúp một phen thần ma điểu, làm cái này tạp mao điểu trước tiên đã tỉnh. Đối này cũng là Dương Nghị Vân vui nhìn đến. Tuy rằng tạp mao điểu có đôi khi đích xác miệng thực toái, nhưng là ở đại phương hướng lại là thực chú ý, tỉ như nói cứu hắn, lần trước cho hắn một giọt bản mạng tinh huyết, Dương Nghị Vân biết tạp mao điểu thật là ra đại huyết. Ân tình này, Dương Nghị Vân cấp tạp mao điểu nhớ kỹ, nội tâm tâm tồn cảm kích. Quyết định về sau đối tạp mao điểu hảo một chút, rốt cuộc ở mấu chốt nhất thời điểm có thể cứu mạng. Một cái khác còn lại là tuyết hương, đối cái này thiên chân đơn thuần nha đầu, từ giúp nàng chắn giả diệp một kích lúc sau, Dương mẫu nhân trong lòng đối nàng các loại cảm quan liền bất đồng. Vì thế, ngày đó nhìn nàng bị giả diệp bị thương một màn, Dương Nghị Vân vĩnh viễn quên không được. Đến nỗi yến xích hà cũng không tồi, làm được trung tâm tôi tớ chức trách, thời điểm mấu chốt có thể đánh bạc mệnh đi, như vậy tôi tớ Dương Nghị Vân không hai lời. Lần này 400 năm thời gian, chính hắn còn lại là lớn nhất cơ duyên đạt được giả. Tu vi tiến giai đại la, này cũng không phải là mỗi người đều có thể đạt tới tu vi. Ở tiên giới có chút người cả đời đều có khả năng vây ở kim tiên cảnh giới đối đại la chỉ có thể hướng về. Mà hắn hiện tại chính là trở thành thật thật tại thượng phẩm đại la chi cảnh. Hỗn nguyên nói tiên chi cảnh, với hắn mà nói đều đã không phải chuyện này. Kế tiếp hắn sẽ trực diện hỗn nguyên nói tiên. Mục tiêu xác định ở huyện Tiên Đan Lâu, đầu tiên muốn giải quyết chính là giả diệp. Không nói chính hắn, chỉ cần giả diệp đòn nghiêm trọng tuyết hương kia một kích, Dương Nghị Vân đều âm thầm thề phải cho tuyết hương một công đạo. Chủ nhân chúng ta không cần chuẩn bị điểm cái gì, cứ như vậy sát thượng Tiên Đan Lâu sao? Yến Xích Hà hỏi. Đối với kế tiếp kế hoạch, Dương Nghị Vân tự nhiên đã đối Yến Xích Hà bọn họ nói qua. Ở Yến Xích Hà cái này trung tâm người hầu xem ra, chủ nhân tuy rằng tu vi như là ngồi hỏa tiễn giống nhau cọ cọ tăng tới thượng phẩm đại la chi cảnh, chính là muốn đi tiêu diệt Tiên Đan Lâu như cũ làm hắn tràn ngập lo lắng. Rốt cuộc Tiên Đan Lâu lâu chủ giả diệp chính là hỗn nguyên nói tiên, tuy rằng dựa theo Dương Nghị Vân nói chuyện là sơ phẩm hỗn nguyên, nhưng kia cũng như cũ là hỗn nguyên chi cảnh cao thủ. Đại la cùng hỗn nguyên chi gian chênh lệch không chỉ có riêng là cảnh giới thượng chênh lệch đơn giản như vậy. Ha ha, như thế nào? Không tin người chủ nhân ta hiện tại thực lực. Dương Nghị Vân thực khoe khoang nghiêng mắt thấy Yến Xích Hà. Yến Xích Hà bị Dương mẫu nhân quái hề hề ánh mắt nhìn chằm chằm trong lòng có chút phát mao, vội vàng xua xua tay nói, không không không. Không phải, ta tự nhiên là tin tưởng chủ nhân ngài pháp lực thông huyền, thuộc hạ chẳng qua là lo lắng. Được rồi, yên tâm. Người chủ nhân lòng ta hiểu rõ, chờ sát thượng Tiên Đan Lâu, ta làm ngươi kiến thức, bổn chủ nhân thực lực, như thế nào đi treo lên đánh giả diệp cái kia lão vương bát đản. Dương Nghị Vân cười cười đánh gãy Yến Xích Hà. Ách hảo đi, thuộc hạ tin tưởng chủ nhân, cùng lắm thì bồi chủ nhân ngài lên núi đao hạ chảo dầu. Lan Dương Nghị Vân càng nghe càng không đối vị, đã Yến Xích Hà một chân nói, ai muốn cùng ngươi hạ chảo dầu, bổn chủ nhân lần này rời núi. Là tới làm sự tình, muốn đau đầu chính là hắn Tiên Đan Lâu. Là, chủ nhân nói rất đúng. Yến Xích Hà lúc này nghe được Dương mẫu nhân càng là tự tin bạo lều nói, trong lòng kỳ thật liền càng là chột dạ, nhưng là không có biện pháp, ai làm hắn quán thượng như vậy một cái chủ nhân đâu. Liền tính là thật sự hạ chảo dầu, hắn cũng đến đi theo cùng nhau nhảy xuống đi. Hảo, xuất phát. Dương mẫu nhân bàn tay vung lên. Ba người một con chim tiến vào Tiên Đan Thành ồn ào náo động phồn hoa đường phố. Đối với Dương mẫu nhân sự tích, kỳ thật ở toàn bộ Tiên Đan Thành đều đã để lại truyền kỳ. Ở Tiên Đan Thành, tuy rằng lộ diện số lần một bàn tay đều số lại đây, nhưng là hắn tên tuổi lại sớm đã truyền khắp Tiên Đan Thành. Đầu tiên là tiến vào Tiên Đan Thành lần đầu tiên, cơ hồ là bạch nhặt một khối khắc văn đạo phù, ngay sau đó bị Tiên Đan Thành tam đại thế lực chi nhất, Tiên Đan Lâu đại tiểu thư giả hoa sen toàn thành truy nã. Lúc sau đó là quỷ mẫu yêu thụ sự kiện, như cũng bị truyền đi ra ngoài, toàn bộ Tiên Đan Thành tiên nhân đều đã biết Dương mẫu nhân. Bởi vì kinh động Tiên Đan Lâu lâu chủ giả diệp cái này hỗn nguyên nói tiên cao thủ, hơn nữa quỷ mẫu yêu thụ sự kiện chung, Tiên Đan Lâu, Ma Đan Điện, Mây Lửa các tam đại bên ngoài thượng thế lực đều xuất động, trừ cái này ra ngay cả luyện tạo tiên minh kim quy tiên nhân cũng trộn lẫn đi vào. Đương nhiên Ma Đan Điện điện lão Đông Nhan, còn có Tiên Đan Lâu giả hoa sen,
đại kiếm sư Hàn Dương đều chết ở bên trong. Như thế sự kiện ở Tiên Đan Thành truyền khai lúc sau, Dương Mỗ Nhân đại danh liền càng là bị Tiên Đan Thành tiên nhân biết rõ. Có người đáng tiếc Dương Nghị Vân như vậy một thiên tài hạng người cư nhiên lấy tự sát thức phương pháp nhảy vào quỷ mẫu yêu thụ bụng, cũng có người trào phúng xứng đáng, dùng có một khối khắc văn đạo phù, không bị người đuổi giết tính kế mới là lạ. Đương nhiên còn có người đối Dương Mỗ Nhân tỏ vẻ khâm phục, rốt cuộc Dương Nghị Vân sự tích làm đại gia cảm thấy, tình nguyện tự sát, cũng không bị giả diệp cái này hỗn nguyên cao thủ này thì A Tấn, là điều hán tử. Đồn đãi rất nhiều, dù sao Dương Mỗ Nhân ở Tiên Đan là nổi danh. Năm đó Dương Nghị Vân ba người bị giả hoa sen truy nã chính là ở Tiên Đan Thành toàn thành dán quá hình ảnh, như thế rất nhiều Tiên Đan Thành người đều nhớ rõ ba người bộ dáng. Tuy rằng trước sau từ giả hoa sen truy nã tính lên đến bây giờ đi qua 7-800 năm thời gian, nhưng tính chính là hạ giới thời gian, điểm này thời gian đối tiên giới tiên nhân tới nói, kỳ thật chính là búng tay vung lên thời gian. Không đáng kể chút nào, chỉ cần gặp qua ba người hình ảnh tiên nhân nhưng đều nhận ra tới. Đặc biệt muốn nói chính là, ba người trung Dương Mỗ Nhân một đầu tóc bạc nhất thấy được, thực dễ dàng khiến cho lực chú ý. Cho nên đương ba người bước vào ồn ào náo động phồn hoa Tiên Đan Thành đường phố lúc sau, một chút liền khiến cho rất nhiều người chú ý. Rốt cuộc Dương Mỗ Nhân bên người còn đi theo một cái tuyệt sắc dung nhan tuyết hương. Như thế dưới tình huống, tưởng không làm cho người khác lực chú ý đều khó. Thực mau liền có người nhận ra Dương Nghị Vân. Có người hiểu chuyện dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Dương Nghị Vân ba người, nhỏ giọng nghị luận lên. Ai các người nhìn xem. Này ba người giống không giống năm đó bị Tiên Đan lâu truy nã người. Còn đừng nói là có điểm giống a. Cái gì có điểm, đó chính là, này ba người ảnh hưởng năm đó ta chuyên môn xem qua, tóc bạc cái kia kêu Dương Nghị Vân, nữ kêu Tuyết Hương, bên người cái kia tùy tùng là Yến Xích Hà. Không đúng a, nghe đồn 400 năm trước Dương Nghị Vân không phải đã chết sao, hình như là tự sát, chủ động nhảy vào vạn tái thụ yêu, quỷ mẫu yêu thụ miệng, nghe nói hóa thành một bãi huyết a. Người từ nào nghe nói, như vậy rõ ràng. Ta có cái sư huynh đại biểu ca tỷ tỷ bằng hữu huynh đệ ở mây lửa các làm việc, chính là năm đó quỷ mẫu yêu thụ sự kiện chứng kiến giả chi nhất, nói là Dương Nghị Vân ở Tiên Đan lâu lâu chủ giả diệp bức bách dưới, tình nguyện tự sát, cũng không cho giả diệp nhục nhã cơ hội, nhảy vào quỷ mẫu yêu thụ bụng chung, hóa thành một quán mủ huyết. Đúng vậy, ta một cái huynh đệ bằng hữu ở luyện tạo tiên môn làm thị vệ, cũng là nói như thế. Đi qua 400 năm. Không nghĩ tới Dương Nghị Vân cư nhiên còn sống, đồn đãi thoạt nhìn không thật a. Ai nói không phải đâu, xem Dương Nghị Vân ba người bộ dáng, tựa hồ có đại cơ duyên a. Bất quá, nếu còn sống, bọn họ như thế nào còn ra tới, lúc này không phải hẳn là trốn đi, hoặc là rời đi Tiên Đan Thành thế giới sao? Cũng đúng vậy, nếu là Tiên Đan lâu biết, chẳng phải là tử lộ một cái. Nhìn dáng vẻ bọn họ là vừa từ quỷ mẫu yêu thụ nơi đi ra. Lúc này như thế nào còn không chạy nhanh trốn đâu. Nếu như bị Tiên Đan lâu người biết, muốn chạy trốn liền khó khăn. Hiện tại liền tính muốn chạy trốn cũng đã chậm, Tiên Đan lâu người sợ là đã sớm biết. Cái này Dương Nghị Vân chết chắc rồi, Tiên Đan lâu lâu chủ giả diệp sợ là sẽ tự mình ra tay. Ta xem a, chưa chắc. Dương Nghị Vân đem từng tiếng nghị luận đều nghe vào trong tai, khóe miệng giơ lên lộ ra tới tà tà ý cười, hắn không để ý đến này đó nghị luận thanh. Mà là trực tiếp về phía trước đi đến. Tiên Đan lâu ở Tiên Đan Thành đại danh đỉnh đỉnh, ai đều biết. Hắn mang theo Tuyết Hương cùng Yến Xích Hà, trên vai tức khắc thần ma điểu, thẳng đến Tiên Đan lâu, đối kỳ quân tiên nhân hứa hẹn, trước tiên muốn thực hiện. Đến nỗi giờ phút này có thể hay không bị Tiên Đan lâu người phát hiện bọn họ, này đã không quan trọng, hắn vốn dĩ chính là đi tạp bãi, chuẩn xác mà nói là đi diệt Tiên Đan lâu. Có biết hay không không sao cả. Đương Dương Nghị Vân ba người xuất hiện ở Tiên Đan Thành sau, toàn bộ Tiên Đan Thành, có thể thuyết minh ngầm đều đã nổ tung nồi. Tiên Đan lâu. Giả Diệp trước tiên nhận được tin tức. Cái gì, ngươi nói Dương Nghị Vân kia tiểu tử còn sống. Giả Diệp vẻ mặt không thể tin tưởng hỏi cùng truyền thủ hạ. Hồi bẩm lâu chủ, thiên chân vạn xác, thuộc hạ tự mình xác nhận. Tên này thủ hạ trả lời. Truyền lệnh đi xuống cấp nhìn chằm chằm chết Dương Nghị Vân, không thể làm hắn ra khỏi thành. Giả Diệp hạ lệnh, là, nhìn theo tên này thủ hạ đi ra ngoài, Giả Diệp nhìn phía chân trời có chút thất thần, hắn tưởng không rõ Dương Nghị Vân sao có thể sống sót. Năm đó hắn chính là chính mắt thấy Dương Nghị Vân nhảy nhảy vào quỷ mẫu yêu thụ lốc xoáy chung. Đối này, Giả Diệp biết Dương Nghị Vân thập tử vô sinh.
bởi vì hắn biết vạn tái quỷ mẫu yêu thụ ý nghĩa cái gì, kia chính là hắn cũng không dám trêu chọc đại yêu thụ, thực lực tu vi tuyệt đối có thể cùng Hỗn Nguyên nói tiên đại viên mãn sánh vai, thậm chí càng hơn. Năm đó Dương Nghị Vân chỉ là một cái nho nhỏ kim tiên, tiến vào quỷ mẫu yêu thụ bụng, chỉ có hóa thành một quán ngủ huyết, bị quỷ mẫu yêu thụ hoàn toàn hút khô luyện hóa vận mệnh, là không có khả năng tồn tại. Chính là hắn cũng biết thủ hạ là sẽ không tại đây chờ sự tình thượng lừa gạt hắn, chính là nói Dương Nghị Vân đích xác còn sống. Dương Nghị Vân như thế nào sống sót, thật sự là cái mê. Giờ phút này ngay cả Giả Diệp đều muốn biết. Mạc danh Giả Diệp nghĩ đến Dương Nghị Vân những việc này, trong lòng liền có chút bực bội, cho nên hắn không có sốt ruột tự mình đi ra ngoài tìm Dương Nghị Vân tính sổ, mà là phái người đi nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân, hắn phải nghĩ lại này trong đó kỳ quặc chỗ. Bất quá có một chút Giả Diệp trong lòng hận khẳng định, đó chính là đối với Dương Nghị Vân hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn Giả Diệp nữ nhi không thể bạch chết. Huống chi Dương Nghị Vân trên người còn có cùng kỳ quân tiên nhân có quan hệ đồ vật, có lẽ kỳ quân đan phương liền ở Dương Nghị Vân trên người. Nhưng là đối Dương Nghị Vân như thế nào còn không có tồn tại sự, hắn trong lòng là có rất lớn nghi hoặc, phải nghĩ lại rõ ràng lại nói, tiểu tử này cư nhiên ở 400 năm sau lại lần nữa xuất hiện ở tiên đan thành, này quá mức không thể tưởng tượng. Cùng thời gian, Ma Đan Điện, Mây Lửa Các cùng với Luyện Tạo Tiên Minh đều nhận được đồng dạng tin tức. Ma Đan Điện Đông Nhan năm đó kỳ thật không có người nhìn đến có phải hay không chết ở Dương Nghị Vân trên tay, nhưng là đối với Ma Đan Điện cao tầng tới nói, Đông Nhan chết nhất định cùng Dương Nghị Vân thoát không được can hệ, cho nên cũng đồng dạng phái ra người đi nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân, Ma Đan Điện cao tầng cũng bắt đầu có tự hỏi cùng mưu hoa, rốt cuộc Dương Nghị Vân trên người có khắc văn đạo phù tồn tại. Mặt khác nếu thật là Dương Nghị Vân còn sống nói, như vậy hắn là như thế nào ở quỷ mẫu yêu thụ trên tay sống sót? Điểm này Ma Đan Điện người thực cảm thấy hứng thú. Mây Lửa Các cảnh sán được đến tin tức lúc sau, lại là tự mình nhích người, nàng là năm đó việc chứng kiến giả, năm đó chỉ là đơn thuần vì Dương Nghị Vân trong tay khắc văn đạo phù mà theo dõi Dương Nghị Vân. Hiện tại nghe được Dương Nghị Vân còn sống tin tức lúc sau, cảnh sán đã bắt đầu đối Dương Nghị Vân hứng thú vượt qua khắc văn đạo phù, cho nên tự mình nhích người, muốn đi vừa thấy đến tột cùng. Đến nỗi Luyện Tạo Tiên Môn, Kim Quy Tiên Nhân được đến thủ hạ báo lại. Ước chừng ngây người một hồi lâu, truy vấn ba lần xác định, thủ hạ không phải ở trêu chọc hắn sau, nhanh như chớp vọt vào trên đỉnh đầu Tư Hỗn Nguyên nói tiên đinh hòa bình phòng. Dương Nghị Vân còn sống tin tức, với hắn mà nói không thua gì một viên bom nổ tung, hắn yêu cầu tự mình đi xin chỉ thị đinh hòa bình đại nhân. Năm đó việc đối với Kim Quy Tiên Nhân tới nói, kỳ thật cũng thực buồn bực, hắn bị Giả Diệp năm đó một cái lăn tự, đến bây giờ chính là không quên, lần này nếu thật là Dương Nghị Vân sống sờ sờ xuất hiện. Hắn yêu cầu chính là Hỗn Nguyên nói tiên đinh hòa bình đại nhân tự mình rời núi. Đối với Giả Diệp tới nói, hắn bị Dương Nghị Vân sự cấp ảnh hưởng, như vậy tưởng, cũng tưởng không rõ ràng lắm không nghĩ ra Dương Nghị Vân là như thế nào sống sót, dù sao hắn cảm giác chung phi thường bực bội. Nửa hướng lúc sau, Giả Diệp hừ lạnh một tiếng lẩm bẩm, thật là hỗn trướng, một cái nho nhỏ vô danh hạng người, thế nhưng có thể nhiễu loạn bổn tọa đạo tâm, đương chu chi, hết thảy liền thanh tĩnh. Giả Diệp lập tức quyết định, tự mình đi nhìn xem, mặc kệ hắn Dương Nghị Vân có cái gì quỷ dị chỗ, ở hắn cái này sơ phẩm Hỗn Nguyên nói tiên trong mắt không đáng giá nhắc tới, bất luận cái gì ở quỷ dị ở tuyệt đối thực lực tu vi trước mặt, nhiều là hổ giấy. Trực tiếp xử lý Dương Nghị Vân hết thảy tự nhiên liền không có. Mới vừa quyết định tự mình đi ra ngoài thời điểm, đại điện ở ngoài vang lên vội vàng tiếng bước chân, ngay sau đó một người thủ hạ hoảng sợ tiến vào, vội vàng hồi báo nói, khởi bẩm lâu chủ. Kia Dương Nghị Vân đánh tới cửa tới, chúng ta phái ra đi người đều bị hắn cấp giết. Cái gì, sao lại thế này, Giả Diệp chấn động, hắn rõ ràng chính mình này đó thủ hạ đều là cái gì tu vi, hơn nữa xuất động đều là một cái tiểu đội, tu vi đều là đại la, nghe ý tứ đều không có ngăn trở. Này liền có chút không giống bình thường. Kia Dương Nghị Vân tu vi sâu không lường được, tùy tay là có thể nháy mắt hạ gục chúng ta thượng phẩm đại la thị vệ, căn bản khó không được. Trực tiếp hướng về chúng ta tiên đan lâu sớm tới hội báo thủ hạ lòng còn sợ hãi. Giả Diệp nghe thủ hạ hội báo, cái này thật đúng là trong lòng nhảy dựng. Có thể nháy mắt hạ gục thượng phẩm đại la. Này nhưng ít nhất đến là sơ phẩm Hỗn Nguyên tu vi mới được, đại la đại viên mãn đỉnh cũng làm không được. Trong lòng thực kinh ngạc, ngay sau đó Giả Diệp hừ lạnh một tiếng nói, đi ra ngoài nhìn xem, là người hay quỷ. Một cái lắc mình Giả Diệp biến mất. Nếu Dương Nghị Vân trực tiếp đánh thượng môn tới,
với hắn mà nói đảo cũng bất việc nhi. Tiên Đan Thành khắp nơi thế lực đều thu được Dương Nghị Vân xuất hiện tin tức, hơn nữa biết được Dương Nghị Vân trực tiếp đánh thượng Tiên Đan Lâu. Bực này thời điểm mấy thế lực lớn, nhưng đều ở nhìn chằm chằm. Hoặc là nói đang xem diễn. Đối với Tiên Đan Thành thế lực khác tới nói, Dương Nghị Vân đi tìm Tiên Đan Lâu phiền toái, bọn họ chính là vui nhìn đến. Tốt nhất có thể đem Tiên Đan Lâu cấp diệt, bọn họ mới cao hứng. Nhưng là, tiêu diệt Tiên Đan Lâu này có thể sao? Ở này đó thế lực trong mắt, Dương Nghị Vân đi diệt Tiên Đan Lâu, không thể nghi ngờ chính là mơ mộng hão huyền. Tiên Đan Lâu cao thủ nhiều như mây, có thể xưng là Tiên Đan Thành tam đại thế lực chi nhất, lại có giả diệp cái này Hỗn Nguyên nói tiên tọa chấn, há có thể là như vậy hảo diệt. Chính là mấy nhà biết được Dương Nghị Vân trực tiếp đánh thượng Tiên Đan Lâu, phất tay chi gian liền nháy mắt hạ gục Tiên Đan trên lầu phẩm đại la thị vệ lúc sau, một đám lại là chấn kinh rồi. Mặc kệ nói như thế nào, Dương Nghị Vân trực tiếp đi tạp Tiên Đan Lâu bãi, chính là thật oanh động toàn bộ Tiên Đan Thành, trong tối ngoài sáng thế lực đều hướng về Tiên Đan Lâu hội tụ mà đi. Đến nỗi giờ phút này Dương Mẫu Nhân chính là tương đương kiêu ngạo cao điệu đánh đi lên Tiên Đan Lâu. Hắn tả hữu mang theo Tuyết Hương cùng Yến Xích Hà, tới rồi Tiên Đan Lâu nơi. Tiên Đan Lâu lại nói tiếp là lâu, kỳ thật đều không phải là như thế, mà là một chỗ ở Tiên Đan Thành phương đông chiếm cứ phạm vi 30 dặm. Tựa vào núi mà kiến siêu đại trang viên. Khi bọn hắn ba người đạt tới Tiên Đan Lâu đại môn thời điểm, thấy được Tiên Đan Lâu kia giống như tường thành giống nhau sơn môn, cao lớn dày nặng rất có khí thế. Tiên Đan Lâu ba cái thiếp vàng chữ to tấm biển cao treo ở chính phía trên. Một đường đi tới hắn nghe được rất nhiều nghị luận thanh, cũng siêu tập phán đoán ra rất nhiều tin tức, hơn nữa phát hiện bên người từng đạo mang theo địch ý hơi thở. Dương Nghị Vân biết hơn phân nửa là Tiên Đan Lâu người. Từ hắn xuất hiện lúc sau cũng đã ở nhìn chằm chằm hắn. Nhưng hắn không để ý đến, dù sao là đi Tiên Đan Lâu tìm giả diệp tính sổ, đi theo liền đi theo. Đến địa phương sau, đối mặt Tiên Đan Lâu sơn môn, Dương Nghị Vân lúc này mới dừng lại. Hắn cảm nhận được sơn môn có trận pháp tồn tại. Cũng nghe đến quá có người nói, Tiên Đan Lâu sơn môn trận pháp là giả diệp mời tới một vị cùng cấp bậc trận pháp sư tự mình bố trí mà thành, không phải cao giai Hỗn Nguyên căn bản đừng nghĩ lay động. Đối này Dương Nghị Vân đứng ở sơn môn lúc sau, thấy được hai gã gác sơn môn kim tiên, nhếch miệng cười nói, mở cửa, làm ta đi vào, chỉ nói một lần. Làm càn, đây là Tiên Đan Lâu, ngươi là người phương nào lớn mật như thế, Tiên Đan Lâu há có thể là tùy tiện đi vào. Kỳ thật một người kim tiên giận dữ. Ha ha! Dương Nghị Vân ha hả cười, bỗng nhiên vung tay lên hai cái trông cửa thượng phẩm kim tiên tức khắc hóa thành hôi phi. Hiện tại hắn đối kim tiên ra tay. Thật đúng là khi dễ người. Bất quá hắn cho ta hai cái kim tiên cơ hội, nếu lệnh người không cảm kích, kia hắn biết ra tay giết chi. Lại nói, hắn tới Tiên Đan Lâu vốn chính là tới giết người. Đối kỳ quân tiên nhân hứa hẹn là, tiêu diệt Tiên Đan Lâu, xử lý giả diệp, cái này diệt chính là diệt môn. Chỉ cần là Tiên Đan Lâu người, nhưng đều ở hắn lời thề trong vòng. Tuy rằng Dương Mẫu Nhân không nghĩ sát những người khác, nhưng không có biện pháp. Đã cho cơ hội không cần liền không nên trách hắn. Tới nhiều ít sát nhiều ít. Mặt khác, hắn cũng biết sở hữu Tiên Đan Lâu bất luận cái gì đều sẽ đem hắn coi là địch nhân, đều sẽ đối hắn ra tay, đối địch dưới không có gì đúng sai. Này hai cái dừng tay sơn môn kim tiên cũng không biết Dương Nghị Vân là người phương nào. Cũng khó trách đối Dương Mẫu Nhân quát lớn. Chém giết rớt hai cái kim tiên trông coi lúc sau, bốn phía tức khắc vèo 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 xuất hiện tám gã đại la. Những người này đều là phía trước giả diệp phái ra đi nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân thị vệ, là Tiên Đan Lâu nhất trung gian lực lượng. Tám đại la, bốn cái trung phẩm, bốn cái thượng phẩm, đem Dương Nghị Vân bao quanh vây quanh. Ha ha, rốt cuộc nhìn không được sao Dương Nghị Vân chút nào không đem tám đại la để vào mắt tự nói chuyện. Chính là Dương Nghị Vân, tám đại la đi ra một người thượng phẩm đại la đỉnh, người này xem như thị vệ trung dẫn đầu, cũng là giả diệp phái ra đi nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân người. Tuy rằng gặp qua Dương Nghị Vân ảnh hưởng, cũng biết Dương Nghị Vân sự tích, nhưng như cũng không có biện pháp xác định có phải hay không Dương Nghị Vân. Rốt cuộc giờ phút này đối mặt cái này Dương Nghị Vân tu vi đồng dạng là đại la thượng phẩm. Dương Nghị Vân biết đối phương trong giọng nói ý tứ, đơn giản là không thể tin được hắn còn có thể tồn tại. Việc này cũng không có gì hảo giấu giếm, hắn nếu dám đến tìm Tiên Đan Lâu phiền toái, liền làm tốt sung túc chuẩn bị. Nhếch miệng cười nói, không cần suy nghĩ nhiều.
ta chính là năm đó các ngươi toàn thành ở truy nã Dương Nghị Vân, mở ra sơn môn, sau đó tránh ra lộ, làm ta đi vào, hoặc là đi kêu giả Diệp ra tới nhận lấy cái chết, nếu không làm phiên các ngươi. Nhẹ nhàng bâng quơ một câu làm phiên các ngươi, ở chu vi xem cùng tám gã tiên đan lâu đại la trong tai, giống như là Dương Nghị Vân làm phiên kia chỉ ruồi bọ mũi giống nhau ngữ khí. Cái này làm cho tiên đan lâu tám đại la thị vệ nổi trận lôi đình, cũng xác định thật là Dương Nghị Vân. Quả thực không chết. Thật lớn khẩu khí, tưởng sấm ta tiên đan lâu, gặp nhau nhà ta lâu chủ, ngươi còn chưa đủ tư cách, nếu năm đó không chết, hiện tại liền đưa ngươi đi tìm chết một lần, hừ. Thị vệ thủ lĩnh bị Dương Nghị Vân coi rẻ cấp khí tạc, hừ lạnh một tiếng lập tức nhằm phía Dương Nghị Vân, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, nổi giận gầm lên một tiếng, phong vân sát. Ngay sau đó thiên địa phong vân biến sắc, một đao mà ra, khí thế như hồng chém về phía Dương Nghị Vân. Kém đến xa Nga. Dương Mẫu Nhân thì thầm trong miệng, bỗng nhiên ánh mắt sắc bén lên, trong tay đổ long kiếm nhất kiếm mà ra. Hắn cũng không cần bất luận cái gì thần thông, trực tiếp thúc dục trong ngoài càn khôn công, dùng tới thuần túy nhất pháp lực cùng thân thể chi lực, dùng với đổ long kiếm, ngạnh đối phương này một đao ra tay. Chu vi xem, chỉ có thấy một đạo ngân quang chợt lóe. Ngay sau đó liền nghe được hét thảm một tiếng, a. Ngay sau đó lại thấy tiên đan lâu thị vệ thủ lĩnh ngừng lại, thân thể vừa động cũng không có động, như cũ vẫn duy trì ra tay một đao bổ về phía Dương Nghị Vân tư thế. Nhưng là, ngay sau đó lại là một tiếng ầm mà vang. Chỉ thấy tên này tiên đan lâu thị vệ thủ lĩnh trong tay đại đao tiên khí cắt thành hai đoạn rơi xuống trên mặt đất, mà hắn bản thân còn lại là giữa mày chỗ chảy ra một cái huyết tuyến, ngay sau đó thân thể từ hai trung gian phân liệt, trở thành hai nửa. Lại là bị Dương Nghị Vân một kích nháy mắt hạ gục. T. Bốn phía tức khắc vang lên hít hà một hơi thanh âm. Này, quá cường đi. Nhất chiêu nháy mắt hạ gục thượng phẩm đại la A. Ta nhận được người bị giết, chính là tiên đan lâu thị vệ thủ lĩnh Tiêu Sinh, chính là thượng phẩm đại la đỉnh tu vi, ở tiên đan lâu trong cao thủ xem như danh liệt trước giáp, không nghĩ tới Dương Nghị Vân một kích phải giết. Thoạt nhìn Dương Nghị Vân tu vi cũng là thượng phẩm đại la cấp bậc A. Như thế nào sẽ như thế cường đại, nháy mắt hạ gục một người thượng phẩm đại la, sợ là sơ phẩm hỗn nguyên cũng muốn phế điểm sự, cái này Dương Nghị Vân thật sự là nghịch thiên. Ai nói không phải đâu, ta nhớ rõ năm đó giả hoa sen toàn thành truy nã Dương Nghị Vân thời điểm, nghe nói Dương Nghị Vân chi là cái hạ ve kim tiên, lúc này mới đi qua bao lâu, căng chết 800 năm đi, hắn cũng đã thượng phẩm đại la. Còn không phải sao, như thế tốc độ tu luyện, thật sự yêu nghiệt. Hiện tại xem ra 400 năm trước trong lời đồn Dương Nghị Vân bị quỷ mẫu yêu thụ cắn nuốt, đồn đãi không thật a. Ta xem đồn đãi chưa chắc không thật, thực rõ ràng tại đây 400 năm chung Dương Nghị Vân từng có đại cơ duyên. Chu vi xem giả đối Dương Nghị Vân nghị luận không ngừng, đủ loại suy đoán nghị luận đều có. Dù sao cũng phải tới nói, đều gia tăng đối Dương Mẫu Nhân nhận chi. Mà ở Dương Nghị Vân nhất kiếm chém giết tiên đan trên lầu thị vệ thủ lĩnh lúc sau. Còn lại trong 7 người có người giận dữ, mắng hướng về Dương Nghị Vân công kích mà đến. Bọn họ thủ lĩnh bị giết, này còn phải. Vẫn là bị giết ở cửa nhà, mất mặt a. Đương nhiên cũng có người đối Dương Nghị Vân có sợ hãi, trong đó một tiếng hô to một tiếng, đại gia cùng nhau thượng, hắn cũng không phải ba đầu sáu tay. Sát! Trong 7 người tức khắc có 6 người đối Dương Nghị Vân xung phong liều chết lại đây, trong đó một người lại là xoay người trốn giống nhau tiến vào tiên đan lâu sơn môn. Hắn sợ hãi, nhưng cũng là đi cùng truyền lâu chủ giả Diệp. Yến Xích Hà cùng Tuyết Hương nhìn đến 6 cái đại la cùng nhau đối Dương Nghị Vân ra tay, hai người tức khắc liền phải hỗ trợ, bất quá Dương Mẫu Nhân thực khí phách nói, các ngươi ở một bên nhìn, tiên đan lâu người, ta đối người từng có hứa hẹn, muốn đích thân động thủ, bọn họ còn chưa đủ xem. Dứt lời lúc sau, Dương Mẫu Nhân thân hình chợt lóe trực tiếp đối thượng 6 cái đại la. Kế tiếp không hề trì hoãn một hồi nghiền áp bắt đầu rồi. Không hề nghi ngờ, vài phút sau 6 cái tiên đan lâu đại la thị vệ, đều thành Dương Mẫu Nhân kiếm hiệp chi quỷ. Sát đại la tựa như sát gà cẩu giống nhau. Chờ giết chết 6 cái đại la lúc sau, Dương Nghị Vân bỗng nhiên nheo lại đôi mắt, nhìn về phía tiên đan lâu sơn môn, hắn toàn thân căng chặt dựng lên, cảm nhận được một cổ cường đại hơi thở đột kích. Lúc này không cần hỏi, biết là giả Diệp tới. Kỳ thật hắn giết này mấy cái đại la, chính là chờ giả Diệp ra tới. Quả nhiên bị hắn một hơi xử lý 7 tên đại la lúc sau, giả Diệp ra tới. Dương Nghị Vân tin tưởng giả Diệp nhất định thấy được sơn môn ở ngoài phát sinh hết thảy. Cho nên ngồi không được,
rốt cuộc nhảy ra ngoài. Nhưng Dương Nghị Vân liền chờ hắn ra tới. Tiên đan lâu xử lý giả Diệp, chẳng khác nào hủy diệt. Hắn cũng liền hoàn thành đối kỳ quân tiên nhân hứa hẹn lời thề. Đương nhiên hắn biết tiên đan lâu kỳ thật thế lực thực khổng lồ, tiên đan thành tiên đan lâu gần là trong đó phân bộ mà thôi. Dương Nghị Vân càng thêm minh bạch tiêu diệt tiên đan thành cái này phân bộ, sẽ chọc phải một cái lớn hơn nữa tiên đan lâu, nhưng... không sao cả. Hắn đối kỳ quân tiên nhân hứa hẹn, chỉ là diệt giả Diệp, mặt khác tiên đan lâu không đi để ý tới, chỉ cần không trêu chọc hắn là được. Đương nhiên chờ tiêu diệt tiên đan thành cái này tiên đan lâu sau, mặt khác tiên đan lâu có thể hay không tìm hắn phiền toái, Dương Nghị Vân không biết, cũng không sợ, đây là về sau sự tình. Trước mắt hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là xử lý giả Diệp. Đối giả Diệp Dương Nghị Vân ấn tượng khắc sâu vô cùng, 400 năm trước kia một ngày bị giả Diệp nhục nhã cùng coi rẻ, rõ ràng trước mắt. Tuy rằng hắn hiện tại là thượng phẩm đại La Tu Vi, có được quỷ mẫu yêu thụ thần thông thiên phú, kén thực lực không sợ chút nào sơ phẩm hỗn nguyên giả Diệp. Nhưng hỗn nguyên chi đạo cao thủ, chính là cao thủ. Cần thiết phải dùng thượng 12 vạn phần tinh thần tới đối đãi, không chấp nhận được qua loa. Một cái vô ý liền sẽ cống ngầm lật thuyền. Hắn đích xác tin tưởng cường đại, nhưng lại không phải tự đại. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi, Dương Nghị Vân tiếp xúc quá tiên nhân chung, tiên vương tiên yến thành có, tự nhiên biết ở tiên giới, hỗn nguyên cảnh giới tuy nói là cái đường ranh giới, xưng được với một tiếng cao thủ, nhưng lại ở còn không có chân chính tiến vào cường giả vòng chung. Hắn sợ cho rằng cường giả vòng, chính là hỗn nguyên phía trên, cũng là vừa rồi bắt đầu mà thôi. Giờ phút này Dương Nghị Vân toàn thân trạng thái điều chỉnh tới rồi tốt nhất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiên đan lâu sơn môn. Chờ giả Diệp ra tới. Trong sân không khí cũng ở thời điểm này khẩn trương lên. Tiên đan lâu bốn phía, mặt khác mấy thế lực lớn đều đến đông đủ, hơn nữa chính mắt thấy Dương Nghị Vân sát đại la như sát gà cẩu giống nhau thủ đoạn. Mà đan điện người vốn đang muốn tìm Dương Nghị Vân thảo cái cách nói, hỏi thượng vừa hỏi năm đó bọn họ ma đan điện điện lão đông nhan là chết như thế nào. Mà khi xem qua Dương Nghị Vân đại triển thần uy lúc sau, tiến đến ma đan điện điện lão chuẩn bị ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Bởi vì không như vậy bản lĩnh hoặc là nói lá gan đi cùng Dương Nghị Vân chiến đấu. Đến nỗi mây lửa các cảnh sán đã sớm đạo tràng, chẳng qua giờ phút này ở một nhà tử lầu dùng tiên thức ở quan sát đến Dương Nghị Vân, hai tròng mắt chung tràn đầy khiếp sợ cùng tò mò. Cảnh sán biết từ giờ trở đi, nàng đã cùng Dương Nghị Vân trên người khắc văn đạo phủ vô duyên. Bởi vì đối mặt hiện tại Dương Nghị Vân, nàng không có tin tưởng cùng chi nhất chiến. Hắn kỳ tích tồn tại, kỳ tích xuất hiện. Kỳ tích cường đại, kỳ tích tu vi đạt tới thượng phẩm đại la chi cảnh. Ở cảnh sán trong mắt Dương Nghị Vân trở thành một cái kỳ tích. Đối hắn hiện tại càng có rất nhiều tò mò, rất muốn biết Dương Nghị Vân rốt cuộc là cái dạng gì người. Đến nỗi luyện tạo tiên minh kim quy tiên nhân mang theo 7-8 danh đại la cao thủ xuất động, giấu ở trong đám người, vốn dĩ muốn ra tới trợ giúp Dương Nghị Vân, không nghĩ tới chỉ chớp mắt Dương Nghị Vân một hơi xử lý 7 cái đại la, kim quy tiên nhân bị thật sâu chấn động một phen. Lúc trước hắn vâng mệnh Đinh Hòa Bình đại nhân chỉ thị đi có thể mượn sức Dương Nghị Vân, kết quả lại là cuối cùng sát ra giả Diệp, dẫn tới hết thảy uổng phí. Cũng không có trong dự đoán Dương Nghị Vân sau lưng luyện đan đại gia ra tới cấp đồ đệ báo thù trường hợp, nhưng là khi cách 400 năm Dương Nghị Vân thế nhưng tồn tại xuất hiện, hơn nữa tu vi còn đạt tới thượng phẩm đại la chi cảnh. Chính mắt thấy Dương Nghị Vân một hơi chém giết 7 tên đại la thủ đoạn, thực chấn động. Kim Quy Tiên Nhân biết chính mình cái này được xưng tiên đan thành đại la đệ nhất nhân tồn tại, từ hôm nay trở đi hữu danh vô thực, Dương Nghị Vân bực này thủ đoạn mới là đại la vô địch. Giờ phút này nhìn lại, Dương Nghị Vân đột nhiên dừng lại, ánh mắt gắt gao tiên đan lâu sơn môn chỗ, không khí không khỏi khẩn trương lên. Kim Quy Tiên Nhân cũng nheo lại ánh mắt trong lòng thầm nghĩ, giả Diệp rốt cuộc ra tới. Đồng thời hắn bóp nát một đạo đưa tin phù, này đạo đưa tin phù tự nhiên là đi thông chi Đinh Hòa Bình đại nhân. Đối mặt giả Diệp cái này hỗn nguyên cao thủ, bọn họ này đó đại la là không có biện pháp vừa đứng, chỉ có Đinh Hòa Bình đại nhân có thể ra tay, đều là hỗn nguyên chi cảnh, có rất nhiều thủ đoạn ứng đối. Khi cách mấy trăm năm, Đinh Hòa Bình đại nhân nghe được Dương Nghị Vân tin tức sau, như cũ là năm đó thái độ, mượn sức Dương Nghị Vân, một cái giả Diệp mà thôi, luyện tạo tiên minh còn không bỏ ở trong mắt. Cho nên Kim Quy Tiên Nhân thông chi chuôi đèn cấp trên Đinh Hòa Bình, tiến đến gặp giả Diệp, hỗn nguyên đối hỗn nguyên. Mới là cùng cấp bậc đối thủ, cũng là càng thêm trực quan trợ giúp Dương Nghị Vân.
Đương nhiên lúc này Dương Nghị Vân tuy rằng ở Kim Quy Tiên Nhân trong mắt thực lực cường đại, nhưng đối mặt Giả Diệp ở cái này sơ phẩm hỗn nguyên, Kim Quy Tiên Nhân cũng không xem trọng. Lúc này nếu Đinh Hòa Bình Đại Nhân ra tay giúp trợ Dương Nghị Vân, chính là đưa than ngày tuyết, tự nhiên có thể đạt được Dương Nghị Vân hảo cảm, vì mượn sức Dương Nghị Vân, Đinh Hòa Bình Đại Nhân tự mình ra tay cũng là có thể. Ong! Một tiếng nổ vang vang lên. Tiên đan lâu sơn môn quang mang lóng lánh. Ngay sau đó Dương Nghị Vân hai tròng mắt nheo lại, siết chặt nắm tay, Giả Diệp rốt cuộc xuất hiện. Cái này lão bất tử như cũ là 400 năm trước kia chờ coi rẻ hết thảy ánh mắt, tựa hồ trong mắt hắn ở đây không ai là đối thủ, đều là con kiến giống nhau. Ha ha, tiểu tử còn sống, thực hào thật vất vả tồn tại cư nhiên không chạy, còn dám tìm tới môn tới, thật là thiên đường có đường địa ngục không cửa ngươi xông tới, bổn tọa hôm nay cũng sẽ không cho ngươi cơ hội, lại đây chịu chết đi. Đương Giả Diệp xuất hiện lúc sau, ánh mắt đầu tiên liền không kiêng nể gì nhìn quét ở Dương Nghị Vân trên người, trong mắt hắn Dương Nghị Vân đích xác bất đồng, tu vi là thượng phẩm đại la, 400 năm thời gian tu vi đạt tới thượng phẩm đại la, không thể không nói một tiếng thần tốc. Có thể nháy mắt hạ gục hắn thủ hạ đại la thị vệ, càng là khó lường. Nhưng ở Giả Diệp trong mắt, đại la trung quy là đại la, cho dù là đại la đỉnh, cũng như cũ là đại la, hỗn nguyên cùng đại la chi gian không thể so sánh. Nhìn thấu Dương Nghị Vân tu vi cảnh giới lúc sau, Giả Diệp hết thảy lo lắng biến mất, dùng cao cao tại thượng vương giả coi rẻ đối với Dương Nghị Vân nhàn nhạt nói chuyện. Dương Nghị Vân đâu? Nghe thấy cái này thời điểm Giả Diệp nói chuyện, nhìn hắn nhìn chằm chằm chính mình kia chờ coi rẻ ánh mắt, nắm tay nắm chặt chậm rãi mở miệng nói, đích xác không chết thành, ta hẳn là cảm tạ ngươi, nếu không cũng tiến giai không đến hiện tại tu vi. Giả Diệp năm đó tiểu gia nói qua, ngày nào đó bất tử, định hủy diệt ngươi tiên đan lâu, hôm nay là tới thực hiện hứa hẹn, giết ngươi, hủy diệt ngươi tiên đan lâu, cấp kỳ quân tiên nhân một công đạo, hôm nay tân lão trướng cùng nhau tính, tiểu gia chung ngươi. Dương Nghị Vân đằng đằng sát khí nói chuyện, đồng dạng coi rẻ Giả Diệp, trong mắt hắn Giả Diệp như cũ là năm đó tu vi hơi thở, không có tăng trưởng, nhưng hắn cũng đã không phải năm đó hắn. Hơn nữa hôm nay tái kiến Giả Diệp, năm đó cái loại này trên người hắn phát ra áp lực đã cảm thụ không đến. Hiện tại hắn chỉ có một ý niệm, làm phiên cái này lão bất tử. Tiểu tử tìm chết. Giả Diệp thân hình vừa động, vèo một chút hóa thành tia chớp giống nhau tốc độ, một quyền thẳng đến Dương Nghị Vân tạp tới. Bên kia Kim Quy Tiên Nhân bên người vầng sáng chợt lóe, luyện tạo tiên minh Đinh Hòa Bình xuất hiện. Đại nhân Giả Diệp ra tay Kim Quy Tiên Nhân nhìn có chút vì Dương Nghị Vân sốt ruột, ý tứ là Đinh Hòa Bình ra không ra tay. Không vội, nhìn kỹ hãng nói. Dương Nghị Vân trong cơ thể có một cổ phi thường kỳ quái, nhưng lại rất cường đại hơi thở, có lẽ chúng ta còn Dương Nghị Vân xem nhẹ hắn. Nghe Đinh Hòa Bình nói chuyện, Kim Quy Tiên Nhân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Đinh Hòa Bình đối Dương Nghị Vân đánh giá như thế cao, chẳng phải là nói, Dương Nghị Vân thực sự có năng lực cùng hỗn nguyên cấp bậc cao thủ quyết đấu. Gật gật đầu không nói chuyện nữa, hai người đem ánh mắt đặt ở giữa sân. Mà lúc này Dương Nghị Vân đối mặt Giả Diệp một quyền tạp tới, trong lòng cười lạnh. Năm đó cảnh tượng lại xuất hiện, năm đó đồng dạng là như thế một quyền tạp tới, ở Giả Diệp cường đại uy áp dưới, áp chế hắn hết thảy lực lượng, không thể động đậy mảy may, nếu không phải Tuyết Hương liều chết ngăn cản một kích, hắn không chết đều sẽ tàn phế. Năm đó Giả Diệp một quyền lại là làm Tuyết Hương hộc máu trọng thương. Hôm nay đồng dạng cảnh tượng tái hiện, Dương Nghị Vân khóe miệng tràn ngập tà tà nở nụ cười. Đứng chút nào không nhúc nhích, chờ Giả Diệp một quyền tới gần hết sức. Dương Nghị Vân chậm rãi mở miệng phun ra bốn chữ, quỷ mẫu hóa thân. Oanh! Một tiếng nặng nề rung động vang vọng toàn trường. Chu vi xem giả kinh hô ra tiếng. Đó là... cái gì thần thông như thế yêu dị? Giữa sân rất nhiều tiên nhân chỉ là nghe nói qua quỷ mẫu yêu thụ, nhưng không có gặp qua. Giờ phút này ở mọi người trong mắt Dương Nghị Vân cư nhiên hóa thành một cây đại thụ. Bất quá có mấy người lại là nhận ra tới. Quỷ mẫu yêu thụ. Cư nhiên. Này, sao có thể? Giữa sân nhận ra Dương Nghị Vân hóa thành lúc sau hình thái, biến thành một cây đại thụ người, tự nhiên là Kim Quy Tiên Nhân, Cảnh Sán Tiên Tử, còn có Đinh Hòa Bình chờ số ít mấy người. Năm đó chính mắt gặp qua người tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Dương Nghị Vân hóa thân thành đại thụ chính là quỷ mẫu yêu thụ. Mà không có chính mắt gặp qua người, tự nhiên là có, tỉ như Đinh Hòa Bình bực này hỗn nguyên cao thủ. Hoặc là kiến thức uyên bác hạng người, trước tiên đều nhận ra tới. Quỷ mẫu yêu thụ đại danh, có lẽ ở tiên giới địa phương khác không như vậy đại,
nhưng là ở tiên đan thành, đại bộ phận tiên nhân vẫn là có hiểu biết. Bởi vì tiên đan thành bản thân chính là một cái hội tụ rất nhiều luyện đan sư địa phương, mà quỷ mẫu yêu thụ khai hoa quỷ mẫu hoa nước mắt chính là luyện đan chủ dược, thích ứng rất nhiều đan phương, cho nên phần lớn người đều biết. Phàm là hiểu biết người, tự nhiên cũng biết quỷ mẫu yêu thụ thuộc tính, càng biết quỷ mẫu yêu thụ đáng sợ. Cho nên đương Dương Nghị Vân hóa thân trở thành một cây đại thụ lúc sau, một chút liền khiến cho anh động. Bị nói những người khác, Giả Diệp đều đừng Dương Nghị Vân lần này biến hóa khiếp sợ, hắn năm đó chính mắt kiến thức quá quỷ mẫu yêu thụ, ký ức khắc sâu, nhưng hiện tại Dương Nghị Vân cư nhiên một chút liền hóa thân thành quỷ mẫu yêu thụ. Giả Diệp một quyền oanh kích qua đi lúc sau, tức khắc cảm thấy không ổn, lập tức liền phải rút đi, nhưng cũng đã muộn. Lại thấy một cái ngón cái phẩm chất cây mây như là roi dài linh xà giống nhau đối với hắn quất đánh lại đây. Oanh! Nháy mắt đối với hắn chém ra một quyền chi cánh tay tới một kích. Giả Diệp hoàn toàn chấn kinh rồi, hắn cư nhiên không có thể né tránh. Này thật nhỏ dây mây quả thực giống như là quỷ mị hóa thân tia chớp giống nhau, quỷ dị nhanh chóng. Hơn nữa một chút triền ở cánh tay hắn thượng. Tức khắc có âm lôi cùng âm độc nhập thể. Làm Giả Diệp sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó Giả Diệp nhìn đến, hóa thân trở thành cao nguyệt hơn 30 mễ đường kính có lu nước giống nhau thô tráng quỷ mẫu yêu trên cây hiện ra Dương Nghị Vân mang theo ý cười một khuôn mặt. Hắn ở trào phúng cùng coi rẻ. Đây là Giả Diệp từ Dương Nghị Vân trên mặt nhìn đến nội dung. Hừ, điểm này bản lĩnh còn thương không đến bổn tọa. Giả Diệp hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó há mồm trầm giọng nói, hỗn nguyên một hơi, đại đạo hiện hóa, cho ta phá. Nghe được Giả Diệp mở miệng lúc sau, Dương Nghị Vân lại là cảm nhận được bốn phía thiên địa có biến hóa, tựa hồ có một loại vô hình lực lượng bắt đầu bao phủ mà đến. Ngay sau đó hắn cảm nhận được cuốn lấy Giả Diệp dây mây thượng bỗng nhiên truyền đến cường đại cực nóng chi lực. Một cổ không gì sánh được cương ngạnh đến cực điểm lực lượng đột nhiên từ Giả Diệp cánh tay ra truyền đến, trực tiếp tiến vào hắn dây mây phía trên. Oanh! Trong phút chốc hắn dây mây tắc nứt từng khúc nứt, hóa thành bột phấn tiêu tán thiên địa. Kỳ thật này không phải chân chính quỷ mẫu yêu thụ bản thể, mà là hắn lấy pháp lực hơn nữa quỷ mẫu yêu thụ chi tâm lực lượng huyễn hóa ra tới dây mây, hoặc là nói quỷ mẫu yêu thụ, bị Giả Diệp chí cương chi lực nháy mắt đánh sơ xác lúc sau trực tiếp chính là tiêu tán. Đối này Dương Nghị Vân cũng chấn động, hắn nghe được Giả Diệp nói cái gì hỗn nguyên một hơi. Trong lòng nghĩ khả năng mới là hỗn nguyên cao thủ chính chân lực lượng, xưng là hỗn nguyên một hơi. Thực rõ ràng vô cùng chí cương chi lực. So với tiên nguyên lực cường đại rồi không biết nhiều ít lần. Tu tiên chi đạo xét đến cùng như cũ vẫn là trong cơ thể lực lượng không ngừng đề cao. Hiện tại xem ra, hỗn nguyên cao thủ trong cơ thể lực lượng đích xác cường đại. Hắn đâu? Hóa thân trở thành quỷ mẫu yêu thụ, cũng là yêu thụ chi tâm lực lượng cùng cướp đoạt tới thiên phú thần thông. Là một loại khác tâm thái lực lượng. Một cái dây mây ở Giả Diệp này một kích lực lượng dưới, trực tiếp liền đứt từng khúc tiêu tán. Làm Dương Nghị Vân đối hỗn nguyên cao thủ có một cái tân nhận thức. Đích xác chỉ cần lực lượng đều rất mạnh, hơn nữa cảm thụ bốn phía thiên địa biến hóa, Dương Nghị Vân biết pháp tắc chi lực cũng như cũ tồn tại, thả càng thêm thần bí. Giờ phút này Kim Quy Tiên Nhân còn lại là nhìn giữa sân tự mình lẩm bẩm, cái này Dương Nghị Vân thật không đơn giản a. Năm đó ta chính mắt thấy hắn là chính mình vọt vào quỷ mẫu yêu thụ tâm môn bên trong, chính là một loại tự sát. Không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới. Hắn cư nhiên không có bị quỷ mẫu yêu thụ đồng hóa, hiện tại xem ra, ngược lại là hắn đồng hóa quỷ mẫu yêu thụ, tước đoạt quỷ mẫu yêu thụ hết thảy lực lượng, có thể hóa thân vì quỷ mẫu yêu thụ hình thái, thật sự là không thể tưởng tượng. Ninh Hòa Bình nhìn chằm chằm giữa sân ánh mắt đang không ngừng lập lòe, nghe Kim Quy nói chuyện, nhịn không được hỏi, năm đó ngươi khả năng xác định quỷ mẫu yêu thụ thật là vạn tái năm tháng tồn tại. Đương nhiên có thể xác định, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Quỷ mẫu yêu thụ tiến hóa đệ nhị hình thái biến hóa, tuyệt đối sẽ không sai. Kim Quy thực khẳng định nói. Ninh Hòa Bình tự nhiên cũng là tin tưởng Kim Quy, năm đó liền nghe qua Kim Quy hồi báo, lúc này chỉ là trong lòng chấn động, nhịn không được lại lần nữa xác nhận một chút. Như thế xem ra, Dương Nghị Vân đích xác không phải vật trong ao, có thể đồng hóa vạn tái quỷ mẫu yêu thụ, này cũng không phải là chỉ dựa vào pháp lực tu vi là có thể làm được. Hơn nữa nhìn qua, hắn vận dụng tự nhiên thuần thục vô cùng. Rõ ràng là pháp lực ngưng tụ mà thành yêu thụ, đi nhìn cùng thật thể không phân biệt, làm cho thần kỳ A Đinh Hòa Bình cảm thán một câu. Đại nhân Giả Diệp bắt đầu phản kích, chúng ta muốn hay không ra tay giúp trợ Dương Nghị Vân?
Lúc này nhìn đến giữa sân Giả Diệp một kích nứt từng khúc Dương Nghị Vân dây mây sau, Kim Quy Tiên Nhân đặt câu hỏi. Ninh Hòa Bình lắc đầu nói, không cần, vạn tái năm tháng quỷ mẫu yêu thụ, ha ha, liền tính là trung phẩm hỗn nguyên nói tiên ở đây, cũng đến né xa ba thước, đánh giá Giả Diệp đủ ứng phó, hơn nữa Dương Nghị Vân bực này hình thái dưới, nhìn qua mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ta nếu là ra tay, hôm nay liền cùng Giả Diệp là tử địch, Tiên Đan Lâu tổng bộ tất nhiên sẽ theo dõi, đến lúc đó đối chúng ta bất lợi, mà Dương Nghị Vân hôm nay có bản lĩnh liền tính lộng chết Giả Diệp, hắn Tiên Đan Lâu tổng bộ cũng sẽ không nói cái gì. Kim Quy Tiên Nhân nghe có chút hồ đồ, cũng hoặc nói, đại nhân thuộc hạ không rõ, vì sao Dương Nghị Vân liền tính là giết Giả Diệp Tiên Đan Lâu tổng bộ sẽ không nói cái gì. Ninh Hòa Bình ánh mắt buồn bã nói, Tiên Đan Lâu ở toàn bộ tiên giới cũng coi như được với là một phương thế lực, có tiên đế tọa chấn, cái kia cấp bậc cường giả là chú ý thể diệt, thử nghĩ một chút Dương Nghị Vân một cái tiểu bối hơn nữa là đại la đối chiến hỗn nguyên Giả Diệp, ngược lại bị Dương Nghị Vân cấp chém giết, hắn Tiên Đan Lâu có cái gì thể diện nói chuyện. Thật muốn là như vậy tìm Dương Nghị Vân phiền toái, chẳng phải là bị toàn bộ tiên giới cấp nhạo báng. Kim Quy Tiên Nhân lần này bừng tỉnh, này đến cũng đúng vậy bất quá Dương Nghị Vân tuy rằng nhìn cường hãn, nhưng không đến mức có thể giết chết Giả Diệp đi. Giả Diệp chính là sơ phẩm hỗn nguyên nói tiên đỉnh, hỗn nguyên chính tự cao thủ trong cơ thể tiên nguyên lực đã chuyển hóa thành hỗn nguyên chi khí, nhưng chí cương chí dương, nhưng cực âm chí âm, âm dương hỗn nguyên, lực chi đỉnh cao, Dương Nghị Vân sợ không phải đối thủ, có thể ở Giả Diệp thủ hạ tồn tại đều tính không tồi, huống chi sát Giả Diệp. Ninh Hòa Bình ha hả cười nói, ngươi là không rõ có thể có được vạn tái năm tháng tu luyện tinh quái sinh linh đáng sợ, càng không thấy thấu Dương Nghị Vân đáng sợ, lúc này có thể phản cắn nuốt cướp đoạt một gốc cây vạn tái năm tháng quỷ mẫu yêu thụ, bản thân liền một cái đáng sợ quái thai. Hắn tuy rằng nhìn hiện tại mới là một cái thượng phẩm đại la tu vi, chính là dám trực tiếp đánh thượng tiên đan lâu tìm Giả Diệp, người cho rằng hắn là ngại chính mình mệnh trường sao. Không có 10 phần thực lực nắm chắc cùng thủ đoạn, Dương Nghị Vân hôm nay sẽ không như thế cao điệu xuất hiện ở tiên đan lâu, nếu hắn dám đến, đã nói lên hắn có 10 phần nắm chắc xử lý Giả Diệp, chúng ta hiện tại xem diễn liền hảo, đối Dương Nghị Vân mượn sức, ta tự do tính toán, không cần lo lắng. Đích xác Đinh Hòa Bình phân tích đối Dương Nghị Vân tới nói thực chuẩn xác, hắn hôm nay dám đến tìm Giả Diệp, tự nhiên là có nắm chắc, nếu không sẽ không ngại chính mình mệnh trường. Cắn nuốt quỷ mẫu yêu thụ lúc sau, Dương Nghị Vân mới biết được quỷ mẫu yêu thụ thiên phú nơi. Năm đó đối mặt Giả Diệp khủng bố, hôm nay có quỷ mẫu yêu thụ dung hợp cùng với tu vi đại đại tăng lên, làm hắn có cũng đủ tin tưởng xử lý Giả Diệp. Sơ phẩm hỗn nguyên nói tiên, ha ha. Năm đó đối mặt quỷ mẫu yêu thụ Giả Diệp nhận túng đi rồi. Hôm nay Dương Nghị Vân chính là quỷ mẫu yêu thụ thăng cấp bản. Giờ phút này bị Giả Diệp một kích hủy diệt dây mây, Dương Nghị Vân chỉ là ngây người, nhưng trong lòng cũng không có quá ăn nhiều kinh, nếu Giả Diệp đoạn không được hắn nho nhỏ dây mây, kia mới là không bình thường. Mà Giả Diệp lúc này lại là cười lạnh nói, tiểu tử điểm này bản lĩnh liền tưởng cùng bổn tọa đấu pháp, ngươi còn kém xa, hỗn nguyên nói tiên cảnh giới kỳ thật ngươi có thể minh bạch. Bổn tọa kế tiếp khiến cho ngươi kiến thức cái gì là hỗn nguyên đại đạo chi uy. Dương Nghị Vân không rõ ràng lắm cái gì là hỗn nguyên đại đạo, nhưng lại cảm nhận được Giả Diệp lực lượng, hoặc là nói hỗn nguyên một hơi. Tự nhiên minh bạch hỗn nguyên một hơi, chính là hỗn nguyên kính cao thủ lực lượng. Có khác với tiên nguyên chi lực, cũng mang theo bất đồng pháp tắc chi lực. Đối này hắn không có lo lắng cái gì, ngược lại trong lòng có chút chờ mong. Giả Diệp trong miệng cái gọi là hỗn nguyên đại đạo đến tột cùng là cái dạng gì? Đối Dương Nghị Vân tới nói, đều không phải là hắn khinh địch, mà là cắn nuốt quỷ mẫu yêu thụ sau, hắn rõ ràng biết, cũng có thể thông qua tâm hồn cảm ứng cảm giác đến Giả Diệp giờ phút này thực lực, với hắn mà nói cũng không tính cái gì, là có thể ứng phó. Nhìn Giả Diệp Dương Nghị Vân cũng nhếch miệng cười nói, lão bất tử tiểu gia cũng không phải dễ chọc, người cũng cho rằng tiểu gia liền điểm này thủ đoạn nói, kia đã có thể sai rồi. Đối chọi gay gắt, hảo không thua trận. Cái này làm cho Chu Vi xem giả các kinh ngạc vô cùng. Rốt cuộc Dương Nghị Vân là thượng phẩm đại la tu vi, mà Giả Diệp chính là sơ phẩm đỉnh hỗn nguyên nói tiên. Hai người phía trước chênh lệch ở mọi người xem tới, khác nhau một trời một vực. Còn chưa bao giờ có nghe qua một cái thượng phẩm đại la có thể chiến thắng hỗn nguyên nói tiên. Đương nhiên tiên giới to lớn thiên tài hạng người vô số, có lẽ có, nhưng ở tiên đan thành này địa bàn thượng. Rất nhiều người vây xem là chưa thấy qua càng chưa từng nghe qua. Nghe Dương Nghị Vân cùng Giả Diệp tranh phong tương đối đối thoại,
bốn phía tiên nhân lại cũng đối hai người kế tiếp chiến đấu tràn ngập chờ mong cảm. Rất nhiều người cho rằng Giả Diệp tất thắng, Dương Nghị Vân phải thua hoặc là nói hẳn phải chết. Nhưng cũng có người đối Dương Nghị Vân phi thường xem trọng, tỉ như luyện tạo tiên minh Đinh Hòa Bình. Tiểu bối tìm chết Giả Diệp bị Dương Nghị Vân nói chọc giận, mắng một tiếng, đôi tay bỗng nhiên làm ra thác thiên chi thế, tiếp theo như là ở không trung tháo xuống thứ gì giống nhau đôi tay một chảo, ngay sau đó gào thét lớn đối Dương Nghị Vân đẩy mà đi. Hỗn nguyên đại đạo, âm dương cũng tế, chí dương đốt cháy, chí âm đóng băng, đại đạo hỗn nguyên, nói là làm ngay, chết. Nghe cái này Giả Diệp sướng ngâm mà ra, Dương Nghị Vân lại là trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng. Giả Diệp này đó pháp chú sướng ngâm thái thanh sở bất quá, làm hắn chân chính minh bạch hỗn nguyên cảnh giới cùng mặt khác cảnh giới khác nhau. Ý tứ là hỗn nguyên cảnh giới chi lực nhưng âm dương cũng tế chí dương chí âm, ở pháp tác thượng có thể làm được nói là làm ngay trình độ. Như thế quả là khó giải quyết. Lúc này hắn cùng Giả Diệp giống cái 20-30 mễ xa, nhưng lại ở trước tiên cảm thụ giữa sân thiên địa biến hóa. Chu Vi xem giả cũng ở trước tiên phát hiện không đúng, nhanh chóng thối lui tới rồi 400-500 mễ ở ngoài. Mọi người đều không ngốc, đều biết hỗn nguyên cao thủ ra tay hậu quả, không nghĩ bị lan đến chạy nhanh tránh xa một chút. Ở tiên đan thành hỗn nguyên nói tiên chính là đứng đầu cao thủ, cũng chỉ có mấy thế lực lớn tọa trấn nhân tài là hỗn nguyên.